Gặp Trần Duy Sơn dưới loại tình huống này lại vẫn dám lớn lối như vậy loạn mắng uy hát yêu ta, Mạc Mê Thải Phục Phi báo thành viên lúc này nhãn thần một lệ, thần sắc lạnh lẽo. Trực tiếp rút ra thương súng, dùng băng lãnh mà cứng rắn báng súng hướng về phía đầu của hắn hung hăng gõ xuống đi, trong nháy mắt đỏ tươi máu liền theo trán của hắn chảy xuống. Nhất thời đem mọi người tại đây đều cho sợ ngây người. Liền nuốt nước bọt đều nghĩ cực khổ. Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới. Phải biết rằng Trần Duy Sơn giàu gì cũng là tứ cửu thành lão Trần gia người đi. Đó là hạng khổng lồ màu đỏ nhà giàu có, hạng đỉnh cấp. Mà bây giờ, bọn người kia đến tột cùng có cái gì lo lắng? Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ lão Trần gia sau nhất nhất truy trách sao? Đúng lúc này, từ xe Bentley nội đột nhiên vang lên chói tai chuông điện thoại di động, nhất thời Trần Duy Sơn thật giống như điên, một bên giãy giụa, một bên thở hồng hộc hét lớn điện thoại. Là ba của ta điện thoại, ba ta thế nhưng lão Trần gia Trần Hoa Tần. Trần Hoa Tần, mà đang nghe tên này, Mạc Mê Thải Phục Phi báo thành viên cùng với Chu Vi ghìm súng bộ đội đặc chủng thành viên rốt cục sắc mặt đổi. Bởi vì, này Trần Hoa Tần, năm đó thế nhưng quân đội tiếng tăm lừng lẫy một viên đại tướng. Điện thoại, các ngươi đều nghe không? Là ta ba gọi điện thoại cho ta tới. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là không nhường ta nhận cú điện thoại này, về sau khẳng định nhất định sẽ hối hận. Ba ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi. Thấy thế Trần Duy Sơn trên mặt thần sắc mạnh vui vẻ, hiển nhiên là nhìn ra những người này đã có đố kỵ đạt, nhất thời đại hống đại khiếu lên, miệng đầy đều là uy hát yêu ta. Hanh! Mà ở thấy tình cảnh này, mặc đồ dần di phi báo thành viên trên mặt lại nhìn không được hiện ra lau một cái màu sắc trang nhã, thế nhưng Trần Hoa Tần ba chữ này nhưng bây giờ quá nặng nề, đại biểu ý nghĩa cũng quá phi phàm, làm hắn phải kiêng kỵ vạn phần. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ hừ lạnh một tiếng. Nói đưa điện thoại cho hắn, nhượng hắn nhận. Sau đó thì có bộ đội đặc chủng binh sĩ từ trong xe tìm được rồi điện thoại, lấy ra nữa đặt ở Trần Duy Sơn bên tai, nhấn loan báo trên chuyển được ấn phím. Ba nhanh mau cứu ta. Bất đồng người nhắc nhở, Trần Duy Sơn cái này nhị thế tổ người ngu ngốc cũng đã hô kêu. Vẻ mặt hốt hoảng. Hiển nhiên hắn hiện tại đã hoàn toàn biết chuyện này có bao nhiêu sao nghiêm trọng, vì vậy ba hắn hiện đã thành hắn duy nhất người cứu mạng rơm rạ. Vừa nghe đến microphone nội truyền tới thanh âm, kinh khủng trong hắn liền lập tức theo bản năng kêu. Ngươi nói cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta rõ. Vừa nghe đến con trai mình cái loại này hốt hoảng thanh âm, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần liền nhìn không được khẩn trương, quát to. Ba, ta bị bắt lại, thật là nhiều người, trong tay bọn họ mặt còn đều cầm súng. Trần Duy Sơn càng nói càng sợ, chiến nguy nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần nhất thời giận dữ, vẻ mặt âm trầm, xấu xí cùng đáy nồi tựa như, hướng về phía điện thoại microphone điên cuồng hét lên Duy Núi, ngươi trước đừng có gấp, có biết hay không đối phương là ai? Đến tột cùng là ai dám đụng đến ta Trần Hoa Tần nhi tử, muốn chết sao? Càng nói, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần vượt khí. Phải biết rằng nếu là thời gian đảo ngược 10 năm trước, hắn Trần Hoa Tần tên ở quốc nội vô luận là chính đàn hay là quân giới, người nào không biết. Ai dám không nể tình, ai nhìn thấy hắn không cung kính xưng hô một câu thủ trưởng. Khi đó hắn thế nhưng quân giới đại lão, có thể cùng mặt trên trực tiếp đối thoại. Nhưng bây giờ, tuy rằng thời gian đã qua 10 năm, hắn Trần Hoa Tần từ lâu trải qua từ vị trí lui xuống, thế mà, ai dám nói hắn năm đó lực ảnh hưởng không ở. Coi như là đều là tứ cửu thành tam đại màu đỏ nhà giàu có cái khác hai đại gia tộc, dám không bán hắn Trần Hoa Tần mặt mũi người, có mấy người. Mà bây giờ chuyện gì xảy ra? Con của hắn Trần Hoa Tần con trai duy nhất, cư nhiên bị người bắt lại. Hơn nữa còn là lấy vừa rồi hắn trong điện thoại nghe được cái loại này quá phận phương thức, không kiêng nể gì cả cầm súng máy hướng về phía quét ngang, hắn há có thể không giận. Đây quả thực làm hắn ở bên đầu điện thoại kia thiếu chút nữa tức bể phổi, ngón tay các đốt ngón tay áp kéo kẹt tiếng vang. Đối với hắn Trần Hoa Tần nhi tử hạ thủ, không phải là nhục nhã hắn là cái gì. Ba, ta cũng không biết bọn họ là ai. Mà đang nghe bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần gầm lên, Trần Duy Sơn hình như rốt cuộc lần nữa nhặt như vậy một chút lòng tin, trên mặt sợ hãi không như vậy nồng hậu, nhưng vẫn là run rẩy nói. Không biết. Không biết vậy đưa điện thoại cho bọn họ, ta đưa cho bọn hắn nói. Trần Hoa Tần lập tức quát. Nga, tốt.
Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt nhìn không được xẹt qua vẻ vui mừng, sau đó hướng về đồ dần Di Phi báo thành viên ngẩng đầu, lớn tiếng nói này, ba ta nói muốn với các ngươi mở điện nói. Trong các ngươi ai là dẫn đầu? Nói nói trong lòng của hắn lòng tin cũng tốt giống như trở về càng ngày càng nhiều, ba hắn đều tự mình ra mặt, đối phó những binh đản tử này dám không nể tình. Nói đùa, ba hắn năm đó thế nhưng quân giới đại lão, hạng uy phong, những người trước mắt này khi hắn ba trước mặt phỏng trừng liên tân binh đản tử cũng không tính, làm sao có thể dám. Nữa đem hắn Trần Duy Sơn thế nào, nghĩ đến đây hắn lại nhìn không được sắc mặt nhăn nhó phẫn nộ. Phải biết rằng hắn Trần Duy Sơn phía sau có thể có người khác không có cường đại bối cảnh lão Trần gia. Hơn nữa ba hắn năm đó còn là trong quân đại lão, quyền cao chức trọng, coi như hôm nay đã lui ra đến mấy năm, có thể ảnh hưởng lực kia lại vẫn còn đang. Vì vậy hắn Trần Duy Sơn từ nhỏ ngay người khác hâm mộ và lấy lòng trong ngăn nắp xinh đẹp lớn lên, chưa từng bị loại này tội, ăn xong loại này nghẹn. Nhưng mà xảy ra kim thiên đây hết thảy, lại làm cho hắn suốt đời khó quên. Hắn Trần Duy Sơn đường đường tứ cửu thành lão Trần gia đệ tử, công an bộ phó thính cấp cán bộ, vãng giới trong quân đại lão Trần Hoa Tần nhi tử, vừa rồi cư nhiên bị người như là diễn hương cảng khủng bố cảnh phỉ phiến vậy cầm súng máy quét ngang. Cũng may là hắn ngồi xe là cải trang binh ly, trên thân xe dưới cùng thủy tinh đều có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn để đỡ đạn. Nếu không hắn bây giờ còn có mệnh. Chớ nói chi là sau lại, hắn còn bị đám kia binh lính càn quấy tử cầm súng bầy đập phá đầu. Còn bị ban theo song trưởng bắt, tay cầm khảo còng lại, đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã ha. Nếu là truyền đi, về sau hắn Trần Duy Sơn mặt mũi còn để nơi nào. Vì vậy hắn hiện tại không gì sánh được phẫn nộ, nói xác thực là không gì sánh được không gì sánh được phẫn nộ. Quả thực hận không thể đoạt lấy thương, súng, đem những lính kia viên cho toàn bộ đập chết. Để tiết hắn mối hận trong lòng. Mở điện nói. Mà đúng lúc này. Mặc đồ dần Di Phi báo thành viên nghe được Trần Duy Sơn ngẩng đầu ngạo nghễ nói, không khỏi con ngươi trong hơi hiện lên quá vẻ bối rối. Tuy nói hắn thế nhưng Phi báo tinh anh thành viên, cũng có phía dưới mệnh lệnh, nhưng nếu là nhượng hắn chân tránh cùng cái loại này vãng giới trong quân đại lão mở điện nói, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng tràn đầy chột dạ. Bởi vì mặc kệ thế nào, Trần Hoa Tần ba chữ này đại biểu hàm nghĩa, mặc dù so ra kém bọn họ Phi báo La Viễn Chí La thủ trưởng, nhưng cũng kém không xa a. Nhưng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn cắn răng, trong lòng nghĩ tuyệt không có thể đã đánh mất bọn họ Phi báo mặt mũi, tiếp nhận điện thoại, chậm rãi nói này, xin hỏi là Trần Hoa Tần Trần thủ trưởng sao? Trần Hoa Tần loại trình độ đó, hoàn toàn có tư cách được xưng là thủ trưởng. Ngươi còn biết gọi ta thủ trưởng, bây giờ lập tức đem con ta thả, lập tức thi hành mệnh lệnh. Mà đang nghe đồ dần Di Phi báo thành viên thanh âm, Trần Hoa Tần lập tức ngữ điệu ôn tồn âm đều có chút nổi giận. Quát ra lệnh. Nghe được Trần Hoa Tần nổi giận thanh, mặc đồ dần Di Phi báo thành viên cả người run lên, nhưng vẫn là cắn răng, ngữ khí kiên định nói xin lỗi, Trần thủ trưởng. Chúng ta bây giờ là có mệnh lệnh trong người, vì vậy con của ngươi, chúng ta bây giờ không thể thả. Phải biết rằng đây chính là Trần Tổng huấn luyện viên còn có La thủ trưởng tự mình ra lệnh, bọn họ làm sao dám làm trái. Nhất là Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên. Nghe nói không biết bởi vì sao cũng đã bạo nộ rồi, bằng không cũng không có khả năng dưới loại này mệnh lệnh. Hắn tự nhiên lại không dám, càng không thể nào thả người. Hiển nhiên cùng Trần Hoa Tần loại này vãng giới trong quân đại lão so với, hắn vẫn càng sợ Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên cái loại này quái vật. Nhất là ngay cả hổ báo đường, đều vừa bị diệt ở Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên trên tay. Người Trần Hoa Tần Trần thủ trưởng như bức nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng hổ báo đường so với? Xin nhờ vậy căn bản không có khả năng, được không? Ngươi nói thật. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần thiếu chút nữa tức bể phổi, không nghĩ tới chính là một người lính viên, lại dám liên hắn Trần Hoa Tần mệnh lệnh cũng không nghe, đây là đang coi thường hắn sao? Thế mà cùng lúc đó trong lòng của hắn kỳ thực cũng mơ hồ sinh ra một ít không ổn, cùng bất an. Bởi vì bây giờ đối với Phương đều đã biết rõ con của hắn thân phận, biết hắn Trần Hoa Tần thân phận, lại còn dám làm càn. Còn phải tiếp tục bắt người, chẳng lẽ là thật có chỗ ỷ lại phải không? Nghĩ đến đây, hắn lại chỉ có thể đem trong lòng tức giận ngạnh sinh sinh đè ép trở lại, môi tức giận run lập cập nói ngươi, các ngươi là bên kia. Rốt cuộc là ai gan to như vậy dám bắt ta Trần Hoa Tần nhi tử, dám cùng chúng ta lão Trần gia không qua được. Trần thủ trưởng, chúng ta là phi báo người.
mà đang nghe Trần Hoa Tần chất vấn, Mạc Mê Thải phục phi báo thành viên thành thật nói. Sau đó lại thấy Kỳ tiếp tục lái miệng, nói nhiệm vụ lần này mệnh lệnh là La Viễn Chí La thủ trưởng còn có Trần Phi Trần tổng huấn luyện viên tự mình dưới, vì vậy ngài bên kia nếu là có nghi vấn gì nói, có thể cùng bọn chúng mở điện nói. Mặt khác nếu không chuyện gì khác, ta bên này tự cúp điện thoại trước. Xin lỗi, theo sát mà hắn cư nhiên thật đem Trần Hoa Tần điện thoại, bắt lại. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành Trần Hoa Tần, cách cách một tiếng, hắn sắc mặt dữ tợn đem vật cầm trong tay điện thoại di động ngã trên mặt đất. La Viễn Chí, hắn La Viễn Chí đến cùng muốn làm gì? Kinh thành lão Trần gia ta bên trong tứ hợp viện, một vị tóc hoa dâm lão giả hung hăng đem điện thoại di động của mình ngã trên mặt đất, rơi mảnh nhỏ, thế mà đều như vậy hắn dĩ nhiên như còn chưa đủ, vô án, già nua khuôn mặt trên mãn là bởi vì tức giận lên run run, còn có một tia ngưng túc cùng ngưng nhưng mà. Phải biết rằng La Viễn Chí ba chữ này, đây cũng không phải là đùa giỡn, coi như là Trần Hoa Tần từng ở quân giới đại lão vị trí lúc, cũng đều là ải đối phương một đầu. Chớ nói chi là bây giờ đối với phương còn là phi báo cái loại này ngành đặc biệt người chấp trường. Toàn bộ nước Cộng Hòa nổi danh có số ngành đặc biệt tổng cộng bao nhiêu? Hai cái tay tùy tùy tiện tiện tính tới. Hơn nữa đây là đem kinh thành bốn bộ cái loại này bên trong tổ chức long đầu coi là ở bên trong, cái này ý vị như thế nào? Đã không cần nói cũng biết, mà ở cái loại này vị trí người, nếu như có thể tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng xem như là đối lập cầm ghế ghế gập trên tại vị mấy vị kia, cũng đều không kém là bao nhiêu. Hắn Trần Hoa Tần tuy rằng tự phụ từng là quân giới đại lão, thân chức vị cao, tay cầm quyền to, nhưng đang đối mặt La Viễn Chí loại này càng thêm dọa người ngành đặc biệt người đứng đầu lúc, cũng còn là cảm thấy hết sức vướng tay chân. Vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ, đừng nói là hắn, coi như là phía sau hắn lão Trần gia cũng không nguyện cùng đối phương loại này tên đơn giản, mặt đối mặt khởi xung đột. Dù sao bọn hắn bây giờ lão Trần gia có thể đã xưa đâu bằng nay, không phải từ trước. Lão Thái gia vừa đi, Kình Thiên Trụ đều coi là đến rồi, bọn họ lão Trần gia lực ảnh hưởng liền thẳng tắp hạ lạc a. Có thể tuy rằng lời là nói như vậy, có thể vấn đề bây giờ là không phải là hắn Trần Hoa Tần trêu chọc nhân gia, mà là La Viễn Chí chủ động tới trêu chọc hắn. Bắt chuyện không đánh, tự cư nhiên dám hạ lệnh phái người dùng cái loại này thủ đoạn đem con của hắn bắt lại. Chẳng lẽ hắn La Viễn Chí thật coi hắn Trần Hoa Tần là bùn bóp? Coi như luận thực lực, hắn thừa nhận hắn cá nhân là liều mạng bất quá đối phương, nhưng vấn đề là hắn Trần Hoa Tần cũng không phải một người cô đơn. Phía sau hắn thế nhưng còn có tứ cửu thành lão Trần gia chống a. Mặc dù hiện nay bọn họ lão Trần gia Kình Thiên Trụ, Định Hải Thần Châm lão Thái gia là đi, ảnh hưởng gia tộc lực đã ở thẳng tắp hạ lạc, có thể dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bọn họ lão Trần gia cái này vài thập niên cũng không phải trắng trộn tới được. Chớ không phải là hắn La Viễn Chí lần này là thật ót tâm bị lừa đá, vì vậy cuồng vọng tự đại đến cho rằng, chỉ dựa vào hắn một cái tiểu tiểu ngành đặc biệt người đứng đầu, là có thể theo chân bọn họ lão Trần gia cờ lê cổ tay đi. Ngây thơ! Mà ngoại trừ La Viễn Chí ba chữ kia ở ngoài, Trần Hoa Tần kỳ thực còn chú ý tới mặc đồ dằn di phi báo thành viên trong lời nói mấy cái khác, Trần Phi Trần tổng huấn luyện viên, chẳng lẽ? Trần Hoa Tần già nua con người vô ý thức xẹt qua một loại vẻ bối rối, sau đó kỳ trong đầu liền lóe lên một cái tuổi còn trẻ thân ảnh. Hắn đương nhiên biết con của hắn lần này thiên lý xa xôi hạ lưu trường Giang Nam, là vì cái gì chuyện này, người nào đi. Hơn nữa sau lại hoàn hảo giống như huyên náo không quá vui vẻ. Vì vậy nếu là thật là tiểu tử kia phát lực, ra tay, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là tự cái loại này hơn 20 tuổi thiếu niên. Mao đầu tiểu tử, liên lông cũng còn không dài đủ, cái loại này mặt hàng hắn dựa vào cái gì có thể nói động La Viễn Chí khuynh lực tương trợ, cùng hắn Trần Hoa Tần, cùng bọn chúng lão Trần gia là địch. Chỉ bằng tiểu tử kia là một cổ vũ giả, hơn nữa thực lực còn giống như không kém. Xin nhờ, đừng nói giỡn, cổ vũ giả, những tên kia cũng chỉ có thể hù dọa một chút người thường mà thôi. Mà đối với bọn hắn loại tầng thứ này đại nhân vật mà nói. Vậy đơn giản chính là tùy tiện sai xử mặt hàng, trừ phi, tiểu tử kia có thể đi đến kinh thành bốn bộ trong này lão yêu quái lực lượng trình tự cao độ, vậy còn có nguyên nhân. Nhưng vấn đề là điều này có thể sao? Chỉ bằng hắn loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có tư cách gì, hoàn toàn không có khả năng có thể cùng kinh thành bốn bộ trong này lão yêu quái đánh đồng. Mà nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc rất ý tứ hơn 60 tuổi phụ nhân xuất hiện.
chỉ thấy Kỳ cau mày nhìn trên mặt đất quẳng mảnh nhỏ điện thoại di động, hỏi, lão Trần, phát sinh chuyện gì ngươi lớn như vậy cơn tức? Ta vừa rồi nghe ngươi ở bên ngoài hô cái gì La Viễn Chí, chẳng lẽ là nguyên tỉnh Giang Nam Tư lệnh quân khu, La Viễn Chí? Phụ nhân này không là người khác, chính là Trần Duy Sơn mẫu thân, Đỗ Sở Phương. Đỗ gia ở kinh thành cũng coi là không kém nhị lưu gia tộc, hơn nữa còn là đến gần quân đội bên này, cho nên hắn đúng La Viễn Chí tên này rất quen thuộc, cũng rất mẫn cảm. Dù sao đối với bọn hắn Đỗ gia mà nói, La Viễn Chí cái loại này tầng thứ vãng giới quân đội đại lão, hôm nay ngành đặc biệt người đứng đầu, thật không đơn giản, khuynh toàn tộc lực cũng liền phân nửa phân nửa. Không phải là hắn còn có thể là ai? Trần Hoa Tần nghe vậy ra mặt tử rút quất, giận đùng đùng ở trong thư phòng đạc lai đạc khứ. Hắn làm sao vậy? Hắn hiện tại thế nhưng một cái ngành đặc biệt người đứng đầu, rất lợi hại. Đỗ Sở Phương nói. Người đứng đầu thì thế nào? Người có biết hay không hắn hạ lệnh đem Duy núi bắt? Vừa nghe bản thân bạn già mà lời này, Trần Hoa Tần nhất thời mất hứng, giận đùng đùng nói rằng. Vạn phần căm tức. Người đứng đầu, hắn La Viễn Chí bây giờ là phi báo người đứng đầu thì thế nào? Nói thật giống như hắn Trần Hoa Tần cỡ nào không bằng đối phương vậy. Tuy rằng quả thực thực sự không bằng. Thế mà đó cũng không phải trọng điểm. Ngươi nói cái gì, Hoa Tần ngươi lặp lại lần nữa. Hắn dựa vào cái gì làm như vậy a? Hắn tại sao có thể đem Duy núi bắt lại? Không được, ngươi bây giờ còn đứng ngây đó làm gì a? Còn không mau nhanh cho La Viễn Chí gọi điện thoại, nhượng hắn đem con trai chúng ta, đem Duy núi thả. Mà ở nghe nói như thế Đỗ Sở Phương thoáng cái tựu nóng nảy, miệng trận 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 cùng súng máy mắt tựa như. Thả người, ngươi nghĩ rằng ta không muốn để cho hắn thả người. Nhưng vấn đề là ngươi cho là hắn La Viễn Chí là ai a, tùy tiện nói thả người để lại. Nghe thế Trần Hoa Tần không khỏi tâm tình càng phát ra buồn bực, hét lớn. Thế nhưng, có thể là phía sau chúng ta không phải là còn có lão Trần ra sao? Hắn La Viễn Chí hiện tại coi như lợi hại hơn nữa. Dám không cho chúng ta lão Trần ra mặt mũi. Đỗ Sở Phương lắp bắp nói. Trần Hoa Tần hung hăng cau mày nói hắn La Viễn Chí phải không dám không cho chúng ta lão Trần ra mặt mũi. Nhưng vấn đề là ngươi cho là hắn ngốc sao? Hay là hắn thật không biết Duy núi là ta Trần Hoa Tần nhi tử? Hắn thế nhưng cũng sớm đã biết đến, hiện tại nhưng vẫn là không nhìn chúng ta hướng Duy núi hạ thủ, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Không phải là... Đỗ Sở Phương sắc mặt thoáng cái càng thay đổi, có thể sống đến hắn hiện tại như vậy một sấp dày niên kỷ, khẳng định không ngốc. Chỉ nghe bản thân bạn già mà như thế một hơi thêm phân tích, hắn liền hiểu hiện tại chuyện này tuyệt không đơn giản. Đối phương La Viễn Chí là ở biết rõ Trần Duy Sơn là con của bọn họ, là bọn hắn lão Trần gia huyết mạch dưới tình huống, ra tay, cái này ý vị như thế nào. Quang tùy tiện ngẫm lại hắn liền có chút không dám lại tiếp tục muốn xuống phía dưới, bởi vì sợ. Có thể nhi tử cuối cùng là nhi tử, tự mình cốt nhục cuối cùng là tự mình cốt nhục, bây giờ bị bắt, hắn cái này làm mẹ làm sao có thể làm được thờ ơ. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ mắt nước mắt lưng tròng nói lão Trần, nếu không ngươi gọi điện thoại tới cho La Viễn Chí van cầu tình. Ta, ai? Nghe vậy Trần Hoa Tần nhìn không được già nua khuôn mặt trên mạnh một nổi giận, hắn đều như thế một thanh đại tuổi, hơn 70 tuổi. Hiện tại hắn bạn già mà lại muốn nhượng hắn đi cho cái kia cái gì La Viễn Chí cúi đầu cầu tình, hắn Trần Hoa Tần vứt khởi người này sao? Sau đó một lát sau hắn đúng là vẫn còn buồn bã lắc đầu, thở dài một hơi, trên mặt tức giận chậm rãi thốn xuống phía dưới. Nhi tử cuối cùng là nhi tử, là của hắn thân sinh cốt nhục. Nếu hắn thật bỏ được, chỉ sợ hắn nhi tử Trần Duy Sơn cũng sẽ không giống ngày hôm nay loại này bộ dáng. Còn chưa phải là bị bọn họ lão hai cái quán đi ra ngoài. Sau đó, hắn mặt không biểu tình bấm xa ở tỉnh Giang Nam phi báo căn cứ La Viễn Chí điện thoại. Này, là lão ca sao? Là ta, Trần Hoa Tần, ai thực sự là đã lâu đều không gặp, người ở đây Giang Nam tốt núi hảo thủy tiêu sái thế nào? Điện thoại rất nhanh thì thông, Trần Hoa Tần cố nén nội tâm phẫn nộ, khách khí nói. Nguyên lai là Trần lão đệ a, thực sự là khách hiếm khách hiếm. Không biết ngươi đột nhiên cho ta phát điện thoại là có chuyện gì mà sao? Bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí biết mà còn hỏi. La lão ca, ngươi cái này có thể cũng có chút bất địa đạo. Nghe vậy Trần Hoa Tần oán hận cắn răng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cười nói đây không phải là nghe nói Duy núi hỗn tiểu tử phạm vào chút ít sai lầm,
ngươi nói cái này có đúng hay không, không cho người bớt lo a. Bất quá là lão ca, tiểu tử kia cuối cùng là ta Trần Duy Sơn nhi tử, nếu không cho ta cái mặt mũi, nhượng hắn lăn trở lại kinh thành đến, ta tự mình hảo hảo giáo dục hắn. Trần lão đệ a, không phải là ta La Viễn Chí không giúp ngươi, có thể chuyện này quả thực ta cũng bất lực a. Mà đang nghe bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần nói chuyện làm rõ, La Viễn Chí La thủ trưởng hơi cười nhạt, nói lời nói thật nói với ngươi đi, Duy núi lần này phạm sai lầm một điểm cũng không tiểu, tương phản thật rất lớn. Hơn nữa hạ lệnh người bắt hắn cũng không phải ta, mà là do người khác. Do người khác, chẳng lẽ là họ Trần tiểu tử? La lão ca, ngươi nói lời này có đúng hay không, có chút quá không nể tình. Tiểu tử kia đính thiên, cũng chính là các ngươi phì báo một cái trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên mà thôi, hữu danh vô thực, nói khó nghe giờ chính là bán một chút cu ly. Loại háo sắc này, chẳng lẽ so với ngươi La lão ca nói, còn càng dùng được sao? Mà ở nhìn thấy La Viễn Chí đem lời nói rõ ràng như vậy, Trần Hoa Tần cũng không lại tiếp tục giả bộ hồ đồ, xanh mặt nói. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình cũng đã tự mình cúi đầu gọi điện thoại tới, hướng hắn xin tha, dám còn bị cự tuyệt. Đây là đang nhục nhã hắn Trần Hoa Tần sao? Cái này vị miễn cũng có chút hơi quá đáng đi. Hữu danh vô thực, bán một chút cu ly. Trần Hoa Tần ngươi nếu thật như vậy muốn, vậy ta đây biên cũng không thể nói gì hơn. Mà đang nghe bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen tự cho là đúng nói mà, hữu danh vô thực. Bán một chút cu ly. La Viễn Chí mạnh giọng nói trở nên lạnh rất nhiều, thản nhiên nói. Thậm chí đều làm cho cảm giác muốn cúp điện thoại. Vân vân chờ đã. Trần Hoa Tần cũng tuổi đã cao, công dân lão tinh. Hắn vừa nghe đến La Viễn Chí lời kia liền lập tức nghĩ giọng nói không đúng, sau đó lập tức nhìn không được sắc mặt đổi. Đuổi ở La Viễn Chí cúp điện thoại trước ngữ tốc nói thật nhanh La lão ca, lẽ nào ta nói không đúng sao? Tiểu tử kia cái này mới bây lớn, coi như có chút thực lực, lại làm sao có thể so với ngươi nói chuyện phân lượng đều nặng. Vừa nói như vậy, trong lòng của hắn lại càng cảm giác bất an, cùng không ổn. Tựa hồ hắn trước đó, đều biết, phán đoán sai lầm rồi một thứ gì đó. Có thể, thế nhưng làm sao có thể a? Tiểu tử kia năm nay mới bây lớn. Phân lượng. Trần Hoa Tần dù kết quả, cũng như thế một sấp dày tuổi, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm phân lượng loại vật này, không có thể như vậy nói ra được, mà là người khác nể tình cho. Ngươi nếu thực lực so ra kém người khác, dựa vào cái gì nói có phần lượng. Có thể nghe nói, bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí La thủ trưởng lại cư nhiên như vậy mở miệng, cái loại này rõ ràng mang theo trào phúng cùng khinh thường đang nói, thẳng nhượng điện thoại đầu này Trần Hoa Tần mạnh một màu thay đổi, thần sắc sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn lại không ngốc, đương nhiên minh bạch có thể La Viễn Chí loại này ngành đặc biệt người đứng đầu trong miệng nói ra những lời này, ý vị như thế nào. Ý nghĩa chẳng lẽ tiểu tử kia có nội tình cùng thực lực, thật so với hắn La Viễn Chí đều cường. Nghĩ đến đây, dù là Trần Hoa Tần loại này vãng giới quân đội đại lão cũng không nhìn được trên trán mồ hôi lạnh một giọt tích xuống, ngay sau đó cặp kia già nua trong con ngươi hiện ra vẻ hoảng sợ. Đến bây giờ hắn đều vẫn là không cách nào tưởng tượng, đường đường La Viễn Chí, vãng giới tỉnh Giang Nam tỉnh tư lệnh quân khu, hiện giữ nước Cộng hòa ngành đặc biệt phi báo người đứng đầu, vì sao cư nhiên sẽ nói ra những lời này. Chẳng lẽ, trong mắt hắn, cái loại này cũng chỉ có hơn 20 tuổi chưa đủ lông đủ cánh mao đầu tiểu tử, thật có hắn nói kinh khủng như vậy. Nói phân lượng so với hắn La Viễn Chí cũng còn nặng. Nhất niệm đến nước này dù là Trần Hoa Tần trong lòng có tứ cửu thành lão Trần ra cái loại này quái vật lớn trống, giờ này khắc này cũng hoàn toàn không nhẫn nại được có chút hốt hoảng, hướng về phía bên đầu điện thoại kia ngưng trọng, bất an nói La lão ca, xem ở chúng ta coi như là một đời người phân thượng, dĩ vãng quan hệ cũng còn không có trở ngại. Người có thể hay không thẳng thắn nói cho ta biết, tiểu tử kia, đến tột cùng lai lịch gì, hắn. Thật có như ngươi nói vậy tử. Ai? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn xem ở năm đó hai người không tính là kém tình cảm, quan hệ trên, lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói Trần lão đệ, người đã đều nói như vậy, ta đây La Viễn Chí còn là bán một mình ngươi mặt mũi. Ta biết các ngươi lão Trần gia cùng tiểu tử kia, năm đó tựa hồ có chút dính dáng, ân oán. Bất quá các ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên hỏng quy củ, đi quấy rối mẹ của hắn. Lẽ nào ngươi không cảm thấy loại hành vi này có chút hơi quá đáng sao? Phải biết rằng,
mẫu thân hắn thế nhưng tiểu tử kia nghịch lân. Ngươi đều biết, có thể tiểu tử kia dù sao cũng là Trấn Quốc nhi tử, trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu, mà hôm nay chúng ta lão Trần gia rơi vào khốn cảnh, chỉ có Hứa lão thái gia có thể giúp chúng ta đi ra đi, lẽ nào, thân vì gia tộc một phần tử, hắn không đương nhiên cần vì gia tộc cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Vừa nghe đến là Viễn Chí trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện Thiêu Minh, Trần Hoa Tần không khỏi hơi biến sắc mặt thay đổi, sau đó thẳng thắn trắng ra nói. Hiển nhiên, coi như biết hiện tại, trong lòng của hắn cũng còn ôm như vậy thâm căn cố đế ý tưởng. Trong mắt hắn Trần Phi chính là Trần Trấn Quốc nhi tử, trong cơ thể giữ lại bọn họ lão Trần ra máu, mà bây giờ gia tộc gặp nạn, thân vì gia tộc một phần tử, há có thể không cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Đây là đương nhiên a. Một phần tử. Có thể bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí nghe nói như thế, lại chào phúng vậy lắc đầu, thản nhiên nói Trần Hoa Tần, nói lời này ngươi cũng không ngại mặt đỏ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu tiểu tử kia không giống như bây giờ xuất sắc nói, các ngươi Trần gia, biết hai mẹ con bọn họ sao? Ta nếu không tính sai, các ngươi đều đã đem hai mẹ con bọn họ quên lãng hơn 20 năm đi. Vì sao hiện tại lại nhớ ra rồi? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần già nua khuôn mặt trên đương nhiên cứng đờ, nhưng vẫn là sau đó cứng rắn cái cổ nói chúng ta lão Trần gia thân phận gì địa vị gì. Không cần phế vật. Vậy ngươi còn trông cậy vào tiểu tử kia sẽ giúp các ngươi lão Trần gia đi xuất hiện ở khốn cảnh. Thế mà nghe thế, La Viễn Chí La thủ trưởng trực tiếp cười lạnh, nói Trần Hoa Tần, ngươi đã muốn hỏi, ta đây hiện tại cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Ở chúng ta phi báo nội bộ. Lời của hắn so với ta càng có tác dụng. Ngoài ra ngươi biết hiện tại chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết một điểm, chỉ cần là lý, để ý đứng ở đó tiểu tử bên này, bất kể là ai, chúng ta phi báo đều biết đem hết toàn lực chống đỡ hắn đến cùng. Thậm chí nói đến đây trong lòng của hắn đều còn có một câu chưa nói xong. Đó chính là không chỉ là bọn họ phi báo, chỉ cần là lý, để ý đứng ở đó tiểu tử bên kia, chỉ sợ cũng liên hứa ra. Hứa lão thái gia bên kia đều biết đem hết toàn lực chống đỡ hắn. Vì vậy lão Trần gia, xin lỗi, lấy tiểu tử kia bây giờ bối cảnh, sợ rằng thật còn có chút coi thường. Chớ nói chi là đáng sợ nhất còn là ngay cả hổ báo đường cái loại này tồn tại, đều bị diệt ở tại trong tay của hắn. Là lão ca ngươi, dù là Trần Hoa Tần coi như là một vị nhân vật, vãng giới quân đội đại lão, hiện tứ cửu thành lão Trần gia bối phận già nhất lão nhân một trong. Nghe nói như thế còn là ứa ra hàn khí, tứ chi băng lãnh. Dù sao đến rồi bọn họ loại tầng thứ này, năm đó đều là từ cái loại này gặp người tiếng người nói gặp quỷ nói chuyện ma quỷ chính trị trong quan trường trộn tới được, nói làm sao có thể tùy tiện như vậy. Rất lâu coi như là nắm chặt chín thành, cũng sẽ bởi vì một thành không xác định tính mà không đem lời nói thấu nói chết, đây là cái gọi chú ý. Nhưng còn bây giờ thì sao? La Viễn Chí loại này tên đều có thể đem lời như vậy nói xong như vậy trắng ra, như vậy thấu triệt, thậm chí ngay cả đem hết toàn lực cái từ này đều nói ra. Có thể nghĩ, hắn rốt cuộc biết La Viễn Chí vì sao đột nhiên cùng điên rồi vậy, hướng con của hắn hạ thủ. Nguyên lai chỉ nếu đắc tội tiểu tử kia, hãy cùng đắc tội hắn La Viễn Chí, đắc tội dưới tay hắn nắm trong tay ngành đặc biệt phi báo không khác nhau. Thậm chí ngay cả hắn đều chính mồm nói ra cái loại này nói, ở chúng ta phi báo nội bộ. Lời của hắn so với ta càng có tác dụng. Hắn là ai vậy? Tiểu tử kia sao? Nghĩ đến đây Trần Hoa Tần nhìn không được bởi vì kinh khủng mà cả người thanh âm già nua bỗng nhiên run lên, môi thẳng run run. Đến mức lần này chuyện này có bao nhiêu sao nghiêm trọng? Người biết mẫu thân hắn ở trong mắt hắn phân lượng nặng bao nhiêu? Tối thiểu nếu để cho tiểu tử kia biết năm đó sự kiện kia mà, các người lão Trần gia là thế nào đem hai mẹ con bọn họ đuổi ra tứ cửu thành, sợ rằng. Tốt rồi, cái cần nói đã nói hết, Trần lão đệ ngươi về sau còn là đừng gọi điện thoại cho ta phải tị hiềm. La Viễn Chí nói, lại trực tiếp cúp điện thoại. Tị hiềm. Nghe được cái lỗ tai bên cạnh truyền đến ống nghe âm thanh bận, Trần Hoa Tần ra mặt tử run lên, lau một cái tức giận hiện lên, mạnh một cái tát rơi vào trên bàn sách, ken két một tiếng, thậm chí ngay cả bàn học một góc đều thiếu chút nữa bị đánh rớt. Hiển nhiên hắn là thật thực sự vạn phần thật không ngờ. Từ La Viễn Chí trong miệng, cư nhiên sẽ nói ra những lời này đến. Tị hiềm, đây là đang coi thường hắn Trần Hoa Tần, coi thường bọn họ lão Trần gia. Ta, ngươi, tuy rằng trong lòng tức giận đã nồng nặc đến sôi trào trình độ, thế mà Trần Hoa Tần run rẩy trong con ngươi,
nhưng vẫn là ức chế không được có lau một cái thấp thỏm lo âu từ từ hiện lên, thậm chí càng phát ra nùng dày. Bởi vì, này sự kiện tựa hồ xa không có trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa ngay cả La Viễn Chí cái loại này vãng giới tỉnh Giang Nam tỉnh tư lệnh quân khu, hiện giữ ngành đặc biệt phi báo người đứng đầu, cư nhiên đều nguyện ý vì tiểu tử kia theo chân bọn họ lão Trần ra, cùng hắn Trần Hoa Tần cứng rắn đến, một điểm quay về chỗ trống cũng không có. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa có thể đúng như La Viễn Chí trong miệng theo như lời, tiểu tử kia, bây giờ căn bản tự chướng mắt bọn họ lão Trần ra. Nhưng lại thật có tư cách chướng mắt. Nếu không làm sao có thể liên La Viễn Chí cái loại này cáo giả đều nói như vậy. Đem hết toàn lực. Đáng chết, làm sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy a? Cái loại này ở nông thôn nữ cuộc sống tiện chủng, từ nhỏ chính là người hạ đẳng, ti tiện, dựa vào cái gì có thể bò cho tới hôm nay loại tình trạng này. Lão Trần, thế nào? La Viễn Chí nguyện ý đem Duy Núi thả sao? Mà nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh hắn bạn già mà lo lắng nói, gấp đến độ thiếu chút nữa liên nước mắt tất cả đi ra. Để xuống cái giám, Trần Hoa Tần mặt âm trầm nổi giận mắng. Để xuống. Vừa rồi mở điện nói đối phương đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, thả người. Đó là tuyệt đối không có khả năng để xuống. Sợ rằng tối thiểu, cũng phải đợi được chuyện này triệt để có cái kết quả sau rồi hãy nói. Nghĩ đến đây hắn liền nhìn không được buồn bực không ngớt, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Bởi vì lấy tiểu tử kia tính cách, đều đã nháo đến bây giờ loại trình độ này. Hắn thực sự sẽ thả người sao? Cùng lúc đó, bên kia Bắc Sơn thị thành Dương huyện ta cao cấp khách sạn nội, vẻ mặt sợ hãi cùng run run Trần Duy Sơn, gần như sụi lơ theo, bị dẫn tới một cái bên trong gian phòng. Người chính là Trần Duy Sơn, bên trong gian phòng. Trần Phi hai chân chéo ngẩng mặt không biểu tình nhìn người, trong con ngươi đã có loại lạnh đến giống như băng bột phấn vậy hàn khí, phảng phất băng tuyết vậy bao phủ ở chung quanh, khiến bên trong gian phòng không khí chính là nhiệt độ đều tốt giống như giảm xuống không ít, cũng khiến sụi lơ bị bắt theo vào Trần Duy Sơn một trận hết hồn, miệng không cầm được run run. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ba ta thế nhưng Trần Hoa Tần, ngươi muốn làm gì? Trần Duy Sơn sắc lệ nội cha lắp bắp nói. Ta muốn làm gì? Rất đơn giản, ta bây giờ muốn làm thịt ngươi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng màu sắc trang nhã càng ngày càng nghiêm trọng, ngay sau đó để lộ ra điềm nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Mà đang nghe trước mắt tiểu tử này mặc danh kỳ diệu như vậy kiêu ngạo nói, Trần Duy Sơn một bên không hiểu cảm giác có một hàn khí từ sau lưng cột sống lặng yên bốc lên, nhưng một bên hắn lại cũng không nhịn được ồn ào cười ha hả. Vẻ mặt vặn vẹo cùng trào phúng giết ta. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi hắn ma. Ba. Thế mà hắn lần này ngay cả lời đều còn chưa nói hết, lại đột nhiên trong mắt trong tầm nhìn một đạo thân ảnh dường như u quỷ vậy xuất hiện, hoành lược đến trước mặt hắn. Cũng Vương Đại Sơn một đôi mắt mạo hiểm làm cho hung quang, nâng tay lên chính là hai cái tát không chút do dự quang tới. Phải biết rằng Vương Đại Sơn thế nhưng một vị địa đạo đạo cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn là xưa nay lấy nham hiểm theo xưng nhân vật hung ác, nén giận dưới há có thể thủ kình hơi nhỏ. Nhất thời trực tiếp hai cái tát thiếu chút nữa đem Trần Duy Sơn phiến đến trên vách tường đi dán, trong miệng hàm răng càng hàm chứa tiên huyết phun ra ngoài, sau đó trong nháy mắt hầu như miệng cùng nửa bên mặt đều đã xưng cùng cái gì vậy? Ngươi, ta, ô. Nhất thời Trần Duy Sơn trên mặt thần sắc kinh khủng cái gì tựa như, bưng nửa bên mặt cùng miệng tại nơi thống khổ kêu rên, trong mắt tràn đầy cầu xin cùng sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn tựa hồ rốt cục có chút tỉnh ngộ lại, trước mắt bọn người kia, hình như là thật là đến thực sự. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn vẻ mặt hoảng sợ nói. Ta là ai? Ngươi đến cái này Giang Nam đến không phải là vì tìm ta sao? Thế nào? Người ngay cả ta hình dạng thế nào cũng không biết. Mà đang nghe Trần Duy Sơn sợ hãi mà lại thanh âm run rẩy, Trần Duy Sơn ngồi ở ghế trên, hai chân chéo ngẩy, cặp kia rơi vào trên người đối phương trong mắt lại tràn đầy băng lãnh cùng chiêu tức. Nếu như không phải là bởi vì đối phương xúc phạm đến trong lòng hắn nghịch lân, tự loại háo sắc này. Hắn là thật không biết loại phế vật này đến tột cùng có cái gì tự tin, dám đến hắn Trần Phi trước mặt huyễn. Cái gì, ngươi. Ngươi là Trần Phi, mà đang nghe Trần Phi nói Trần Duy Sơn cả người mạnh run lên, run rẩy nói. Trần Phi là ai?
Đây chính là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, hơn nữa có người nói bây giờ còn là ta ngành đặc biệt trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên, thực lực kinh người, coi như là hắn Trần Duy Sơn bây giờ muốn mượn Trần Phi nhân mạch, đi cầu Hứa lão thái gia giúp bọn hắn lão Trần gia vượt qua bây giờ khốn cảnh, có thể hắn nhưng vẫn là không dám ngay mặt đi tìm đối phương tiểu tử kia, mà là dùng một ít đường ngang ngõ tắt ý tưởng, từ Trần Phi mẫu thân hạ thủ. Dù sao căn cứ hắn từ để hạ điều tra, tiểu tử này không có thể như vậy cái gì tầm thường, tính cách rất mạnh xu thế, thủ đoạn rất lạnh khốc. Vì vậy nếu là bị hắn nói lộ hết, nói ra năm đó hơn 20 năm trước chuyện, vậy hắn Trần Duy Sơn còn không phải gặp hại, chịu không nổi. Vì vậy trước hắn vẫn luôn tránh Trần Phi, chỉ dám từ Lâm Linh bên kia hạ thủ, để cho nàng cho con trai mình gọi điện thoại, khiến lúc nào đi cầu Hứa lão thái gia bang trợ bọn họ lão Trần gia vượt qua hôm nay khốn cảnh. Thuận tiện bảo vệ hắn dưới mông mặt vị trí. Nhưng bây giờ ni, hắn Trần Duy Sơn vẫn luôn không muốn cũng không dám đối mặt người cư nhiên cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn, nhưng lại hình như là hắn phái người đem mình bắt. Không phải là, ta. Ngay sau đó là khó có thể ức chế ồ ồ tiếng thở. Trần Duy Sơn nửa bên mặt co quắp, bị dọa đến mặt không có chút máu, hai chân như nhũn ra ngã ngồi dưới đất. Hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn. Cũng khẳng định minh bạch bản thân đến tột cùng là vì sao bị đối phương làm cho lớn như vậy chiến trận, phái người bắt lại tới. Cũng bởi vì họ Lâm lẳng lơ. Nghĩ đến đây hắn vô ý thức khuôn mặt hiện ra lau một cái vặn vẹo tức giận vẻ. Phải biết rằng hắn thế nhưng Trần Duy Sơn A, đường đường tứ cửu thành lão Trần gia đệ tử, công an bộ phó thính cấp cán bộ, cha là Trần Hoa Tần. Càng trọng yếu là, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn Trần Duy Sơn có thể cũng coi là Trần Phi đường thúc. Nhưng bây giờ, chính là một cái tiểu bối tử lại dám lấy dưới phạm thượng đưa hắn cái này lớp người già bắt lại, hắn há có thể không giận. Phanh! Có thể tiếp nhưng ở hắn trong tầm nhìn lại có một cước đạp đến. Chỉ thấy Trần Phi con người hơi rũ theo, hiện lên hàn mang, giống như là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng vậy, nhấc chân chính là một cước, bàn chân đế giày hung hăng khác ở Trần Duy Sơn bên ô xương vù trên mặt. Ô, ngươi! Nhất thời Trần Duy Sơn kêu thảm bị đá ra hai ba thước, bên kia mặt trong miệng hàm răng cũng bị đạp rơi hơn phân nửa, tiên huyết theo khóe miệng chảy xuống. Cũng bởi vì cái này, nhất thời Trần Duy Sơn thiếu chút nữa tức bể phổi, mà khi hắn sau đó đụng tới Trần Phi ánh mắt lạnh như băng, lại dường như trong lúc bất chợt bị độc xà cắn một cái dường như, tứ chi đều là băng lành lạnh. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì bắt ta? Ngươi có biết hay không ta phía sau là tứ cửu thành lão Trần gia? Ai cho ngươi cái quyền lợi này? Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ còn là sắc lệ nội cha nói, thô cái cổ hướng Trần Phi kêu gào. Có thể trong mắt hắn, còn vô ý thức đem Trần Phi trở thành là cái gọi là tiểu bối tử, mà hắn Trần Duy Sơn nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng hắn đường thúc. Mà ở thấy tình cảnh này, gặp Trần Duy Sơn lại còn dám như thế kêu gào, Vương Đại Sơn lạnh lùng con ngươi lại lần nữa một lệ, khuôn mặt lạnh lẽo, cước bộ hoạt động gian, lại muốn tiến lên. Nhiên nhi lần này hắn lại bị Trần Phi đưa tay ngăn lại. Được rồi, hãy để cho ta tự mình tới đi. Một đạo tuổi còn trẻ mà không mang một chút tình cảm thanh âm ở trong phòng vang lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nghe nói như thế Trần Duy Sơn cả người mạnh run lên, lúc này mới ý thức được có chuyện. Một tia hàn khí từ hắn bàn chân nhắm trên mạo, tựa hồ bỗng bên trong căn phòng bầu không khí trở nên phi thường quỷ dị. Âm xâm xâm để cho bọn họ cảm thấy không rõ sợ. Đương nhiên tối làm hắn sợ còn là Trần Phi cái loại này lạnh lùng giọng, còn có lần nói. Vâng, tổng huấn luyện viên, nghe vậy Vương Đại Sơn nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước. Chẳng qua là khi hắn lần thứ hai nhìn phía sụi lơ trên mặt đất Trần Duy Sơn lúc, lại nhãn thần thoáng cái trở nên hình như cùng xem người chết vậy, tràn đầy trào phúng, còn có thương hại, khiến người sau mạnh kinh hồn táng đảm. Ta muốn làm gì? Nhưng vào lúc này Trần Phi lãnh đạm, không mang theo chút nào tình cảm thanh âm lại lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương, chậm rãi điềm nhiên nói ngươi đi tìm ta mụ trước, lẽ nào sẽ không có ngẫm lại làm như vậy hậu quả, sẽ là cái gì không? Ngươi đều cũng có nghịch lân, mẹ ta chính là ta nghịch lân, hiểu không? Nghịch lân, chó má nghịch lân, tuổi còn trẻ khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi có biết hay không ta là ai? Lại có biết hay không ta với ngươi mụ mụ, còn có với ngươi, là quan hệ như thế nào? Mà ở nhìn thấy Trần Phi đem lời đều thiêu minh, Trần Duy Sơn một bên tức giận theo,
một bên không lịch sự óc đem lời như vậy đều nói ra. Tuy rằng cái này vừa mới dứt lời, hắn cũng đã hối hận. Có thể nghe nói Trần Phi lại cư nhiên lạnh lùng nhạt cười cười, sau đó chỉ thấy Kỳ ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn đối phương, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười quan hệ thế nào. Không phải là hơn 20 năm trước mẹ con chúng ta lưỡng đều thiếu chút nữa chết ở các ngươi đám này người dối trá trên tay sao? Chuyện năm đó mà, ta đều còn chưa có đi tìm các ngươi coi là, các ngươi trước hết đụng tới cửa. Ngươi. Mà đang nghe Trần Phi lời này, Trần Duy Sơn hầu như sợ choáng váng, sợ đến hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới. Ừng ực tương đương ngươi đều biết, theo sát mà hắn gian nan nuốt ngụm nước miếng, không dám tin nói. Hắn không thể tin được tiểu tử này cư nhiên đã biết. Ngươi cứ nói đi. Trần Phi cặp kia con ngươi đen nhánh chợt co rụt lại, bắn ra lưỡng đạo lợi hại băng lạnh ánh mắt, sát khí lạnh lạnh ngươi cho là năm đó những chuyện kia mà sẽ tự dễ dàng như vậy quên đi. Trước ta là không biết, đối với ngươi hiện tại đã biết, ha ha. Giọng nói kia lạnh như băng dường như băng bột phấn vậy, trong nháy mắt khiến Trần Duy Sơn mạnh cả người run rẩy, sắc mặt run. Vừa, ngươi đã cũng đã biết, vậy ngươi bây giờ còn không lập tức, thả lập tức ta. Ta Trần Duy Sơn thế nhưng ngươi đường thúc, ngươi như bây giờ làm, chính là dưới phạm thượng, không tuân theo nặng thế hệ trước, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Ngay sau đó hắn lắp bắp, nhắm mắt nói. Nếu nói đều đã nói mở, vậy hắn Trần Duy Sơn thế nhưng Trần Phi đường thúc, thế nhưng lớp người giả tử, sợ cái gì? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn dũng khí cư nhiên canh thúc lên, thẳng thắn bất cứ giá nào nhìn Trần Phi la ầm lên ta cho ngươi biết. Hiện tại thành thật thả ta. Ta còn có thể đại nhân có đại lượng đối với ngươi ngày hôm nay loại này mạo phạm hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn nếu là ngươi muốn còn như vậy tiếp tục khăng khăng một mực nói, từ nay về sau, mẹ con các ngươi lưỡng cũng đừng nghĩ mưu toan lại bước vào chúng ta lão Trần ra một bước. Chúng ta là sẽ không nhận nạp ngươi, hơn nữa, chúng ta lão Trần ra cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Lão Trần ra, uy phong thật to a. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lóe, lau một cái nhàn nhạt làm người sợ hãi hàn ý chảy ra đến, thản nhiên nói trước không nói này, dù thế nào ta sớm muộn cũng sẽ đi kinh thành thay mẫu thân ta đòi lại. Nói một chút hiện tại đi, ngươi không cảm thấy giống ngươi loại phế vật này, rác dưới, ta muốn bóp chết ngươi, hãy cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bóp chết ta. Mà đang nghe Trần Phi lời như vậy, nhắc tới chữ chết. Nhưng lại đem hắn Trần Duy Sơn tỉ dụ có thể tùy tiện bóp chết con kiến, vừa đính trực sống lưng không bao lâu Trần Duy Sơn tự nhiên thoáng cái nỗ lực, nổi giận giơ chân lên, kêu gào nói tiểu thằng nhóc, ta cho ngươi biết, ngươi nếu muốn bản lĩnh, có dũng khí tự thử xem a. Ta thế nhưng ngươi đường thúc, là của ngươi lớp người già, ngươi dám dưới phạm thượng, không tôn kính ta. Đường thúc, nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng, còn có tàn nhẫn cười nhạt với ta mà nói. Muốn bóp chết ngươi thực sự rất đơn giản, rất đơn giản. Bất quá, ngươi cho là ta sẽ làm loại người như ngươi thống khoái như vậy chết đi. Mà đang nghe Trần Phi lời này, loại giọng nói này, dù là Vương Đại Sơn hay hoặc là bên trong gian phòng này phi báo tinh anh thành viên, lúc này cũng không nhịn được cả người ngạnh sinh sinh dùng mình. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên là ai, có gì loại thực lực, bọn họ hẳn là xem như là lại không rõ lắm. Dù sao ngay cả hổ báo đường. Ngay cả trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Phát Rồ La Tôn, đều ở đây trong tay hắn mặt triệt triệt để cắm, toàn quân bị diệt. Mà thân thủ tạo nên đây hết thảy Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên, từ trong miệng hắn lạnh như vậy liệt, không mang theo chút nào tình cảm nói ra như vậy một phen nói, ý vị như thế nào, chỉ nghĩ muốn cũng đủ để làm bọn hắn triệt để sợ. Cho nên khi bọn họ kế tiếp nhìn phía Trần Duy Sơn ánh mắt, đều tràn đầy thương hại, thậm chí đồng tình. Người này trêu chọc ai không tốt. Càng muốn đi không biết sống chết trêu chọc Trần Tổng huấn luyện viên. Thế mà Trần Duy Sơn lại còn không biết, cũng không tin mình sẽ gần chết rất thảm, Trần Phi loại này tiểu bối tử dám lấy dưới phạm thượng đưa hắn loại này lớp người già thế nào. Gặp Trần Phi nói như vậy, còn tưởng rằng hắn cũng liền miệng cường ngạnh, chỉ dám trên miệng trên hù dọa hắn một chút mà thôi. Nhưng thật ra là căn bản không dám đem hắn thế nào. Đến nha, người bản lĩnh người tự thử xem, ta cho người biết. Ngày hôm nay ngươi nếu là dám đụng đến ta cái này đường thúc một cọng tóc gáy, ba ta còn có chúng ta lão Trần gia đều tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Có lá gan ngươi tự thử xem, hướng ở đây đến a. Có vào trước là chủ ý tưởng,
rồi hãy nói sự tình cũng không có gì quay về chỗ trống. Trần Duy Sơn trái lại không sợ như vậy, sau đó chỉ thấy Kỳ ngẩng đầu, kiêu ngạo kêu to. Hanh! Trần Phi ánh mắt băng lãnh như kiếm từ trên người hắn đảo qua, trong miệng búng ra một tiếng hử lạnh thanh âm. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ vung tay lên một cái, tay phải năm ngón tay giật giật, sau đó sẽ ở đó Vương Đại Sơn và bên trong gian phòng phi báo tinh anh thành viên dần dần bởi vì sợ hãi mà mở lớn trong con ngươi, lau một cái trông rất sống động hỏa diễm con rắn nhỏ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, phun ra nuốt vào theo xâm xâm hàn mang, vèo một tiếng, tựa như cùng nhanh như tia chớp không có vào vậy còn đang gọi rầm rĩ Trần Duy Sơn trong miệng. Ngươi, ngươi, đối với ta làm cái gì? Cảm thụ được có vật gì vậy nóng trước thiêu hắn yết hầu, Trần Duy Sơn rốt cục ý thức được vấn đề tới, Trần Phi hướng hắn động thủ. Nôn. Sau đó chỉ thấy thứ nhất biên điên rồi vậy trừ cổ họng của mình, muốn đem vừa nuốt đi vào đồ vật nhổ ra, một bên hai mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khàn giọng sợ hãi nói. Hắn, đến cùng đối với ta làm cái gì a? Đối với ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn là hỏi chính ngươi trước làm cái gì? Trần Phi hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái, nhất thời Trần Duy Sơn cái cổ liền giống như là bị vật gì vậy cho bóp ở vậy, sau đó cả người bị xách lên, hai chân chậm rãi cách mặt đất, thẳng đến đầu đỉnh đều thiếu chút nữa đụng vào trần nhà lúc, mới phanh một tiếng bị hung hăng quẳng ném xuống đất. Ngươi phải biết rằng người đều cũng có nghịch lân, coi như là thiên vương lão tử, dám đến quấy rầy ta lời của mẫu thân, ta cũng sẽ nhượng hắn từ cao cao tại thượng thần đàn xuống tới, ngươi tin hay không? Trần Phi con ngươi lành lạnh từ hung hăng ngã xuống đất Trần Duy Sơn trên người đảo qua, trong miệng từng chữ búng ra lành lạnh nói, nhất là cuối cùng thanh chất vấn. Thanh âm kia càng như băng bột phấn rơi trên mặt đất vậy, làm cho cóng đến thấu xương. T. Tuy rằng Vương Đại Sơn từ lâu gặp qua Trần Phi loại này cùng loại thần kỳ thủ đoạn, mà khi hắn lúc này tái kiến lúc, cũng vẫn là không nhịn được mãnh liệt hết hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù sao loại tràng diện này không có thể như vậy đùa giỡn. Ngoại trừ trong truyền thuyết những người đó, mặc dù là giống như hắn như bây giờ cổ vũ giả tiên thiên, cũng căn bản hoàn toàn không thể nào làm được, vì vậy, lúc này mới làm cho cảm giác được đáng sợ a. Mà đang ở Vương Đại Sơn loại này cổ vũ giả tiên thiên, giờ này khắc này đều bị sợ đến như vậy, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bên trong gian phòng cái khác này phi báo tinh anh thành viên càng đừng nói nữa, nhịn không được cả người run lên, mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt tự ướt đẫm toàn thân bọn họ y phục. Tuy rằng bọn họ sớm đã thành biết, Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên thực lực rất đáng sợ, bằng không cũng không có khả năng liên hổ báo đường cái loại này thế lực đều bị diệt ở trong tay hắn. Có thể bọn hắn bây giờ nhìn thấy đây hết thảy. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Vì vậy ở trong chớp nhoáng này bọn họ cũng không nhìn được chừng mắt, ánh mắt sợ hãi, gắt gao run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi. Lúc này trong lòng rung động khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Không, không muốn, khụ khụ, buông, người cái tiểu tạp chủng mau buông, khụ khụ. Mà Trần Duy Sơn tuy rằng cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, thế mà miệng hắn vẫn không sạch sẽ. Ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn, cũng còn tại nơi kêu gào nói, hùng hùng hổ hổ. Xem ra hắn là từ đầu óc trong cho rằng Trần Phi loại này tiểu bối tử, là tuyệt không dám, cũng không có khả năng đưa hắn loại này lớp người giả tử như thế nào. Bởi vì hắn thế nhưng Trần Duy Sơn, ba hắn thế nhưng Trần Hoa Tần. Xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại. Ta đã cho chân ngươi cơ hội, thế mà ngươi lại không hiểu được quý trọng, cũng được. Thấy thế, Trần Phi trong con ngươi xẹt qua một đạo làm cho hàn mang, lạnh lùng nói ta nghĩ ngươi nên biết đi. Ta ngoại trừ là một gã cổ vũ giả ở ngoài, còn có cái thân phận, đó chính là. Ta còn là một gã bác sĩ. Lúc đầu nếu là ngày hôm nay chuyện này ngươi biết cúi đầu, ta cũng lười làm khó dễ ngươi, tùy tiện tiểu trừng đại giới, cho ngươi đi trong tù mặt đợi mấy năm, chuyện này cũng không tính qua. Có thể ngươi đã như thế không biết thú, vậy được rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Kỳ chỉ điểm một chút ở Trần Duy Sơn trên người. Một linh khí theo huyệt vị tiến nhập người sau thân thể, nhất thời làm Trần Duy Sơn cả người chợt run lên, thật giống như trong giây lát có nghìn vạn con kiến leo lên hắn sở hữu da thịt. Gặm ăn máu thịt của hắn vậy. Cái loại cảm giác này, loại đau khổ này nhất thời nhượng Kỳ trong cổ họng phát ra cuồng loạn tiếng quát tháo, tay điên cuồng khu, gãi mình ra thịt. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc,
Trần Duy Sơn trên người mặc quần áo còn có quần đều đang bị chính hắn xé rách, thân thể bởi vì kỳ ngứa không gì sánh được mà điên cuồng run rẩy, vẫn liên tục lăn lộn trên mặt đất, hai tay mười ngón cũng nhất khắc càng không ngừng ở cả người trên da thịt thủ sẵn, khắp nơi đều là tiên huyết nhễ nhại dấu, thậm chí lỗ hổng, liên thịt đều bị một chút khu rách ra, kéo xuống đến. Cái loại cảm giác này quả thực sống không bằng chết. Để xuống, buông tha ta, cầu, van cầu người buông tha ta. Trần Duy Sơn thân thể lăn đến bên góc tường, phanh một tiếng trọng trọng đánh vào trên mặt tường, sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thanh âm khàn giọng đến làm người ta bỡ ngỡ hướng Trần Phi cầu xin tha thứ. Tĩnh. Bên trong gian phòng nhất thời yên tĩnh giống như chết, ngoại trừ Trần Duy Sơn từ trong cổ họng phát ra bệnh tâm thần kêu thảm thiết, cùng với mọi người tại đây rất nặng đến thậm chí run rẩy tiếng hít thở, đều quá yên lặng. Vô luận là Vương Đại Sơn hay hoặc là này phi báo tinh anh thành viên đều vẻ mặt không dám tin nhìn một màn này, nhìn Trần Duy Sơn bởi vì kỳ ngứa không gì sánh được mà điên cuồng khu theo, lăn thân thể phía dưới, đều nghiễm nhiên đã tạo thành vũng máu. Cái này chân thực quá kinh khủng, để cho bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi trước mắt thấy ở đây một màn, lại là thực sự. Bọn họ tất cả mọi người bị sợ ngốc, chỉ cảm thấy cột sống hàn khí cọ ra bên ngoài mạo. Sắc mặt trắng bệch, mỗi người bọn họ thân thể cũng hình như là điên rồi vậy, bởi vì sợ hãi mà sinh ra run run căn bản không dừng được. Có thể phát thệ, đây tuyệt đối là bọn họ đời này chưa từng thấy qua, nhưng là kinh khủng nhất, tối làm bọn hắn sởn tóc gáy, kinh hồn táng đảm một màn. Mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt tự ướt đẫm toàn thân hắn y phục. Đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu. Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên đến tột cùng là có bao nhiêu sao cỡ nào đáng sợ dường nào. Cái này hắn ma quả thực thì không phải là người a. Được rồi, bắt hắn cho ta mang đi đi. Nếu 10 phút hậu nhân còn chưa có chết, tự cho ta tiếp tục giam giữ. Mà nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên hạ lệnh. Vâng, Tổng huấn luyện viên. Nhất thời này phi báo thành viên cả người một cái giật mình, đầu gật đầu cùng con gà con mổ thóc tựa như. Không chút do dự trước tiên đem vậy còn trên mặt đất co quắp, điên cuồng lăn Trần Duy Sơn cái theo đã đi. Cùng lúc đó trong mắt bọn họ đúng Trần Duy Sơn, kỳ thực còn có một tia đồng tình cùng thương hại. 10 phút. Nhìn tình huống này đừng nói là 10 phút, chỉ sợ cũng xem như là giảm phân nửa xuống tới hắn cũng không quá quan tâm khả năng chịu đựng được. Amen. Mà nhưng vào lúc này, Vương Đại Sơn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Tổng huấn luyện viên. Ta nhận cú điện thoại, Vương Đại Sơn lấy điện thoại ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, chân mày thoáng cái tự nhíu lại, nói. Ừ, Trần Phi khẽ gật đầu. Này, ta là phi báo Vương Đại, ngài là. Sau đó chỉ thấy Vương Đại Sơn nhận nghe điện thoại, đồng thời còn chủ động chào hỏi, mà khi hắn nói được phân nửa lúc trên mặt thần sắc lại đột nhiên đổi, thậm chí ngay cả nói đều thẻ chủ. Khiến Trần Phi ở một bên hơi lộ ra lau một cái kỳ quái vẻ. Ngay tại lúc sau một khắc, Vương Đại Sơn cư nhiên đem điện thoại đưa cho Trần Phi, sắc mặt ngưng trọng nói Trần Tổng huấn luyện viên, là tìm được ngươi rồi. Là Kinh Thành Thiên Tổ thủ trưởng. Kinh Thành Thiên Tổ. Nghe vậy Trần Phi mạnh ngẩn người, bởi vì hắn đối với các này có chút tên hơi có chút xa lạ. Hình như, trước cũng không có nghe nói qua. Thiên Tổ, thuộc về Kinh Thành 4 bộ một trong, cùng bọn họ phi báo vậy đồng dạng thuộc về nước Cộng Hòa ngành đặc biệt. Chỉ là... Vô luận là chức cấp, hay hoặc là nội tình, hay là thực lực, Kinh Thành 4 bộ đều so với chúng ta phi báo cao hơn rất nhiều, thuộc về cái hệ thống này nội long đầu. Còn có, ta nếu nhớ không lầm, thiên tổ trước, chắc là về Trần Lão Thái gia quản. Vương Đại Sơn giải thích. Về Trần Lão Thái gia quản. Nghe hắn nói như vậy Trần Phi sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Hắn tựa hồ đã đoán được chút gì. Chợt chỉ thấy kỳ từ Vương Đại Sơn trong tay mặt không thay đổi nhận lấy điện thoại. Thản nhiên nói này, ta là Trần Phi, ngươi là. Ngươi chính là Trần Phi. Ông nghe nội truyền đến một đạo lạnh lẽo già nua thanh, làm hắn nhíu nhíu mày. Kỳ lạnh lẽo già nua thanh hơi dừng lại một chút, lại có cần hay không chất vấn giọng nói khản giọng nói ra làm người ta bất an lạnh giọng ta họ Dịch, bất quá ngươi chưa cần thiết phải biết ta là ai, bởi vì cấp bậc của ngươi còn chưa đủ. Ta hỏi ngươi, Trần Hoa Tần nhi tử có đúng hay không ở trong tay ngươi? Hiện tại, lập tức. Cho ta thả người, lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Thả người. Trần Phi con ngươi hơi rũ, mắt híp lại, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tuôn ra nhàn nhạt ngoan lệ, cùng hàn ý. Lão gia hỏa này,
Mạc Danh kỳ diệu gọi điện thoại đến, tựa hồ còn có chút kiêu ngạo a. Ngươi nghe không hiểu ta nói, Trần Hoa Tần nhi tử là lão con em Trần gia, huyết thống cao quý, ai cho ngươi lá gan cùng quyền lực làm như vậy? Ta lấy thiên tổ trưởng lão thân phận mệnh lệnh ngươi, hiện tại, lập tức cho ta thả người, sau đó đến kinh thành đến thỉnh tội. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bên đầu điện thoại kia lạnh lẽo già nua chủ nhân của thanh âm gặp Trần Phi lại dám chần chờ, nhất thời tức giận, chợt quát lên. Khi hắn bực này đường đường thân phận tôn quý thiên tổ trưởng lão trong mắt, phi báo. Cái loại này cái gọi ngành đặc biệt, hoàn toàn chính là hai, tam lưu, thí đều không phải là, nhưng bây giờ Trần Phi nghe được mệnh lệnh của hắn lại dám chần chờ, điều này làm cho trong lòng hắn tài trí hơn người trong nháy mắt bạo bằng lên, không gì sánh được phẫn nộ. Dám trần chờ hắn thân phận như vậy cao quý, thiên tổ trưởng lão mệnh lệnh, muốn chết sao? Có biết hay không cái gì là trên dưới cấp, cái gì là tôn ti? Ta nói, ngươi có đúng hay không óc vừa bị cửa kẹp? Óc có chuyện. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lãnh đạm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh lại xuyên thấu qua microphone lành lạnh vang vọng ở đối phương bên tai bên cạnh. Hắn theo thản nhiên nói thiên tổ trưởng lão. Xin lỗi, ta còn thật không biết đó là đồ chơi gì. Bất quá bây giờ xem ra ngươi là muốn thay người xuất đầu. Tốt lắm, nhớ kỹ rửa cái cổ ở kinh thành chờ, bởi vì phải không được mấy ngày, chúng ta nên sẽ ở gặp mặt. Đến lúc đó, hanh. Trần Phi trọng trọng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhận cúp điện thoại. Cùng lúc đó, kinh thành thiên tổ nội, một vị người mặc tùng suy sụp hắc bào tử lão đầu lăng lăng nhìn điện thoại di động, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại dám treo hắn điện thoại. Hơn nữa, nhưng lại gọi hắn rửa cái cổ ở kinh thành chờ. Nhất thời hắn trên khuôn mặt thần sắc mạnh chấn giận lên. Ca, một tiếng, trong tay hắn điện thoại di động, ầm ầm gian biến thành một chùm bột phấn. Bên trong gian phòng, bầu không khí có chút áp lực, hơn nữa Trần Hoa Tần cư nhiên cũng ở đây, bị một màn này chấn động. Sau đó, chỉ thấy kỳ nhìn phía người mặc tùng suy sụp hắc bào tử lão giả, trong mắt nhiều hơn lau một cái hoảng loạn cùng bất an. Nói dịch trưởng lão, thế nào? Tiểu tử kia đáp ứng thả người sao? Mặc tùng suy sụp hắc bào tử lão giả già nua mí mắt ngoan cau, sau cùng sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ, chậm rãi nói không có. Hắn đem điện thoại ta cúp. Cái gì? Hắn lại dám treo ngươi điện thoại. Nhất thời Trần Hoa Tần không dám tin kinh hô lên. Phải biết rằng tựu như cùng tỉnh công an thính cùng thị cục công an quan hệ vậy. Ở ngành đặc biệt hệ thống nội, kinh thành thiên tổ cùng phi báo. Hoàn toàn chính là trên dưới cấp. Mà bây giờ một mình ngươi hạ cấp ngành người, lại dám chống lại thượng cấp bộ môn mệnh lệnh của lãnh đạo, còn đem điện thoại đều cúp, cái này cũng, đây cũng quá to gan lớn mật đi. Hắn đến tột cùng từ đâu mà đến tự tin, từ đâu mà đến lá gan. Quá càn rỡ. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Mặc tùng suy sụp hắc bào tử lão giả sắc mặt không gì sánh được âm trầm, hắng giọng, tức giận đến xấu xí. Hiển nhiên coi như là hắn. Cũng không nghĩ tới, chính là một cái hạ cấp ngành người, cư nhiên dám làm như thế. Công nhiên chống lại hắn cái này thượng cấp ngành mệnh lệnh của lãnh đạo không nói, còn dám lấy cái loại này giọng nói, cái loại này ngôn ngữ nói chuyện với hắn. Treo điện thoại của hắn, phải biết rằng hắn thế nhưng đường đường thiên tổ trưởng lão, quyền cao chức trọng. Thực sự là buồn cười, quá càn rỡ, quá càn rỡ. Dịch trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu không ngươi bên này trực tiếp đi bình thường con đường cho hắn hạ mệnh lệnh, để cho bọn họ thả người. Phi báo cái loại này ngành đặc biệt hoàn toàn cũng chính là hai, tam lưu mà thôi, cũng không tư cách, cũng không có can đảm chống lại thiên tổ mệnh lệnh đi. Trần Hoa Tần trần chờ một chút, cắn răng nói. Nguyên lai hắn đang cùng La Viễn Chí bên kia đàm băng sau, còn chưa từ bỏ ý định, vừa tìm được bên này. Lão Thái gia lúc còn sống. Kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ liền thuộc về hắn quản hạt, cũng bởi vậy thiên tổ dĩ vãng theo chân bọn họ lão Trần ra đi được rất gần. Mà hôm nay, tuy rằng lão Thái gia qua đời sau, mặt trên đã đem thiên tổ quyền quản hạt cho thu về, có thể dù sao hai người gian là mấy thập niên quan hệ, cũng không phải nói tán tự tán. Vì vậy hắn Trần Hoa Tần mặt mũi vẫn có thể kéo dài đến bên này. Mà hãy cùng tỉnh công an thính cùng thị cục công an quan hệ vậy. Ở ngành đặc biệt hệ thống nội. Thiên tổ cùng phi báo hoàn toàn chính là trên dưới cấp, vì vậy hắn vốn là muốn dựa thế cưỡng chế, nhưng La Viễn Chí, Trần Phi không chịu nổi loại này đến từ thượng cấp ngành áp lực, thành thật ngoan ngoãn thả người. Có thể hắn lại thật không ngờ, Trần Phi lại dám như thế to gan lớn mật, tùy ý làm bậy,
không để cho thượng cấp bộ môn lãnh đạo mặt mũi, không tha người. Thế mà nổi giận thì nổi giận, nhưng tóm lại còn là con trai mình quan trọng hơn, hiện tại việc cấp bách là thế nào đem con của hắn từ phi báo bên trong lấy ra. Vì vậy trong lòng hắn lại xảy ra một kế. Phải biết rằng ở trước mắt hắn vị này mặc rộng thùng thình hắc bào tử dịch họ lão giả, đây chính là kinh thành bốn bộ một trong, thiên tổ trong trưởng lão, tương đương với phi báo chức chủ nhiệm, quyền cao chức trọng, thuộc về cao tầng nhân sĩ. Vì vậy hắn hoàn toàn có tư cách cũng có quyền hạn, đi chính quy con đường trực tiếp hạ lệnh, nhượng phía dưới thả người. Đi bình thường con đường hạ lệnh. Có thể nghe nói, mặc rộng thùng thình hắc bào tử dịch họ trưởng lão lại vi hơi dừng một chút, theo sát mà sắc mặt âm u lắc đầu không được, ta không có cái này quyền hạn, không có biện pháp trực tiếp hạ lệnh để cho bọn họ thả người. À, vì sao, ngươi không phải là thiên tổ trưởng lão sao, làm sao có thể không có quyền hạn? Nghe vậy Trần Hoa Tần nhất thời ngạc nhiên lên. Ngươi không biết chúng ta đặc quyền bộ môn nội bộ cụ thể quyền lực phân chia. Mặc rộng thùng thình hắc bào tử dịch họ trưởng lão giải thích nói như thế. Ngay cả chúng ta kinh thành bốn bộ ở bên trong, hôm nay nước Cộng hòa nội nổi danh có số đặc quyền bộ môn tổng cộng có 8 cái, kinh thành nội 4 cái, kinh thành ngoại 4 cái. Mà tuy nói 4 cái kinh thành ngoại đặc quyền bộ môn, theo chúng ta kinh thành bốn bộ, đúng là trên dưới cấp quan hệ, có thể ở hệ thống nội cũng chọn dùng một đấu một phân công quản lý hình thức. Phi báo bên kia thuộc về là trung ương cảnh vệ cục thuộc hạ, chúng ta thiên tổ không quản được, không lại chính là vượt quyền. Còn có loại này quy củ, nghe vậy Trần Hoa Tần trực tiếp trợn tròn mắt, không nghĩ tới còn có loại này tin tức. Há hốc mồm sau, hắn lại nhìn không được lo lắng nói, lão dịch, hiện tại chúng ta phải làm gì? Con ta còn ở trong tay bọn họ mặt ni. Trước đừng có gấp. Nghe vậy Mặc Tùng suy sụp hắc bào tử dịch họ lão giả trầm ngâm một phen, sau đó kỳ già nua khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt màu sắc trang nhã, nói quên đi, vượt quyền lại càng quyền đi. Ta dịch kiêu chút mặt mũi này cũng còn là có, như thế này ta phải đi dưới một đạo mệnh lệnh. Ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử kia lá gan đến tột cùng là bao lớn, có dám hay không ngay cả chúng ta thiên tổ mệnh lệnh đều chống lại. Nói, hắn trong con ngươi còn hiện ra lau một cái lạnh lạnh hàn mang. Hiển nhiên, đối với trước trong điện thoại Trần Phi câu kiệu uy hát yêu ta, trong lòng của hắn có thể nhớ kỹ gắt gao. Phải biết rằng hắn dịch kiêu thân phận gì địa vị gì. Từ lúc ba hơn 10 năm trước hắn cũng đã quý vi thiên tổ trưởng lão rồi. Quyền cao chức trọng, tay cầm quyền to, lúc nào ăn xong loại này nghẹn. Bị loại này trào phúng cùng không nhìn. Chính là một cái chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, lông cũng còn không dài đủ, lại cũng dám làm trái hắn dịch kiêu mệnh lệnh, thậm chí còn dám uy hát yêu ta hắn. Quả thực buồn cười. Chớ nói chi là hắn hiện tại bắt là ai. Đây chính là tứ cửu thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có một trong lão Trần gia đệ tử, đó là hạng thân phận, huyết thống cao quý chính là đại nhân vật gia tộc. Há dung chính là một tên mao đầu tiểu tử phạm thượng tác loạn, dưới phạm thượng. Vì vậy hắn đến muốn nhìn một chút, tiểu tử kia đến tột cùng có cái gì lo lắng, cái gì tự tin. Chờ ký có hắn thiên tổ chính thức công văn tự số, từ chính quy con đường ra lệnh một chút đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu tử kia còn có gan hay không. Dám cải lệnh, dám cùng hắn dịch kiêu, cùng lão Trần gia đối nghịch. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là trái lại, bọn họ hướng đối phương vấn trách đi. Cũng dám động thủ bắt lão Trần gia người, cũng không biết là ai cho hắn lo lắng, cho quyền hạn của hắn, cho tự tin của hắn. Hanh, tự tìm tử lộ. Mà đang ở Trần Hoa Tần, dịch kiêu ở trên trời tổ nội bộ bắt đầu hoạt động lúc, Trần Phi bên kia cũng đã từ rượu kia tiệm bên trong gian phòng đi ra. Vương chủ nhiệm, hôm nay tổ đến tột cùng lai lịch gì? Ngươi hiểu rõ không? Vừa đi, một bên Trần Phi đi ở phía trước đột nhiên mở miệng hỏi. Khi hắn ấn tượng trong, kinh thành tương đối lợi hại ngành đặc biệt, quyền lực bộ phận then chốt, phải là không phải trung ương cảnh vệ cục không còn ai. Dù sao đương sơ hắn tìm Hứa lão thái gia tùy tiện mượn cá nhân, liền đem tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong hoàng tinh hoàng lão cho mượn tới, cái này ý vị như thế nào, không cần nhiều lời lời thừa cũng biết. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhô ra một cái gì thiên tổ. Lai lịch gì? Tổng huấn luyện viên, hôm nay tổ cụ thể tình huống gì, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Bởi vì bọn họ cũng không phải chúng ta phi báo lệ thuộc trực tiếp thượng cấp bộ môn. Vương Đại Sơn cẩn cẩn rực rực. Tự như cùng tỉnh công an thính cùng thị cục công an quan hệ giữa. Tuy nói bọn họ phi báo là thị cục công an, thiên tổ cũng đúng là tỉnh công an thính,
nhưng đối phương cũng bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn, hãy cùng Tần Châu tỉnh công an thính, cùng bọn họ Bắc Sơn thị cục công an quan hệ. Chức cấp tại nơi, thế nhưng lại nhảy địa giới mà. Vì vậy hắn kỳ thực cũng liền chỉ biết là Hữu Thiên Tổ như thế một cái thượng cấp bộ môn tồn tại mà thôi, có thể đến tột cùng cụ thể tình huống gì, hắn cũng kiến thức nửa vời. Bất quá, theo sát mà hắn vẫn mở miệng nói bất quá tổng huấn luyện viên ngươi nên biết chúng ta phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn, Trung ương cảnh vệ cục đi. Thiên Tổ cùng Trung ương cảnh vệ cục hẳn là coi là một cấp bậc đặc quyền bộ môn, ở chúng ta nước Cộng Hòa xem như là cao cấp nhất. Cùng Trung ương cảnh vệ cục một cái cấp bậc. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, đến không nghĩ tới đối phương địa vị cư nhiên lớn như vậy. Bất quá theo sát mà chỉ thấy Kỳ lắc đầu cười cười, khóe miệng nhàn nhạt buộc vòng quanh lau một cái bình thản cùng lạnh lùng. Cùng chung vệ cục một cái cấp bậc thì như thế nào? Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, chẳng lẽ còn biết sợ phải không? Hơn nữa, hắn hiện tại kỳ thực cũng muốn nhìn một chút, còn có bao nhiêu người nguyện ý cho hắn làm người ta buồn nôn gia tộc chỗ dựa. Dù sao từ hắn từ mẫu thân hắn trong miệng chiếm được năm đó những chuyện kia mà, này bí ẩn sau, tựu đã định trước một ít người sẽ cùng hắn Trần Phi đi lên mặt đối lập. Làm một nam nhân, một đứa con trai, hắn phải làm như vậy. Tối thiểu tuyệt không thể để cho người nghĩ mẫu thân hắn dễ khi dễ a. Vương chủ nhiệm, người đợi giúp ta gọi điện thoại thông chi Khâu Quân, nhưng hắn ngay tức khắc thả tay xuống trên tất cả mọi chuyện, mang một đội người, từ nay về sau chuyện gì khác mà đều không cần làm. Tự thường trú tại đây thành Dương huyện, bảo đảm ta người của mẫu thân cuộc đời an. Nếu là có cái gì cạm bẫy, ta duy hắn là hỏi. Ngay sau đó hắn chậm rãi nói. Trải qua chuyện lần này sau, hắn liền ý thức được hắn bên cạnh mẫu thân nhất định phải có người, bằng không nếu tái xuất hiện loại hình sự tình, có cái gì ngoài ý muốn, nên làm cái gì bây giờ. Vâng, ta đợi sẽ lập tức đi làm. Nghe vậy Vương Đại Sơn mí mắt tuy rằng vô ý thức rút khuất. Phải biết rằng Khâu Quân thế nhưng tiên thiên sơ kỳ, nhượng hắn cái loại này cường giả tự mình đến làm loại sự tình này mà. Có thể trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng vẫn là không dám đem nghi vấn biểu lộ ra, lập tức gật đầu nói. Đêm đã khuya, ánh trăng như nước, đầy sao mãn không? Trần Phi cùng mẫu thân Lâm Linh ở trong nhà vừa ăn xong cơm tối, hắn chính giúp một tay kéo. Lâm Linh đem nồi bát bầu bồn đều thu thập đến chủ phòng. Ném nước vào cái rãnh trong, rót đầy nước, rót một điểm tắm khiết tinh, đang chuẩn bị bắt đầu thu thập, lại đột nhiên trên mặt nổi lên lau một cái chần chờ, vẻ phức tạp. Theo chỉ thấy Kỳ nhẹ giọng hít thán, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đang ở kéo Trần Phi chậm rãi nói lần này trở về chuẩn bị đợi mấy ngày. Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này hình như đều không làm việc, không đi làm. Nếu không ở nơi này thành Dương huyện tùy tiện tìm cái chuyện này làm. Tại đây thành Dương huyện tùy tiện tìm chuyện này. Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình, có chút kinh ngạc nói mụ, thế nào đột nhiên nói cái này. Ta hiện tại có lên hay không ban hình như đều không có vấn đề đi. Lấy hắn tình huống hiện tại, còn dùng đi làm sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi đã rời nhà rất lâu rồi sao? Từ ngươi lên đại học bắt đầu, vẫn ở bên ngoài rất ít trở về, trước kia là phải đi làm kiếm tiền đừng nói. Hiện tại tiểu tử ngươi căn bản không thiếu tiền, chẳng lẽ không có thể trở về đến bồi lão nương? Không ngờ như thế ta nhiều năm như vậy là đem tiểu tử ngươi nuôi không đúng không? Lâm Linh đảo cặp mắt trắng dã, nói. Ngạch, có thể. Mụ, ngươi chờ ta đem chuyện này nhượng xử lý, sẽ trở lại trong ở. Trần Phi lúng túng cười cười, nói. Nghe thế Lâm Linh mạnh xẹt qua một luồng vẻ lo âu, sau đó nhịn không được mở miệng còn xử lý cái gì a? Không phải là đều nói cho ngươi biết đã không sao sao. Có một số việc mà nhịn một chút coi như, cái gì đều tính toán, nhiều mệt a. Mụ, ta là con trai ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cứ như vậy nhìn ngươi bị khi dễ? Hơn nữa cái này nếu như bị sư phụ đã biết, ta còn có sống hay không a? Trần Phi bất đắc dĩ nói. Hắn có thể lý giải mẫu thân mình lo âu trong lòng, thậm chí coi như là chính hắn. Lúc trước quyết định cùng tứ cửu thành lão Trần ra cái loại này quái vật lớn đi lên mặt đối lập lúc, cũng kỳ thực chột dạ quá tốt một trận. Nhưng vấn đề là hắn dù sao cũng là nam nhân, cũng là nhi tử, vì vậy có một số việc mà, có chút tuyển trạch, hắn là không làm không được. Tối thiểu trong lòng mỗi người có chừng điểm mấu chốt đều ở đây. Nếu là liên ngậm đắng nuốt cay đem bản thân nuôi lớn, trong lòng người trọng yếu nhất đều không bảo vệ được, vậy thành cái gì? Thiên Tổ không hổ là kinh thành bốn bộ một trong,
làm việc hiệu suất thật nhanh, ngay sáng ngày thứ hai, sở hữu tất cả đi bình thường con đường xuống mệnh lệnh còn có người viên bố trí cũng đã an bài thỏa đáng. Cũng chính là vào lúc này, Trần Phi nhận được đến từ La Viễn Chí La thủ trưởng điện thoại Trần Tiểu Tử, người sợ rằng được trở về một chuyến. Trở về một chuyến, vì sao? Hiển nhiên nhận được điện thoại sau Trần Phi có chút nghi hoặc. Mặt trên phái người xuống, là về bị ngươi xem ra tiểu tử kia sự tình. Bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới Trần Hoa Thanh lại có thể nói động thiên tổ trưởng lão cấp bậc đại nhân vật hạ mệnh lệnh, cái này cũng có chút phiền phức. Mặt trên phái người xuống. Nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó nhất thời minh bạch những người đó chắc là tới tìm hắn. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã, sau đó mặt không chút thay đổi nói ta biết La thủ trưởng, ta lập tức chạy tới. Không lâu sau một chiếc quân dụng hãn mã từ Thành Dương huyện lái ra, tốc độ cực nhanh hướng về phi báo tỉnh Giang Nam phân căn cứ đi. Ước 2-3 giờ sau, Trần Phi ngồi chiếc quân dụng hãn mã xuất hiện ở phi báo tỉnh Giang Nam phân căn cứ trước. Mà La Viễn Chí La thủ trưởng đang ở cửa chính chờ hắn. Cái này sự tình có chút phiền phức, thiên tổ tự mình hạ lệnh muốn cho chúng ta thả người, nhưng lại chuyên môn phái người xuống tới, lập tức cũng nhanh phải đến. Trần Phi vừa xuống xe, La Viễn Chí La thủ trưởng lập tức chào đón nói. Thiên tổ, bọn họ trực tiếp hạ lệnh mệnh lệnh, không phải nói bọn họ cũng không phải chúng ta phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn, bọn họ có tư cách đối với chúng ta trực tiếp hạ lệnh. Trần Phi vẻ mặt âm trầm, nghi ngờ nói. Vương Đại Sơn không phải nói hôm nay tổ, cũng không phải bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn sao? Vì sao vẫn có thể đối với bọn họ hạ mệnh lệnh? Nghe vậy La Viễn Chí vẻ mặt cười khổ, tuy nói thiên tổ cũng không phải bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn, có thể tóm lại chức cấp còn có thực lực sai biệt tại nơi bày, làm sao có thể nói không để bụng tựu không để bụng. Thậm chí tình hình chung dưới chỉ cần đối phương hạ lệnh, vô luận hợp không hợp quy củ, bọn họ phi báo đều chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ai làm cho đối phương thiên tổ là thượng cấp bộ môn ni? Mà bọn họ phi báo vẻn vẹn chỉ là hạ cấp, nói cho cùng hay là bọn hắn phi báo chức cấp còn có nội tình thiếu, nếu không, hắn hiện vào thời khắc này cũng không cần như thế bể đầu sứt chán, trực tiếp một nói từ chối thật tốt. Bị vượt cấp quản hạt nói ra đều ngộp. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi sắc mặt hơi nghiêm nói lời mặc dù là nói như vậy, có thể. Trần tiểu tử ngươi cho ta một câu chân thực nói, Trần Duy Sơn. Người đến cùng có đúng hay không bị để xuống? Hắn muốn biết Trần Phi trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, người này sau đến cùng còn để xuống không tha? Đương nhiên không tha. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói La thủ trưởng, nếu không chuyện này ngươi trước hết tránh một chút. Trực tiếp giao cho ta xử lý được rồi. Vậy được rồi, cẩn thận một chút La Viễn Chí La thủ trưởng Trần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu Trần Phi đều nói như vậy, vậy còn là giao cho hắn xử lý đi. Bất quá như vậy cũng tránh hảo, nếu là thật từ hắn bỏ ra mặt sợ rằng còn có thể phiền toái một chút, Trần Phi lại căn bản cũng không sợ này phiền phức. Khoảng chừng một giờ sau, một trận phi cơ trực thăng gào thét mà đến, từ phía trên đi xuống vài tên mặc Âu phục đen, mắt lộ ra lực quang, khí chất lãnh khốc người. Mà trong đó người cầm đầu bất ngờ thoạt nhìn đã có hơn 60 tuổi, thoạt nhìn khí độ bất phàm, thần sắc kiêu căng. Từ kỳ toàn thân chảy lộ ra ngoài khí thế đến xem, lại là tiên thiên sơ kỳ. Đứng lại, người tới người phương nào? Đây là căn cứ quân sự, rỗi rãnh người không thể tiến. Nhất thời có thủ vệ phi báo thành viên quát to, thậm chí còn có bộ đội ghìm súng vây bắt đầu. Làm càn, có biết hay không chúng ta là thân phận gì? Chúng ta tới tự thiên tổ. Nhất thời từ mấy người kia trong truyền đến quát to một tiếng. Chỉ thấy một người trong đó không gì sánh được kiêu căng, mắt hình như vừa được không chung, ánh mắt lãnh liệt chậm thích một vòng, quát lên các ngươi ở đây ai là người chủ sự. Nhượng chủ sự đi ra, vị này chính là chúng ta thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó Kim Trung đại nhân. Tất cả lui xuống cho ta. Thiên tổ, vậy đi lên phi báo thành viên hiển nhiên trong đó không ít người đều là nghe qua thiên tổ đại danh, vừa nghe đến đối phương tự giới thiệu, nhất thời lại càng hoảng sợ, lui về phía sau. Còn có người thần sắc có chút hốt hoảng chạy vào căn cứ ở chỗ sâu trong thông chi đến lãnh đạo. Đồng chí xin chào, ta là phi báo Vương Đại Sơn, tạm cư chức chủ nhiệm, hoan nghênh hoan nghênh. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Vương Đại Sơn xuất hiện. Chủ nhiệm, nghe vậy chợt quát trong ánh mắt thấu lộ ra một tia vẻ khinh miệt,
bởi vì phi báo loại này hai tam lưu hạ cấp ngành cái gọi là chủ nhiệm, lại có thể cùng bọn chúng thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó Kim Trung đại nhân đánh đồng, trực tiếp đối thoại. Hoàn toàn thiếu tư cách, có thể giữa lúc hắn chuẩn bị hướng về Vương Đại Sơn răn dậy lúc, người cầm đầu, lại đột nhiên một tay lấy hắn cho đẩy ra. Xin chào, ta là thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó Chuông Vàng. Chúng ta lần này đến đây mục đích nghĩ đến các ngươi bên này hẳn là sớm nhận được thông chi đi. Lão Trần gia đệ tử Trần Duy Sơn tại nơi, đem người thả ra đi. Hiển nhiên ngoài 60 tuổi thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó Chuông Vàng cũng xem thấu Vương Đại Sơn tu vi, minh bạch đối phương là cũng giống như mình tiên thiên cường giả, vì vậy ngược lại cũng không quá khinh thị, bắt đầu mở miệng nói. Thả người, cái này sợ rằng không được. Chúng ta bây giờ hoài nghi hắn cùng với cùng nhau nguy hại tính cực lớn nhảy qua quốc phạm tội án kiện có quan hệ, hiện đang tra hỏi đã đến thời kỳ mấu chốt, vì vậy Kim đội trưởng xin lỗi, người, chúng ta tạm thời vẫn không thể để xuống. Có thể nghe nói Vương Đại Sơn lại trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt nói. Hiển nhiên hắn đã sớm chiếm được Trần Phi bày mưu đặt kế. Đến mức cái gì nguy hại tính cực lớn nhảy qua quốc phạm tội án kiện, đương nhiên là hắn há mồm tùy tiện loạn biên. Dù thế nào đều là mượn cớ mà thôi, tất cả mọi người hiểu. Trọng điểm người này, bọn họ phi báo không tha. Cùng một khởi nguy hại tính cực lớn nhảy qua quốc phạm tội án kiện có quan hệ. Quả nhiên, nghe vậy ngày đó tổ đệ tứ tiểu đội đội phó Chuông Vàng ra mặt tử hung hăng rút quất, lau một cái âm trầm, hắn giọng sắc mặt thoáng cái tựu dâng lên. Hắn lại không ngốc, đương nhiên biết cái này thuần túy tựu là đối phương không tha mặc cho mượn cớ mà thôi. Dám chống lại bọn họ thiên tổ mệnh lệnh. Xem ra ta nghĩ với các ngươi hảo hảo nói, là không được. Vậy coi như, đây là thiên tổ mệnh lệnh, ngươi có thể cầm cẩn thận kiểm tra một chút. Kiểm tra xong sau, từ giờ trở đi ở đây đem tạm thời có người của chúng ta tiếp quản, ta nói thả người, hiểu không? Sau đó chỉ thấy Chuông Vàng cười lạnh một tiếng, lấy ra một chương khắc theo thiên tổ tiêu chí đạm bạch sắc tông cuốn. Thiên tổ mệnh lệnh. Vương Đại Sơn từ Chuông Vàng trong tay kết quả tay kia khiến, nhất thời sắc mặt đổi đổi, bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra đây đúng là thực sự, có kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ, tự mình phía dưới tay khiến. Có thể hắn sắc mặt do dự nửa ngày, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái đưa tay khiến trả lại cho đối phương, nói xin lỗi, chúng ta phi báo là Trung ương cảnh vệ cục trực hệ thuộc hạ bộ môn, vì vậy đắt ngành mệnh lệnh, vì vậy chúng ta không có nghĩa vụ cũng không cần phải chấp hành. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy này thiên tổ người thần sắc tức giận, không nghĩ tới chính là một cái hai tam lưu đặc quyền ngành chủ nhiệm, hạ cấp ngành người, lại dám không nhìn bọn họ thiên tổ thủ lệnh, cự tuyệt bọn họ thiên tổ ý chí, theo chân bọn họ thiên tổ đối nghịch. Thực sự là buồn cười. Thật cho là bọn họ lần này tự mình đến đây, là tới theo chân bọn họ thương lượng. Theo sát mà chỉ thấy Chuông Vàng âm trầm vẻ mặt tức giận, nhìn Vương Đại Sơn giọng nói lạnh lẽo nói ta cho ngươi biết. Đừng cho là ta vừa rồi cùng ngươi thật dễ nói chuyện, tự cho là mình coi là cái thứ gì, nhân vật nào. Có biết hay không chúng ta thiên tổ bao lớn quyền lực, mạnh bao nhiêu? Coi như ngươi là tiên thiên sơ kỳ, ở chúng ta thiên tổ trong mắt cũng cùng người thường không nhiều lắm khác nhau. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, thả người, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không lại nói với các ngươi nhiều như vậy, mà là trực tiếp hỏi tội bắt người. Hiểu không? Nghĩ rõ ràng, hắn dùng tay ở Vương Đại Sơn ngực nhấp vào, vẻ mặt lạnh lùng cùng miệt thị. Hiển nhiên trong mắt hắn, Vương Đại Sơn loại này hai tam lưu đặc quyền ngành tiên thiên sơ kỳ, thí đại chút bối cảnh không có, còn chưa phải là muốn bị hắn thế nào vuốt ve, tự thế nào vuốt ve. Phản kháng lực lượng cũng không có. Ngươi, mà nhận được đối phương loại này có vũ nhục tính cử động, Vương Đại Sơn tự nhiên giận dữ. Bất quá đúng lúc này. Một tay lại rồi đột nhiên xuất hiện, đem Chuông Vàng đâm Vương Đại Sơn ngực tay mở, theo sát mà mọi người bên tai tựu vang lên một đạo lạnh lùng tuổi nhỏ thanh đem tay ngươi lấy ra, hiểu không? Sau đó chỉ thấy đến nửa người trên ăn mặc bộ xương khô ống tay áo, nửa người dưới ăn mặc hắc sắc quần thường Trần Phi xuất hiện trong tầm mắt mọi người nổi. Nhãn thần khá lãnh. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta Chuông Vàng thân phận? Ngươi lại dám, cư nhiên bị một cái thiểu niên mở tay. Chuông Vàng cả phòng đều là tức giận. Thật giống như bị cái gì nhục nhã vậy. Ta là ai? Ta là Trần Phi, phi báo hiện giữ tổng huấn luyện viên. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng quét hắn, nói. Ngươi chính là Trần Phi. Nghe vậy Chuông Vàng trên mặt thần sắc phi đổi đổi, lau một cái kiêng kỵ còn có ngưng trọng theo sát mà tựu ra hiện trong mắt hắn.
Thoạt nhìn, hắn tựa hồ có nghe nói qua Trần Phi tên, cũng biết cũng không tốt chọc. Thế mà sau một khắc chỉ thấy kỳ xấu xí, già nua khuôn mặt dâng lên động ra lau một cái tài trí hơn người vẻ, sau đó thần sắc cũng có vẻ cực kỳ kiêu căng. Phải biết rằng hắn chuông vàng thế nhưng thiên tổ người, có thân phận có bối cảnh, hơn nữa lần này còn là mang theo thủ lệnh tới, chẳng lẽ còn biết sợ đối phương loại này chính là hai tam lưu đặc quyền ngành trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên sao? Quả thực chính là trò cười. Ngươi chính là Trần Phi. Vậy thì thật là tốt, ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta. Ta là thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó chuông vàng, đây là chúng ta thiên tổ mệnh lệnh, người bây giờ lập tức vô điều kiện cho ta đem Trần Duy Sơn thả, đây là mệnh lệnh. Theo sát mà hắn lại lấy ra trương thiên tổ ra lệnh. Thả người, không có ý tứ, ta làm không được, có thể ngươi có thể thử xem bản thân dẫn người đi đem tên kia cứu ra. Hắn hiện tại đã bị ta nhốt tại bên trong căn cứ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng một phiết, lau một cái giễu cợt ý tứ hàm xúc chảy ra đến. Thả người, mệnh lệnh, người này là óc bị cửa kẹp vẫn bị lừa đá, thật cho rằng tùy tiện cầm trang giấy là có thể nhượng hắn Trần Phi đi vào khuôn khổ. Có bản lĩnh tự bản thân thử xem a. Người thái độ gì, có biết hay không chúng ta thiên tổ là thân phận gì địa vị gì? Người bây giờ bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu trên danh nghĩa huấn luyện viên mà thôi, hơn nữa còn là loại này hai tam lưu bộ môn, mà ta, hiện ở trong tay mặt thế nhưng cầm thiên tổ mệnh lệnh. Ngươi phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện, mà ở nhìn thấy Trần Phi loại thái độ này, chuông vàng nhất thời cả giận nói. Thiên tổ thân phận gì địa vị gì? Xin lỗi, ta còn thật không biết, ta chỉ biết là trung ương cảnh vệ cục mới là ngưu bức bộ môn. Thiên tổ, ha ha. Trần Phi cười lạnh, thản nhiên nói còn có, giống nhau nói ta có thể không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngươi nếu là có bản lĩnh đem tên kia từ nơi này phi báo bên trong trụ sở mang đi. Ta Trần Phi không nói hai lời, nhận. Mà nếu là ngươi, chỉ biết là tại đây động động mồm mép nói, hay là từ không nên hồi chưa đi thôi, mất mặt xấu hổ. Ngươi, chuông vàng tức giận, vẻ mặt hắng giọng, âm trầm xấu xí, không nghĩ tới Trần Phi miệng cư nhiên độc như vậy, nói hắn chuông vàng mất mặt xấu hổ. Phải biết rằng ở nước Cộng hòa đặc quyền bộ môn bên trong thể chế, kinh thành bốn bộ thế nhưng cực kỳ siêu nhiên, chính là long đầu. Mà hắn chuông vàng hiện tại lại là thiên tổ đệ tứ tiểu đội phó, quyền cao chức trọng, tài trí hơn người, lúc nào có người dám như vậy đối với hắn nói. Huống chi, đối phương vẫn chỉ là cái hơn 20 tuổi, chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử. Nhiều lắm cũng liền thiên tài một ít, thực lực so với hắn cường. Thực sự là buồn cười, thật khi bọn hắn thiên tổ là ngồi không. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được tức giận ra mặt tử thẳng run run. Phẫn nộ quát ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi bây giờ, trong tay ta mặt thế nhưng cầm thiên tổ mệnh lệnh. Tùy thời có thể đem chức vụ của ngươi triệt rơi. Đem chức vụ của ta triệt rơi. Được rồi, dù thế nào ta hiện tại cũng chính là cái trên danh nghĩa mà thôi, có năng lực ngươi tự thử nhìn một chút a. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười lạnh cười. Vậy ngươi tự càng không quyền lên tiếng. Chính là một cái trên danh nghĩa, cũng xứng ở chúng ta thiên tổ trước mặt thuyết tam đạo tứ, cải lệnh. Nghe vậy chuông vàng xấu xí, già nua trên mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ kích động, thật giống như bắt được Trần Phi cái gì nhược điểm. Sau đó chỉ thấy kỳ cười lạnh một tiếng, chỉ cao khí ngang, vẻ mặt miệt thị đi tới Vương Đại Sơn đám người trước mặt, dùng không thể hoài nghi giọng quát to, các ngươi hiện tại nghe kỹ cho ta, trong tay ta cầm hữu thiên tổ mệnh lệnh, vì vậy các ngươi phi báo tất cả mọi người phải nghe sự chỉ huy của ta, nghe mệnh lệnh của ta. Hiện tại, lập tức cho ta đem Trần Duy Sơn cho ta phóng xuất. Còn ngươi nữa, đi cho ta đem hắn bắt lại, chúng ta thiên tổ muốn triệt chức của hắn, hỏi tội của hắn. Hắn cư nhiên dùng tay chỉ Vương Đại Sơn, muốn cho Vương Đại Sơn đi đem Trần Phi bắt lại. Thấy tình cảnh này, không chỉ là Trần Phi xem ánh mắt của hắn giống như xem ngu ngốc vậy, ngay cả Vương Đại Sơn nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là đồng dạng. Mà, người này có đúng hay không óc có chuyện, là một nhược trí. Nhượng hắn đi bắt Trần Tổng huấn luyện viên. Thế nào không cho hắn đi đem hắn chuông vàng toàn ra chép? Ngu ngốc! Phải biết rằng ở bây giờ Vương Đại Sơn trong lòng, Trần Phi hãy cùng cái loại này trong truyền thuyết quái vật, thần tiên, không nhiều ít khác nhau. Hiện tại cái này nhược trí lại muốn nhượng hắn đi đem Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên bắt lại, không phải là óc có chuyện, nhược trí, là cái gì? Thực sự là... Ngươi lại dám chống lại chúng ta thiên tổ mệnh lệnh. Có nghe hay không, ngươi là người điếc sao? Không nghe được lời nói của ta,
mà ở nhìn thấy Vương Đại Sơn cư nhiên không dựa theo lời của mình đi làm, Chuông Vàng nhất thời cảm thấy nhục nhã, xanh mặt quát. Ngươi có đúng hay không óc có chuyện, có thể tiếp, Vương Đại Sơn cũng lười giả bộ nữa, dùng vẻ mặt nhìn Nhược Chí biểu hiện nhìn hắn, tràn đầy đồng tình. Xem ra nhà này thật đúng là óc có chuyện, thương cảm. Ngươi, nhất thời Chuông Vàng thần sắc bạo giận lên, cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong mắt hắn cũng chính là hai tam lưu đặc quyền ngành chủ nhiệm, hạ cấp ngành người, lại dám làm trò chúng con mắt nhìn chừng mặt mà, như vậy trào phúng, quát mắng hắn Chuông Vàng như vậy thượng cấp bộ môn lãnh đạo. Cái loại này cảm giác nhục nhã quả thực đừng nói nữa, hắn đời này cũng không có mất mặt như vậy quá, nhưng hắn hận không thể một thương súng băng ở đây mọi người. Có thể hắn cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại. Thương, súng, sợ rằng ở đây sợ thương, súng thật đúng là không mấy cái. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta hiện ở trong tay cầm thiên tổ mệnh lệnh, ta nói chính là quyền uy. Chính là tất cả, các ngươi hiện tại lại dám làm trái mệnh lệnh của ta, có đúng hay không muốn tạo phản? Có đúng hay không muốn bị cáo ra tòa án quân sự? Chuông Vàng lại nhìn không được quát to, vẻ mặt phẫn nộ cùng dữ tợn. Xem ra đầu óc ngươi là thật có chuyện. Chúng ta phi báo là Trung ương cảnh vệ cục trực hệ thuộc hạ bộ môn, cùng các ngươi thiên tổ hình như một chút quan hệ cũng không có, vì vậy trong tay ngươi trương cái gọi là mệnh lệnh. Cùng giấy vụn không có gì khác nhau. Trần Phi bị người này quả thực đều có chút khí vui vẻ, lắc đầu mỉm cười nói tạo phản. Ngươi nếu là có bản lĩnh trị chúng ta loại này tội, vậy thử xem đi. Ngươi, nghe được Trần Phi lại nhắc tới Trung ương cảnh vệ cục, mà không nhìn bọn họ thiên tổ, Chuông Vàng gương mặt đều thiếu chút nữa bị tức nát, thẳng run run. Phải biết rằng hắn Chuông Vàng thân phận gì địa vị gì. Đường đường kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó, ở lâu thượng vị, tay cầm quyền to, chính là thượng cấp bộ môn lãnh đạo, lúc nào có người dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Quả thực buồn cười, tội không thể tha thứ. Thế mà hắn cũng không phải người ngu, biết Trần Phi tiểu tử này là cái gai đầu, nhưng lại từng đem ác long đàm hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong trưởng lão đều giết đi, thực lực xa xa so với hắn lợi hại, cho nên mới dám nhục nhã hắn. Cùng hắn đối nghịch. Nhưng bây giờ người khác đã tới, trong tay còn cầm mặt trên thiên tổ mệnh lệnh, nếu là cứ như vậy tay không trở lại, tốn công trở về, truyền đi hắn Chuông Vàng mặt mũi để nơi nào a? Nghĩ đến đây hắn tức giận đến ngón tay vung lên, run rẩy nói ta còn thật không tin các ngươi bọn người kia dám cải lệnh. Đi, bọn họ không tha, tự chúng ta đi để xuống. Hiển nhiên người này hiện tại đã là khí bất tỉnh đầu. Trong tay cầm thiên tổ mệnh lệnh, lúc đầu khi hắn khái niệm trong, đang bay báo loại này hai tam lưu đặc quyền không các hoàn toàn chính là thượng phương bảo kiếm, khâm xét đại thần vậy nhân vật. Nhưng bây giờ, những này to gan lớn mật tên lại dám cải lệnh. Cùng bọn chúng thiên tổ đối nghịch. Thực sự là buồn cười. A, ta, tự chúng ta đi. Mà đang nghe Chuông Vàng lời này, cái khác mấy cái thiên cấu thành viên nhất thời sắc mặt đổi đổi, có chút khổ qua mặt nói đội trưởng, nếu không chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hiển nhiên mấy người bọn hắn coi như hơi chút có óc, minh bạch bọn hắn bây giờ thế nhưng ở đối phương trên địa bàn, liên bọn họ thiên tổ mệnh lệnh đều chống lại, mấy người bọn hắn tiểu nhân vật, tiểu lâu la, còn nhằm nhò gì. Bàn bạc kỹ hơn, người hắn mà có đúng hay không óc bị lừa đá. Chúng ta thiên tổ thân phận gì địa vị gì. Ngươi là thuộc hạ của ta, ngươi bây giờ lại giúp đỡ bọn họ nói. Chuông Vàng nhất thời tức bể phổi, cảm giác mất mặt vứt xuống cực hạn. Không đúng, đội trưởng, ta. Mà ngày đó cấu thành viên nghe vậy bị dày, tự nhiên khóc không ra nước mắt. Hiện tại rốt cuộc là ai óc bị lừa đá a? Ngươi cái gì ngươi, hãy nghe cho ta, chúng ta bây giờ đi thả người. Lão tử hôm nay phải đem người mang đi không thể. Tiếng nói vừa dứt, Chuông Vàng thẳng vội vàng phá khai Trần Phi, hướng căn cứ ở chỗ sâu trong đi. Nổ súng, tự hướng về phía hắn. Chuông Vàng sắp phá khai hắn trong nháy mắt đó, Trần Phi không để lại vết tích thân thể về phía sau xê dịch, nhường ra nói. Theo sát mà chỉ thấy hắn nhìn phía Chuông Vàng bóng lưng trong mắt chảy lộ ra một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, sau đó giơ tay lên giơ giơ. Dĩ nhiên hướng cách đó không xa ghìm súng phi báo thành viên như vậy hạ lệnh. Nổ súng. Trận trận trận. Đối với Trần Phi loại quái vật này cấp bậc mệnh lệnh của lãnh đạo, này phi báo thành viên đương nhiên không dám chống lại. Nhất thời chợt nghe xem thời cơ thương súng quét ngang thanh không cần tiền vang lên, họng ngọn lửa văng khắp nơi. Ngươi,
ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta thế nhưng thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó, ngươi dám đối với ta xuất thủ. Nhất thời chuông vàng cả người tóc gáy dựng đứng, theo sát mà thân hình giống như quỷ mị vậy tả hữu loạn thiểm, cuối cùng cũng từ hỏa lực bao trùm khu vực lược đi ra, vẻ mặt chấn nộ nhìn Trần Phi Quát. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử lại dám dưới loại này mệnh lệnh. Nếu không hắn chuông vàng là tiên thiên cường giả, không hãi sợ đạn. Hậu quả định thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá cái này chân thực cũng quá làm nhục đi. Hắn chuông vàng thân phận gì địa vị gì, đường đường kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó. Mà bây giờ, đối phương loại này hai tam lưu đặc quyền bộ môn lại dám hướng hắn nổ súng, dưới phạm thượng. Thực sự là quá buồn cười. Cũng liền cảnh cáo ngươi mà thôi. Đây là ta Trần Phi địa bàn, lung tung đi khả năng sẽ xảy ra chuyện, lão nhân gia. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, cười lạnh nói. Ngươi, chuông vàng trên mặt thần sắc mạnh đổi, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên thật dám nói với hắn lời như vậy. Như vậy trắng ra. Nếu như ta là ngươi, hiện tại khẳng định sớm thành thật từ đâu đến chạy trở về đi đâu rồi. Hà tất lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ. Trần Phi miệng như trước còn là độc như vậy. Nhìn chuông vàng vẻ mặt chẳng đáng cùng giễu cợt nói. Hắn là thật không biết, đối phương loại này tên từ ở đâu ra lo lắng cùng tự tin. Thiên tổ, cũng không phải bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn, thậm chí ngay cả quyền chỉ huy cũng không có, kiêu ngạo cái giám a. Ngươi, tiểu tử thối, ta là thân phận gì, phải dùng tới ngươi loại này lông cũng còn không dài đủ tiểu tử thối tới gọi ta làm việc. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem, nghe vậy chuông vàng quả thực tức giận phí đều nổ. Chưa từng ăn xong loại này nghẹn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Nói thêm câu nữa thử xem. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, sau đó lại lắc đầu, lười cùng loại háo sắc này không chấp nhặt, thản nhiên nói ngươi loại háo sắc này ta thấy hơn. Nếu không trên đầu ngươi chĩa vào cái gọi là thiên tổ mũ, ngươi có tin ta hay không hiện tại tùy tiện một tay đều có thể bóp chết ngươi. Mặt khác, nếu muốn ta thả người, có thể. Nhượng Trần ra những người đó đi cầu ta đi. Người loại háo sắc này vẫn có rất xa lăn rất xa, nhìn nháo tâm, vũ nhục chỉ số thông minh. Ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá kiêu ngạo sao? Nghe vậy chuông vàng ra mặt tử điên cuồng run run, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói đến. Nhượng Trần ra cầu hắn, phải biết rằng tứ cửu thành Trần ra đó là hạng thân phận hạng địa vị. Đây chính là Trần lão thái gia lưu lại huyết mạch. Không gì sánh được cao quý. Chỉ ngươi loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tạp chủng, nhằm nhò gì. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ những lời này tính chất có bao nhiêu sao ác liệt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão Trần ra đối nghịch phải không? Hắn dùng tay chỉ Trần Phi chất vấn, rất phẫn nộ. Hắn thấy cái này tiểu tạp toái nói chân thực quá kiêu ngạo, quá không tự lượng sức. Là hắn, coi là vật gì vậy, lại dám cùng lão Trần ra đối nghịch. Quả thực không biết sống chết, tự tìm tử lộ. Những lời này tính chất có bao nhiêu sao ác liệt. Có thể nghe nói, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại chảy xuôi lạnh lẽo vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái khinh thị cùng vẻ châm chọc ngươi há mồm một cái lão Trần ra, ngậm miệng một cái lão Trần ra. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là thiên tổ người, còn là Trần ra. Chó săn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại nhịn không được lạnh như băng nói hiện tại ở trên tay ta, quyền chủ động ở nơi này ta đây, muốn cho ta thả người. Có thể a, nhượng Trần gia này làm người ta buồn nôn, dối trá tên đi cầu ta có thể. Nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Ngươi nói cái gì, để xuống, làm càn, ngươi dám không dám nói nữa một lần. Nghe vậy chuông vàng thiếu chút nữa tức bể phổi, đỏ lên mặt to cái cổ nói. Lặp lại lần nữa thì thế nào? Nghe vậy Trần Phi dùng một loại nhìn người yếu ánh mắt nhìn hắn, lại đem trước nói lặp lại lần nữa một lần dựng thẳng lên ngươi cái lỗ tai nghe kỹ cho ta. Muốn cho ta thả người. Có thể a, nhượng Trần gia này làm người ta buồn nôn, dối trá tên đi cầu ta có thể. Nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Nghe thế chuông vàng là thật tức bể phổi, ra mặt bởi vì phẫn nộ mà điên cuồng run run. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, tự Trần Phi loại này hơn 20 tuổi. Lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng, cư nhiên thật dám ở trước mặt hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Lẽ nào hắn không rõ ràng lắm tứ cửu thành lão Trần gia là có khổng lồ cỡ nào,
cỡ nào quyền cao chức trọng, cỡ nào tài trí hơn người. Phải biết rằng đây chính là Trần Lão Thái gia lưu lại cao quý huyết thống, dám cùng bọn chúng đối nghịch. Quả thực quá càn rỡ. Các ngươi, hiện tại tốt nhất ngoan ngoãn từ trước mắt ta tiêu thất, bằng không đừng trách ta lấy tự tiện xông vào đặc thù căn cứ quân sự tội đem bọn ngươi toàn bộ bắt. Đến lúc đó, đã có thể ngượng ngùng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cười lạnh nói. Ngươi dám. Ngươi không có tư cách này. Chúng ta thế nhưng thiên tổ người, chúng ta thiên tổ thế nhưng thượng cấp bộ môn. Chuông vàng nhất thời biến sắc, hét lớn. Không có tư cách. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng kìm lòng không đậu ngoéo. Một cái nhàn nhạt chẳng đáng hiện lên, nói vương chủ nhiệm, hiện tại đem bọn họ cho ta toàn bộ bắt lại. Tiếng nói vừa dứt lại thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người quét về phía sắc mặt đã lớn thay đổi chuông vàng, thản nhiên nói đến mức ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật tại đây đợi, bằng không cũng đừng trách ta tự mình đối với ngươi xuất thủ. Thêm vào nhắc nhở ngươi một câu, ta cho tới bây giờ đều không thích vui mừng thủ hạ lưu tình, vì vậy chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi, nhất thời chuông vàng chỉ cảm thấy một khí thế đáng sợ nhào tới, cả người mạnh run rẩy. Vâng. Mà nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn cũng đã vung tay lên, một cây ghìm súng phi báo thành viên liền như lang như hổ nhào lên, đem này ngoại trừ chuông vàng ra toàn bộ thiên cấu thành viên đều nhất nhất mang đi. Không ai dám phản kháng, bởi vì băng lãnh nòng súng trận bọn họ trên đầu ni. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Chúng ta thế nhưng thiên tổ người, ngươi bây giờ loại hành vi này, là ở hướng chúng ta thiên tổ còn có lão Trần ra tuyên chiến. Chuông vàng giận dữ nói. Không nghĩ tới Trần Phi dám can đảm chống lại bọn họ thiên tổ mệnh lệnh còn chưa tính, lại còn dám đem người của bọn họ đều bắt lại, quả thực buồn cười. Không có ý tứ, ta bây giờ còn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng thân phận của các ngươi, vì vậy để lý do an toàn, trước hết ủy khuất một chút bọn họ đi. Hoặc là ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại hướng thiên tổ khiếu nại một chút, để cho bọn họ đi qua trung ương cảnh vệ cục để chứng minh thân phận của các ngươi, như vậy ta có thể thả người, ngươi cứ nói đi. Trần Phi ôm lấy khóe miệng khinh thường nói. Ngươi, nghe thế chuông vàng ra mặt tử hung hăng rút quất, thiếu chút nữa đem răng cắn. Để cho bọn họ thiên tổ người, đi qua trung ương cảnh vệ cục để chứng minh thân phận. Ma, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý nói lời như vậy, thật hắn ma có dũng khí a. Cũng không nói bọn họ kinh thành bốn bộ tương hỗ trong lúc đó đều có chút không đúng lắm phó. Liền nói bọn họ thiên tổ lần này vượt quyền vi phạm hạ mệnh lệnh. Vốn chính là gạt bên kia, nhưng bây giờ chế diễu, tiểu tạp chủng này lại dám như thế theo chân bọn họ thiên tổ đối nghịch, không nể tình, điều này làm cho hắn há có thể không giận. Tốt, tốt, coi là người có gan, chờ cho ta. Chuông vàng nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó cầm điện thoại lên chạy đi sang một bên cầu viện đi. Hắn thế nhưng có hậu trường. Trần Tổng huấn luyện viên, thật đem bọn họ xem ra. Ngồi lúc này. Vương Đại Sơn cẩn cẩn rực rực tiến lên trước đến. Tuy nói lúc này đây đối phương những người đó là vượt quyền vi phạm đùa giỡn uy phong, cũng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đầu trên đỉnh cũng còn là chỉa vào thiên tổ hai chữ, chính là thượng cấp bộ môn, chính là kinh thành bốn bộ một trong. Bọn họ phi báo cũng căn bản cùng đối phương thiên tổ không phải là một tầng thứ. Nếu là thật chọc giận tới đối phương, sự tình làm lớn chuyện, tự thật phiền toái a. Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại không nghĩ có cái gì ghê gớm. Bởi vì hắn phỏng chừng, đối phương sợ rằng còn thật không biết hắn vừa mới đem hổ báo đường cái loại này u ác tính cho đánh rớt. Có loại này công tích, ai dám tùy tùy tiện tiện tìm hắn phiền phức. Ngại mệnh dài. Chớ nói chi là ngoại trừ loại này công lao lớn ở ngoài, phía sau hắn còn đứng theo có hứa lão thái gia cái loại này quái vật lớn. Phóng nhãn nước Cộng Hòa, có bao nhiêu người có thể đủ cùng sóng vai. Ngươi nói cái gì, hắn lại dám kháng mệnh. Cùng lúc đó, một bên chuông vàng vừa đi qua điện thoại hướng về phía trước cấp hồi báo bên này phát sinh tình huống. Bên đầu điện thoại kia Mạc Tùng suy sụp hắc bào tử dịch kiêu liền lập tức chấn giận lên, nghiến răng nghiến lợi giữ tợn quát lên. Hiển nhiên hắn là chân thật ở nghĩ không ra, Trần Phi cái loại này hơn 20 tuổi lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp trùng, cư nhiên đúng như cái này to gan lớn mật, dám chống lại bọn họ thiên tổ mệnh lệnh. Cùng bọn chúng thiên tổ đối nghịch. Không sai, hắn dịch kiêu chính là thiên tổ nội bộ phân công quản lý đệ tứ tiểu đội trưởng lão. Mà chuông vàng, cũng chính là khi hắn bày mưu đặt kế dưới tới được. Dịch trưởng lão, ta bây giờ nên làm gì?
Tiểu tử kia chân thực quá kiêu ngạo, quá không tán thưởng. Là hắn loại này hai tam lưu ngành đặc biệt người hạ đẳng, lại dám mưu toan khiêu khích chúng ta thiên tổ tôn nghiêm, cùng chúng ta thiên tổ, cùng Trần gia đối nghịch, quả thực buồn cười. Dịch trưởng lão ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Nghe được Dịch Kiêu gầm lên, Chuông Vàng ngay tức khắc cắn răng nghiến lợi nói. Lén lén phiết hướng Trần Phi ánh mắt tràn đầy vặn vẹo cùng phẫn nộ, thật không tốt xem. Phải biết rằng hắn Chuông Vàng thân phận gì địa vị gì, đây chính là đường đường thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó, thân chức vị cao, tay cầm quyền to. Mà bây giờ, hắn thậm chí đều đã cầm thiên tổ mệnh lệnh tự mình đến đây, như vậy hạ mình hàng hu, đối phương lại còn là không tán thưởng, không tha người, nhưng lại dám như vậy nhục nhã hắn Chuông Vàng. Tiểu tạp chủng này là mưu toan muốn theo chân bọn họ thiên tổ đối nghịch. Chẳng bao lâu sau, đường đường kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó, đều như vậy không đáng giá. Thậm chí ngay cả cái hai tam lưu đặc quyền ngành tiểu tạp chủng cũng dám đưa bọn họ không coi vào đâu. Khinh người quá đáng. Điện thoại cho hắn, ta tự mình nói với hắn. Hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Dịch Kiêu trong lòng cũng là nghĩ như thế nào, phải biết rằng bọn họ thiên tổ thế nhưng thượng cấp bộ môn. Hạng uy nghiêm, hạng tài trí hơn người. Nhưng bây giờ chính là một cái hai tam lưu đặc quyền bộ môn, lại dám lấy dưới phạm thượng, cải lệnh, cùng bọn chúng thiên tổ đối nghịch. Đây quả thực là ở hung hăng quất mặt của hắn, làm hắn phổi đều thiếu chút nữa khí nổ. Vâng, vâng, Dịch trưởng lão ngươi chờ, ta ngay tức khắc đem điện thoại đưa cho tên tiểu tạp chủng kia. Nghe vậy Chuông Vàng lập tức vẻ mặt sắc mặt vui mừng, kích động không thôi. Dịch trưởng lão tự mình đứng ra. Còn sợ tiểu tạp chủng không ngoan ngoãn tự phạm, theo chân bọn họ thiên tổ cúi đầu. Theo sát mà hắn ngay tức khắc đi trở lại, đem điện thoại đưa cho Trần Phi. Tiểu tử, cái này ngươi xong, chúng ta thiên tổ trưởng lão muốn nói chuyện với ngươi. Chỉ thấy kỳ một đôi mắt thiếu chút nữa vừa được không chung, nhìn có chút hả hê tàn bạo nhìn Trần Phi. Hiển nhiên trong mắt hắn, thiên tổ trưởng lão đó là hạng tài trí hơn người, tôn quý thân phận, tiểu tạp chủng này còn dám kiêu ngạo. Này! Vị ấy, Trần Phi cũng lười để ý tới loại này tiểu lâu la, tiện tay tiếp nhận điện thoại biếng nhác nói. Tiểu tạp chủng ngươi có đúng hay không muốn tạo phản, chúng ta thiên tổ mệnh lệnh cũng dám chống lại, thật cho rằng ngươi là ai. Ta cho ngươi biết, hiện tại, lập tức cho ta thả người, sau đó thành thật ngoan ngoãn đến kinh thành đến thỉnh tội bị phạt. Nhất thời từ lời kia đồng nội truyền đến Dịch Kiêu nổi giận thanh âm, thật giống như chính chỉ vào lỗ mũi người mắng. Là ngươi. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hàn mang chấp độc, hiển nhiên đã là bị đối phương loại này cản rỡ thái độ cho chọc giận. Tạo phản, thỉnh tội bị phạt. Phi, ngựa bùn cái gì biểu diễn? Theo sát mà chỉ thấy kỳ sắc mặt âm trầm mở miệng nói, giọng nói lạnh lẽo tựu như cùng băng bột phấn vậy, thấu xương động nhân lão già kia, các ngươi thiên tổ mệnh lệnh có thể không quản được chúng ta phi báo trên đầu. Chúng ta phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn là trung ương cảnh vệ cục. Còn có, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết đã bị bên đầu điện thoại kia cắt đứt. Ngươi đánh giám. Chỉ thấy kỳ nộ quát một tiếng, lạnh lẽo nói tiểu tạp chủng, ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng tùy tiện tại nơi loại tam lưu bộ môn treo cái danh, là có thể có tư cách cùng chúng ta thiên tổ đối nghịch. Quả thực mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng. Không xứng, ta cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngay tức khắc làm cho ta thả, sau đó thành thật ngoan ngoãn đến kinh thành thỉnh tội bị phạt. Bằng không ta thiên tổ cho ngươi chịu không nổi. Nói đến đây hắn còn mạnh hơn nhưng mà dừng một chút, chợt giọng nói giễu cợt nói còn có, ngươi sẽ không thật khờ dại cho rằng, trung ương cảnh vệ cục sẽ vì ngươi như vậy một cái tiểu tạp chủng, lông cũng còn không dài đủ, còn là một trên danh nghĩa, liền theo chúng ta thiên tổ dở mặt đi. Ngươi có biết hay không chúng ta thiên tổ mạnh bao nhiêu? Tiểu tử, nhanh đừng mơ mộng hão huyền, ngươi căn bản cũng không có tư cách, không xứng. Nói xong. Có thể đáp lại hắn, cũng một đạo nhàn nhạt lạnh lùng thanh. Ngươi nói cái gì, ngươi có đúng hay không còn nghe không hiểu ta đang nói cái gì, vì vậy không thể suy nghĩ cẩn thận bản thân có bao nhiêu nhỏ bé. Dịch Kiêu mặt liền biến sắc nói. Nói xong ta đây tự cúp điện thoại, nga được rồi, nhớ kỹ đem cái cổ rửa, ta sẽ đi kinh thành tìm được ngươi rồi. Bỏ xuống một câu nói như vậy, Trần Phi cư nhiên thật đưa điện thoại cho tiện tay treo. Chỉ là từ hắn trong tròng mắt chậm rãi chảy xuôi ra lành lạnh, lại làm người ta mạnh sởn tóc gáy, hết hồn a. Không có tư cách, không xứng, tốt lắm, ta đây Trần Phi cũng muốn nhìn ngươi một chút có tư cách gì nói ra những lời này,
chỉ bằng ngươi trương miệng thúi sao? Không muốn ta có thể giúp ngươi xé, hanh. Ca, xa ở kinh thành thiên tổ nội dịch kiêu, trong tay điện thoại di động ầm ầm gian biến thành một chùm bột phấn. Đây đã là hắn lần thứ hai khí thành như vậy. Không nghĩ tới tiểu tạp chủng cư nhiên thật dám như thế to gan lớn mật, liên bọn họ thiên tổ mệnh lệnh cũng dám chống lại, dám cùng bọn họ thiên tộc làm như vậy đúng. Tốt, tốt, nhưng ta rửa cái cổ ở kinh thành chờ ngươi. Theo sát mà, Dịch Kiêu nghiến răng nghiến lợi, trên mặt thần sắc có vẻ không gì sánh được hắn giọng cùng nổi giận. Thật giống như nếu là giờ này khắc này Trần Phi đứng ở trước mặt hắn, hắn quả thực hận không thể một ngụm đem nuốt, hoặc là một thương súng băng đầu hắn. Sau đó gặp thứ nhất mặt vặn vẹo, dự tợn khàn giọng nói đến đây đi, ta Dịch Kiêu ở nơi này kinh thành thiên tổ chờ ngươi. Nếu không cho ngươi tiểu tạp chủng này đẹp, ta tên viết ngược. Chờ cho ta. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam Phi báo bên trong căn cứ Trần Phi hướng về Vương Đại Sơn lạnh lùng nói cho ta đem hắn cũng bắt lại. Sau đó chuẩn bị một tấm vé phi cơ, ta muốn đi kinh thành. Ngươi nói thật, Chuông Vàng nghe vậy vẻ mặt tức giận. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Đã bị Trần Phi một cái tát hung hăng vẫy ở trên mặt, cả người co quắp một chút, tự dĩ nhiên trực tiếp phượng quyết đi qua. Mà một màn này cũng để cho Vương Đại Sơn trái tim đập mạnh nhảy, mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái toàn bộ chui ra. Cái này, cái này, cái này, tốt xấu tên kia cũng là cái tiên thiên sơ kỳ đi. Một cái tát tự hôn mê, Trần Tổng huấn luyện viên thực lực bây giờ đến tột cùng có đáng sợ dường nào. Tứ cửu thành hy nhĩ đốn tửu điếm tầng cao nhất tổng thống phòng xếp, to lớn cửa sổ sát đất trước, một gã thân mặc màu đen áo khoác nam tử tránh mục quang sâu kín mắt nhìn xuống dưới lầu như nước chảy người đi đường, xe cộ, hai mắt toát ra một loại cao cao tại thượng kiêu căng tư thái. Một cái đen như mực đại xà quấn vòng quanh cánh tay hắn trên, thổ lộ theo lạnh như băng xà tín tử, không gì sánh được sấm nhân, làm người ta cực sợ. Người này không là người khác. Chính là từ Nam Cương đi ra ta hàng rào địa cấp phu trung sư Đồng Thái. Nguyên lai hắn lần này đi ra ngoài là muốn gặp cái kia ngay cả chào hỏi cũng không đánh, tự dám hạ ngoan thủ giết hắn thiên cốt trùng vương cốc trùng to gan lớn mật hạng người. Nhưng Trần Phi trong khoảng thời gian này đều ở đây trời Nam biển Bắc chạy khắp nơi, hoàn toàn chưa cho hắn cơ hội này. Mà ở Đồng Thái phía sau, một cái 20-30 tuổi nam tử cẩn cẩn rực rực, sắc mặt có chút khủng hoảng đứng ở hắn phía sau. Thậm chí ngay cả hô hấp đều tận lực vẫn duy trì, rất sợ quấy rầy Đồng Thái. Không, phải nói là rất sợ quấy rầy chỉ kia bàn ở trên tay hắn tối như mực đại xà. Lúc này nếu là có quen thuộc nam nhân này người ở đây, nhất định sẽ không thể tin được bản thân mắt chỗ đã thấy, bởi vì... Này nam tử không là người khác, chính là tứ cửu thành nha nội vòng rất có địa vị, bối cảnh nhị thế tổ Trần Côn. Ở tứ cửu thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có một trong lão Trần gia thanh niên một đời, hắn Trần Côn tuyệt đối là số một số hai nhân vật lãnh tụ, thủ hạ khống chế được không ít rất có kiếm tiền năng lực đưa ra thị trường công ty, có tiền có quyền. Có thể chính là như vậy một cái mặc kệ tài lực còn là bối cảnh đều ngập trời nhị thế tổ, nhưng ở Đồng Thái trước mặt như vậy liên đại khí đều có chút không dám xuyễn một chút. Há có thể không cho người giật mình. Trần Thiếu, ta trước nhờ ngươi chuyện điều tra, thế nào? Nhưng vào lúc này Đồng Thái đột nhiên lên tiếng, cũng không quay đầu lại nói. Người hiện tại ta đã điều tra rõ ràng, là một cái tên là Trần Phi tên. Bất quá tên kia tựa hồ cũng không phải cái gì hạng người tầm thường. Nghe vậy Trần Côn trong con ngươi lướt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, sau đó lặng lẽ nói. Lấy thân phận địa vị của hắn trên thực tế là hoàn toàn không cần cùng Đồng Thái loại này đến từ Nam Cương nguy hiểm tên khuấy ở chung với nhau. Nhưng là bây giờ bọn họ lại có cùng chung một địch nhân, đó chính là Trần Phi. Hiển nhiên lấy hắn Trần Côn ở lão Trần gia địa vị, thân phận, tự nhiên sớm đã thành hoặc nhiều hoặc ít biết được đến rồi một ít Trần Phi chuyện mà. Minh bạch loại này tên, nếu là theo đuổi kỳ an an ổn ổn trở về gia tộc nói, tất nhiên sẽ đối với hắn hiện nay địa vị tạo thành cực đại uy hát yêu ta, cái này đương nhiên là hắn không muốn thấy. Vì vậy đây mới là hắn cùng Đồng Thái trộn lẫn cùng nhau nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn từng chính mắt thấy được, Đồng Thái làm người ta sởn tóc gáy đáng sợ thủ đoạn, thậm chí ngay cả đông đảo quân đội tinh anh ở trước mặt hắn đều tốt giống như bùn bóp, không chịu nổi một kích. Người như thế nếu là muốn giết Trần Phi, vậy hắn khẳng định chạy không thoát. Tối thiểu trong lòng của hắn là như thế tin tưởng vững chắc. Nhưng mà còn nếu là cho hắn biết trong mắt hắn đều có thể đủ cùng ác ma họa trên ngang nhau số Đồng Thái, kỳ thực cũng chính là cái địa cấp phu trung sư mới vào.
tương đương với cổ vũ giả trình tự trong tiên thiên sơ kỳ. Mà bị hai người bọn họ cộng đồng coi là con mồi Trần Phi, hiện nay cũng đã đi đến đủ để sánh ngang tiên thiên hậu kỳ cường giả cao độ, luyện khí ngũ trọng đỉnh. Hai người hoàn toàn không ở một tầng thứ, cũng không biết hắn có thể hay không ruột đều hối xanh. Trong lòng hắn quan tâm, không phải là lão Trần gia thanh niên một đời đứng đầu địa vị. Thế mà loại đồ vật này, Trần Phi để ý sao? Không là cái gì hạng người tầm thường, có thể có lá gan đối với ta đồng thái trung trùng hạ ngoan thủ, tự nhiên không thể nào là hời hợt hạng người. Đây không phải là ngươi cần quan tâm chuyện, ta hiện tại chỉ muốn biết, người khác đến tột cùng ở đâu. Ta lúc nào có thể nhìn thấy hắn? Nghe vậy đồng thái lấy tay ở tối như mực đại xà trên vuốt ve, thanh âm có chút sấm nhân vậy lạnh lẽo nói. Cho, nữa ta một ít thời gian, chủ yếu là tiểu tử kia bây giờ không có ở đây kinh thành, nếu không ta từng phút là có thể biết hắn ở đâu. Trần Côn oán hận nói. Hắn dĩ nhiên muốn nhanh chóng diệt trừ Trần Phi cái kia có thể uy hát yêu ta được địa vị hắn tên, chỉ là vẫn luôn tìm không được người a. Nghe thế đồng thái không có trả lời nữa cái gì, chỉ là khóe miệng như có như không vẽ bề ngoài theo lau một cái vẻ khinh thường. Vờn quanh ở trên tay hắn tối như mực đại xà băng lãnh hộc lưỡi, bên trong gian phòng lại lần nữa bình tĩnh lại lên. Hình ảnh thay đổi tới Giang Nam. 2 giờ chiều, Trần Phi từ tỉnh Lỵ cùng Châu Sơn bay leo lên đi trước kinh thành phi cơ chuyến khoang hạng nhất. Hắn là một cái nói được thì làm được người. Nếu tất cả nói nhượng lão gia hỏa kia rửa cái cổ ở kinh thành thiên tổ chờ, vậy hắn tự nhiên nhất định sẽ đi. Hơn nữa lúc này đây, hắn tựa hồ rất nhiều chuyện đều cần triệt triệt để xử lý một chút. Tiên sinh, xin hỏi cần gì không sao? Đúng lúc này, một gã người mặc chế phục tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn đến cười khanh khách nói. Cho một lọ trà sữa đi. Nghe vậy Trần Phi thuận miệng nói. Tốt, xin chờ một chút. Nhất thời mặc chế phục tiếp viên hàng không điềm điềm cười, còn người còn sóng biết lưu chuyển vậy ở Trần Phi trên người dừng lại một lúc lâu, rồi mới từ thực phẩm lui bên trong xe xuất ra một lọ trà sữa đưa cho Trần Phi, sau đó thậm chí ngay cả tiền đều không lấy, tự giãy giụa khêu gợi thân thể, tay nhỏ bé bí mật đã đánh mất vậy vật gì vậy ở Trần Phi trên người, đẩy xe đẩy tay ly khai. Ngạch! Trần Phi có chút ngạc nhiên nhìn lướt qua vặn vẹo vỉnh tun rời đi chế phục tiếp viên hàng không. Đưa tay ở cái bụng phía trước bắt, nhất thời một đoàn lớn chừng ngón cái tờ giấy ra hiện ở trong tay hắn, mở ra vừa nhìn, trên đó viết một lủi số điện thoại, còn có một cái xinh đẹp đẹp mắt chữ nhỏ. Xanh lan. Xòe ra thời gian ta cũng có mị lực lớn như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì trong đêm tối đom đóm, điệu thấp chân thực không che giấu được bản đại thiếu trên người tia sáng chói mắt. Hắn không nhịn được thầm nói. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ đều cho là mình ngọc thụ lâm phong. Anh Tuấn tiêu sái, nhưng này loại vậy chỉ có ở kịch truyền hình hoặc trong tiểu thuyết mới có thể có tràng cảnh, không nghĩ tới hôm nay thật bị hắn cho đụng phải, làm cho không tưởng được a. Bất quá đột nhiên nháo như thế vừa ra, ngược lại cũng quả thật làm cho hắn bởi vì mấy ngày gần đây những chuyện hư hỏng kia mà phiền muộn tâm tình, từ từ có chút chậm giải, không như vậy bị đè nén. Bản thân có thể a, cái này có phúc phần. Nhưng vào lúc này ngồi ở bên cạnh hắn một vị hơn 20 tuổi nam tử cười híp mắt nhìn hắn nói. Giọng nói có chút trêu chọc. Nam nhân nha, gặp gỡ loại sự tình này mà coi như không ước ao, chen nhau đổi tiền mặt khẳng định còn là sẽ. Dù sao mới mẻ. Chê cười, mà đang nghe người kia trêu chọc, Trần Phi ngược lại cũng không trang cái gì chính nhân quân tử, mà là tiện cười, sau đó tiện tay đem tờ giấy kia tạo thành một đoàn mất hết cách đó không xa thùng rác. Thấy tình cảnh này nam tử kia tự nhiên hơi sừng sờ. Sau đó chỉ thấy kỳ lộ ra lau một cái trích có nam nhân mới hiểu cười xấu xa, nhỏ giọng nói thế nào. Chướng mắt, không phải là ta nói ngươi vừa rồi tiếp viên hàng không nhưng là phải vóc người có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo, tối thiểu 80 phân vẫn có đi. Bạn thân ánh mắt cao như vậy. Không phải là ta ánh mắt cao, mà là ta sợ ta mị lực quá lớn, đem hắn mê hoặc từ nay về sau đều không ly khai ta. Vậy thì phiền toái. Ta là một cái người chính trực, rất sẽ vì người khác muốn. Nghe vậy Trần Phi nghiêm trang nghiêm túc nói. Ngạch, hơn 20 tuổi nam tử trên mặt thần sắc mạnh cứng đờ, theo vươn một cây ngón tay cái, vẻ mặt bội phục nói được rồi. Bản thân ngươi lý do này ta cho mãn phân, đi kinh thành đi công tác còn là chơi đùa. Muốn không nhận thức một chút, ta họ Lưu, gọi Lưu đầu mùa đông, từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, hảo ngoạn đích địa phương ta đều biết. Nói xong hắn còn vươn tay hướng Trần Phi.
ta họ Trần, gọi Trần Phi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Phi cười cùng hắn nắm tay. Ngừng nói, lại thấy Kỳ vừa cười vừa nói ta đây lần đi kinh thành là đi xử lý một ít chuyện riêng. Bất quá xử lý xong sau tựu có thời gian, nếu không ta ghi nhớ số điện thoại của ngươi. Đi, Lưu Đầu Mùa Đông gật đầu cười, báo ra điện thoại của mình. Nhưng vào lúc này lại có một đám người chiến trận khá lớn đăng lên phi cơ, tiến nhập khoang hạng nhất. Chỉ thấy nhóm người kia thoạt nhìn thái độ đều thập phần kiêu căng, mắt dài không chung, sau khi đi vào vẻ mặt ngạo nghễ nhìn lướt qua bên trong buồng phi cơ, thay đổi không coi ai ra gì kỳ kỳ oa oa cả tiếng bắt đầu giao lưu, hoàn toàn nhìn khoang hạng nhất nội những khách nhân khác ở không có gì. Bọn người kia người Hàn, thật không có tố chất, tựa hồ nghe rõ ràng những người đó nói chuyện với nhau ngôn ngữ, Lưu Đầu Mùa Đông cau mày lạnh lùng nói. Đầu năm nay xính ngoại bầu không khí quá nặng, dẫn đến là một người ngoại quốc ở quốc nội tựu cảm giác mình hình như rất nghiêu ép vậy, mắt đều lớn lên bầu trời, hình như nhìn không thấy những người khác. Tựu giống bây giờ loại tình huống này, cái này khoang hãng nhất rõ ràng là công cộng trường hợp, này Hàn Quốc cây gậy nhưng ở cái này cả tiếng ồn ào, rất sợ người khác không là bọn hắn là Hàn Quốc cây gậy. Tiên sinh, các ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi. Các ngươi bây giờ âm lượng đã ảnh hưởng đến cái khác hành khách. Liên tiếp phiên hàng không đều có chút nhìn không được, theo liền có người tiến lên dùng tiếng Anh cùng này người Hàn giao lưu. Ngươi lời này có ý tứ. Chúng ta thế nhưng người Hàn, đi kinh thành tham gia đệ thất giới trung y học thuật nghiên cứu và thảo luận sẽ. Ngươi bây giờ là ở chửi bới, không tuân theo nặng chúng ta những. Này ngoại tân, có thể nghe nói, người Hàn một người trong người cao mã đại tên trực tiếp no lên, dùng ngón tay đầu làm ra giờ tiếp viên hàng không đầu ngạo mạn tư thái, cư cao lâm hạ của trách nói. Nói đùa, bọn họ thế nhưng thân phận tôn quý người Hàn ngoại tân. Chính là không chúng tỉ, dám chửi bới, không tuân theo nặng bọn họ. Xôn xao. Bên trong phi trường mọi người một mảnh ồ lên, hiển nhiên không nghĩ tới đám này cây gậy dĩ nhiên lớn lối như thế. Há mồm đó là đổi trắng thay đen, chửi bới, không tôn kính ngoại tân. Có thể không phải không thừa nhận, hiện ở quốc nội tình huống lại thật đúng là như vậy. Vậy ở dính dấp cái gọi là ngoại tân, cái gọi là ngoại quốc bạn bè, nhất là Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc chờ phát đạt quốc gia lúc, địa phương chính phủ hay hoặc là dân chúng cũng không quá quan tâm nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Coi như là bọn họ bên này chiếm lý, để ý, có thể tình nguyện chịu nhận lỗi, dàn xếp ổn thỏa. Cũng bởi vì đối phương là cái gọi là ngoại tân, cái gọi là quốc tế bạn bè. Lại nói tiếp kỳ thực đều có chút bi ai cùng cười người. Mênh mông hoa hạ, đối mặt ai không thể đính trực lưng, no thẳng lưng. Thế mà loại này tư duy cũng đã như là hình thành lệ cũ vậy. Thật giống như nếu như là người nước ngoài ở quốc nội đã đánh mất đồ vật, hơn phân nửa địa phương những cảnh sát kia sẽ so với chính mình đã đánh mất đồ vật còn cấp, có thể nếu là mình quốc gia người đã đánh mất đồ vật. Sợ rằng giá trị không phải là quá lớn đương sự đều lười báo nguy, không phải là có tiền tùy hứng, mà là loại tình huống này thường thường những cảnh sát kia đều mặc kệ. Muốn tìm trở về, làm một chút mộng tưởng hão huyền còn không sai biệt lắm. Vì vậy từ trình độ nào đó mà nói, ở hiện nay quốc trong mắt người, cái gọi là người ngoại quốc, ngoại tân lợi ích không biết so với người trong nước trọng yếu gấp bao nhiêu lần. Coi như là chiếm lý, để ý, cũng không tốt. Đây chính là quốc tế bạn bè. Là ngoại tân. Người bây giờ phải, lập tức hướng chúng ta xin lỗi. Nếu không, ta sẽ lập tức hướng các người hoa hạ ngành tương quan kháng nghị, triệt chức của ngươi, còn muốn truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta thế nhưng người Hàn, người bây giờ loại hành vi này hoàn toàn tại chửi bới, không tôn kính chúng ta người Hàn ngoại tân. Mà nhưng vào lúc này, một người đeo kính kính, hơn 30 tuổi, trên mặt trang họa rất nùng đậm Hàn Quốc nữ nhân đứng lên. Sao theo không quá thành thạo tiếng Trung, vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng đúng tiếp viên hàng không quát lên. Bộ dáng kia phải nhiều kiêu căng có bao nhiêu kiêu căng, phải nhiều tài trí hơn người có bao nhiêu tài trí hơn người. Mắt dài không chung, mà đứng ở hắn bên cạnh thân tắc có một vị hơn 60 tuổi lão giả, ăn mặc xa hoa Âu phục, mang đồng hồ đeo tay, giá trị xa xỉ, hai mắt lấp lánh hữu thần, nghễnh đầu. Trên mặt thần sắc nhanh hơn nữ nhân kia có vẻ kiêu căng cùng với tài trí hơn người. Thật giống như hoàn toàn không đem bên trong buồng phi cơ những người khác không coi vào đâu vậy. Khách nhân, bên trong buồng phi cơ là được cộng trường hợp, các ngươi vừa rồi nói chuyện với nhau âm lượng quả thực quá. Vì vậy có thể hay không mời các ngươi hơi chút nói nhỏ thôi,
đừng quấy nhiễu được cái khác hành khách. Mà ở thấy tình cảnh này, tiếp viên hàng không tuy rằng trong lòng ủy khuất, tức giận không được, có thể để duy trì chức nghiệp hành vi thường ngày, còn là miễn cưỡng cười nói. Nhỏ giọng một chút, rõ ràng là các ngươi chuyên môn tới tìm chúng ta người Hàn phiền phức, còn trách ta các. Có biết hay không chúng ta chuyến đi này là thân phận gì? Có biết hay không Tống tiên sinh đã ở? Tống tiên sinh có thể là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Coi như là các ngươi Hoa Hạ cán bộ lãnh đạo, cũng không dám theo chúng ta Tống tiên sinh nói chuyện như vậy. Người đây là không tuân theo nặng chúng ta người Hàn. Mang kính mắt Hàn Quốc nữ nhân đính liễu đính khô quắt ngực, vẻ mặt ngạo nghễ cười lạnh nói. Nói đến đây lúc, ở hắn bên cạnh thân hơn 60 tuổi lão giả trong mắt ngay tức khắc hiện ra lau một cái nồng nặc vẻ kiêu ngạo, chẳng đáng nhìn mọi người tại đây. Ta quản hắn, khách nhân mời các ngươi không nên làm khó. Tiếp viên hàng không thoạt nhìn cũng giống là một thằng tính người, đều thiếu chút nữa không đình chỉ, sau đó chỉ thấy kỳ sắc mặt có chút nhục nhã miễn cưỡng cười. Tống tiên sinh, có thể nhưng vào lúc này lại có một đạo tiếng kinh hô đem cắt đứt. Chỉ thấy một vị 30-40 tuổi Hoa Hạ nam tử sắc mặt cuống quýt xít tới gần, hướng hơn 60 tuổi lão giả khuôn mặt nhìn một chút, ánh mắt lại chuyển hướng vị kia đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân, bật thốt lên hỏi, xin hỏi các ngươi là đại biểu Hàn Y đến Hoa Hạ tham gia đệ thất giới trung y học thuật nghiên cứu và thảo luận sẽ đại biểu. Vị tiên sinh này là Tống Kim Hổ, Tống tiên sinh. Cái này Hoa Hạ nam nhân cũng là một vị Hoa Hạ bác sĩ. Cũng biết lúc này đây gần ở kinh thành tổ chức đệ thất giới trung y học thuật nghiên cứu và thảo luận sẽ. Chỉ là thực lực của hắn cùng tư lịch đều quá thấp, căn bản không có tư cách tham gia loại này quốc tế cấp y học nghiên cứu và thảo luận sẽ. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn nhận thức Tống Kim Hổ. Đại Hàn Dân Quốc Tống Kim Hổ Tống bác sĩ, đây chính là Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được, rất nhiều hàng tỷ phú hào cấp bậc đại nhân vật đều đứng xếp hàng thỉnh hắn làm tư nhân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Cũng rất nhiều mọi người bị cự tuyệt. Chớ nói chi là người này ở toàn bộ Đông Nam Á thậm chí toàn cầu trung y giới trong phạm vi, đều có rất lớn nổi tiếng, hoàn toàn kiêu ngạo ở Bắc Sơn khu phố bệnh viện Đỗ Lão, bởi vậy thấy rất mạnh. Xác xác thật thật là vị chân chính đại nhân vật. Nhất là khi hắn loại này y tế người làm việc trong mắt, càng như vậy. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cái này gặp đối phương. Không sai, chúng ta Tống Kim Hổ, Tống tiên sinh. Chính là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được, cũng là lúc này đây chúng ta Hàn Y tham gia các ngươi Hoa Hạ học thuật nghiên cứu và thảo luận sẽ trọng yếu đại biểu. Nữ nhân này hiện tại chửi bới, vũ nhục chúng ta, càng còn vũ nhục Tống tiên sinh, phải lập tức nói khiểm. Mang kính mắt Hàn Quốc nữ nhân gặp cái này người Hoa cư nhiên biết bọn họ, biết Tống tiên sinh, nhất thời trên mặt thần sắc càng thêm tài trí hơn người cùng kiêu căng lên, ngạo mạn đại hống đại khiếu nói. Xin lỗi. Dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi, rõ ràng chính là các ngươi không có tố chất, cãi lộn trước đây. Nghe vậy tiếp viên hàng không nhất thời ủy khuất lên, phản bác. Xanh lan, có như là ngồi vụ cơ trưởng người ngay tức khắc đi tới nhỏ giọng uống ở hắn. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hoàng Mở Thắng, hiện nay ở Cùng Châu khu phố y viện mặc cho phó chủ nhiệm bác sĩ chức. Thúc thúc ta là tỉnh phòng vệ sinh trưởng phòng, mà nhưng vào lúc này, Hoa Hạ nam tử cũng đã quay đầu hướng tiếp viên hàng không nhíu mày nói ngươi còn là hướng Tống tiên sinh còn có các vị Hàn Quốc bạn bè nói lời xin lỗi đi. Chúng ta Hoa Hạ là đại quốc, được có tốt đẹp phẩm chất cùng tác phong. Hơn nữa Tống bác sĩ bọn họ còn là lần này Hàn Y đại biểu, sự tình làm lớn chuyện, một mình ngươi cái tiểu tiểu tiếp viên hàng không không chịu nổi trách nhiệm này. Dựa vào cái gì a? Lại không phải lỗi của ta, người Hàn thì thế nào? Ta còn là người Hoa Ni. Tiếp viên hàng không không phục. Ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Tống tiên sinh đối nghịch đúng không? Ngươi chờ, cũng đừng hối hận. Nghe vậy đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ sắc mặt người trầm xuống, xoay người liền hướng về Tống tiên sinh Kỷ Lý Hoa. Nhất thời được xưng là Tống Kim Hổ Tống tiên sinh hơn 60 tuổi lão giả trên mặt hiện ra lau một cái tức giận, sau đó hướng về phía đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân đại hống đại khiếu vài câu. Nhất thời người sau liền giống như là tinh thần tỉnh táo. Vẻ mặt kiêu căng cùng tài trí hơn người, thật giống như đột nhiên hóa thân trở thành khâm sai đại thần vậy, xoay người hướng phía tiếp viên hàng không ngạo mạn nói Tống tiên sinh nói, chúng ta Đại Hàn Dân Quốc là tôn quý ngoại tân, có thể các ngươi hiện tại lại cố ý nhằm vào đối với chúng ta, tìm chúng ta người Hàn phiền phức, đây là đang không tuân theo nặng chúng ta. Hiện tại chúng ta Tống bác sĩ phải báo cảnh,
thông chí quốc gia các ngươi lãnh đạo cùng ngoại sự làm người, đến xử lý chuyện này. Ngươi, các ngươi. Nghe vậy nhất thời thiếp viên hàng không trên mặt tức giận cùng ủy khuất đều suy yếu mấy phần, giành lấy là một loại hoảng loạn, thần sắc sợ hãi. Coi như hắn tính tình thẳng, làm thiếp viên hàng không vào Nam ra Bắc coi như là gặp qua một ít đại quen mặt, nhưng bây giờ đối phương há mồm chính là báo nguy, quốc gia cà vạt, ngoại sự làm vân vân, cũng còn là thoáng cái đã đem hắn dọa sợ. Không biết cần làm thế nào mới tốt. Mà ở thấy tình cảnh này, ngay cả sao mà làm đồng sự, lãnh đạo ngồi vụ cơ trưởng cũng thay đổi liền sắc mặt, tiến đến tiếp viên hàng không bên tai hốt hoảng khuyên nhủ Xanh Lan, nhanh đừng nhâm tính, người còn là nhanh lên cho bọn hắn nói lời xin lỗi đi. Bọn họ thế nhưng người Hàn, là ngoại tân, nếu là sự tình làm lớn chuyện, cũng không nói chính đàn có thể hay không nghiêm túc xử lý ngươi, công ty nhất định sẽ đem ngươi khai trừ. Không sai, vị nữ sĩ này, nói lời xin lỗi mà thôi, có cái gì ghê gớm. Phải biết rằng Tống Kim Hổ Tống Tiên Sinh đây chính là Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Thân phận gì địa vị gì, người bình thường muốn nói chuyện với hắn đều nói không được ni. Hoàng Mở Thắng cũng vẻ mặt đương nhiên nói, bản mặt nhọn kia, quả thực sẽ không kém ôm đối phương bắp đùi L.I.O. ta hài. Ta, nhất thời được xưng là Xanh Lan tiếp viên hàng không trên mặt hiện ra nồng nặc ủy khuất, cùng vẻ bất lực. Ánh mắt hướng bên trong buồng phi cơ hành khách xin giúp đỡ đi, có thể bọn họ đem trực tiếp đưa mắt rời, nhãn thần né tránh, hình như rất sợ chọc thị phi vậy. Khiến trong lòng nàng có chút tuyệt vọng. Không có biện pháp, nếu là đối phương vẻn vẹn chỉ là phổ thông người Hàn, không rất lớn bối cảnh, có thể cái này cabin còn có người nguyện ý ôm anh hùng cứu Mỹ nhân tâm thái vì hắn xuất đầu. Nhưng bây giờ ai kêu này người Hàn nghiêu như vậy ni? Cái gì Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được? Cái gì lúc này đây trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ đại biểu. Thậm chí ngay cả Hoàng Mở Thắng cái loại này tỉnh Giang Nam cùng giải quyết châu trung y viện phó chủ nhiệm bác sĩ, phòng vệ sinh trưởng phòng cháu trai đều thiếu chút nữa quỳ L.I.O.T.A đối phương. Bọn họ lại không ngốc, sao lại tùy tùy tiện tiện cùng loại phiền toái này người là địch. Rồi hãy nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ quốc nội hoàn cảnh chính là như vậy. Nếu là sự tình thật làm lớn chuyện. Chính phủ để duy trì quốc tế hình tượng, quốc tế danh vọng, tất nhiên sẽ khuynh hướng người Hàn bên kia, đến lúc đó, nếu không may ngay cả mình đều phải dính líu vào, có cần phải sao? Hanh, lại dám chửi bới, không tuân theo nặng chúng ta người Hàn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Xin lỗi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, nếu không nếu chờ chúng ta Tống Tiên Sinh báo cảnh sát, ta xem ngươi sẽ như thế nào. Ta có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta Đỗ thầy thuốc tối hôm qua mới với các ngươi tỉnh Giang Nam lãnh đạo ăn xong cơm tối. Có tỉnh phòng vệ sinh phó thính trưởng XXX tiên sinh, trưởng phòng XXX tiên sinh, cùng châu khu phố y viện viện trưởng XXX tiên sinh. Gặp tiếp viên hàng không bị mọi người tại đây cô lập, mang kính mắt Hàn Quốc trên mặt nữ nhân vẻ phách lối tựu càng đậm, càng ngạo nghễ nói. Mà khi hắn thuộc như lòng bàn tay nói ra mấy cái đại nhân vật tên thời gian, vô luận là tiếp viên hàng không. Ngồi vụ cơ trưởng, hay là bên trong buồng phi cơ này hành khách cũng không nhịn được mí mắt mạnh run lên, thần sắc hơi trắng bệch. Tỉnh phòng vệ sinh phó thính trưởng, trưởng phòng, cùng châu khu phố y viện viện trưởng, đây chính là chức cấp rất cao cán bộ lãnh đạo A. Chỉ có Hoàng Mở Thắng vẻ mặt đương nhiên cùng quyến rũ hình dạng, nhìn tiếp viên hàng không khiển trách được rồi, ta tin tưởng ngươi bây giờ khẳng định cũng biết mình phạm vào sai lầm bao lớn. Nhanh cho Tống Tiên Sinh còn có các vị ngoại quốc bạn bè nói lời xin lỗi, nếu không nếu chính báo cảnh sát, ngươi chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi. Nói xong, hắn lại một mặt thảo hảo hướng này người Hàn nhìn lại, biểu tình phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Mà ở nhìn thấy một màn này, được xưng là Xanh Lan tiếp viên hàng không rất là ủy khuất nắm chặt quả đấm, thân thể mềm mại run rẩy, không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ phát triển đến như vậy. Thật giống như chuyện này thật là của nàng sai vậy. Tất cả mọi người đang chỉ trích hắn, để cho nàng xin lỗi, này người Hàn còn muốn phải báo cảnh, dùng cái này đến uy hát yêu ta hắn. Nhưng này rõ ràng không phải là của nàng sai a. Nhưng trong lòng nàng nhưng vẫn là vừa tức vừa sợ, bởi vì nàng kỳ thực cũng biết, một khi là dính đến người ngoại quốc sĩ, nhất là có thân phận có lai lịch phát đạt quốc gia người, làm lớn chuyện, chính phủ còn là quen đánh người một nhà cờ lê. Báo nguy, nếu không các ngươi tự báo nguy thử xem đi. Ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta Hoa Hạ cảnh sát nhân dân là sẽ thiên hướng các ngươi những. Này Hàn Quốc cây gậy,
còn là sẽ thiên hướng tự chúng ta người. Này, cây gậy, làm rõ ràng, đây chính là chúng ta người Hoa địa bàn, thật cho là mình coi là vật gì vậy, dám ở chúng ta Hoa hạ diệu võ dương võ. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng bá khí thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó mọi người trong tầm nhìn liền thấy một vị hơn 20 tuổi thanh niên nhân từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn này Hàn Quốc cây gậy thản nhiên nói. Hiển nhiên người trẻ tuổi này chính là Trần Phi. Lúc đầu hắn là không có ý định cùng những, này cái gọi là người Hàn ngoại tân không chấp nhận, thế mà bọn người kia, những cây gậy này tựa hồ có chút không cảm thấy được. Thật cho là mình coi là vật gì vậy? Dám tại bọn hắn người Hoa trên địa bàn hoành hành ngang ngược, diễu võ dương oai. Đến mức cái gọi là Hàn Y, đều là bọn hắn Hoa hạ lão tổ tông năm đó chơi còn dư lại, lại bị những cây gậy này tổ tiên cùng nhặt được hiếm thế chân bảo tựa như mang về, không biết hoàn toàn chính là gia lông, liên bị hắn Trần Phi không coi vào đâu tư cách cũng không có. Kiêu ngạo cái dám a. Hanh. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt quét đến sắc mặt kia có chút âm trầm Hoàng Mở Thắng trên người, thản nhiên nói ta nói, này Hàn Quốc cây gậy là ngươi cha. Có biết hay không vì sao những, này người nước ngoài dám ở chúng ta Hoa hạ địa bàn lớn lối như vậy, vì sao chúng ta người Hoa ở trước mặt bọn họ phải bị ủy khuất? Cũng là bởi vì ngươi loại này hai cái cha mẹ quá nhiều người. Ngươi nói cái gì, ngươi lại dám mắng ta, ngươi có tin ta hay không? Nhất thời Hoàng Mở Thắng giận dữ. Không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện một cái trẻ em cư nhiên dám lớn lối như vậy, mắng hắn. Nói thật hay. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo to thanh âm lại ngay sau đó đem cắt đứt. Chỉ thấy ngồi ở Trần Phi bên cạnh chỗ ngồi Lưu Đầu Mùa Đông cũng đứng lên, nhìn Hoàng Mở Thắng khinh bỉ nói muốn lấy lòng ngươi Hàn Quốc cha mẹ, còn là đừng ở chỗ này công cộng trường hợp, quá ác tâm người. Đến mức các ngươi, xin lỗi. Không thành vấn đề, cái này trên phi cơ phải có quản chế video đi. Chúng ta đem video điều đi ra, nắm quyền nói thật nói, nhìn đến tột cùng là các ngươi những. Này Hàn Quốc cây gậy có cha sinh không nuôi dưỡng, cãi lộn không tố chất, hay là chúng ta vị này mỹ lệ, chính trực tiếp viên hàng không chửi bới, không tuân theo nặng các ngươi. Tốt nhất đừng làm cho chúng ta nhìn thấy ngươi các dương miệng nói lung tung, bằng không, ta mặc kệ các ngươi lai lịch gì cũng không dùng. Không nghĩ tới Lưu Đầu Mùa Đông nói cư nhiên cũng như thế bá khí. Nhất là đang nói đến phần sau lúc, từ trên người hắn tự nhiên mà vậy tản mát ra khí thế loại này, khiến ở đây tất cả mọi người mạnh chấn động, giống như bị áp chế vậy. Cảm thụ được khí thế kia nhất thời Trần Phi cũng không nhìn được nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong con ngươi lướt ra ngoài lau một cái như có điều suy nghĩ. Ngươi, hai người các ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết? Các ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Có biết hay không Tống Kim Hổ Tống bác sĩ là thân phận gì? Đây chính là Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Các ngươi là không phải là muốn khiêu khích quốc tế tranh cãi, các ngươi phụ được khởi trách nhiệm này. Hoàng Mở Thắng hiển nhiên không nghĩ tới ngắn chỉ khoảng nửa khắc, thì có hai người trước sau đứng lên chỉ trích, chào phúng hắn, làm hắn nhịn không được tức bể phổi, mặt âm trầm phẫn nộ quát. Thật là một đám vô tri không sợ phố phường điêu dân. Phải biết rằng Tống Kim Hổ Tống bác sĩ là thân phận gì. Coi như là hắn tỉnh phòng vệ sinh trưởng phòng thúc thúc, sợ rằng ở trước mặt đối phương đều là hòa hòa khí khí, không dám nói lời nói nặng. Nhưng bây giờ chính là hai cái chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử cư nhiên dám lớn lối như vậy, mạo phạm Tống tiên sinh, thực sự là không giải óc. Tự tìm tử lộ. Ngươi, hai người các ngươi thái độ gì? Có biết hay không chúng ta thế nhưng người Hàn? Có biết hay không chúng ta Tống tiên sinh thế nhưng Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Coi như là các ngươi tỉnh Giang Nam tỉnh bên trong phòng vệ sinh lãnh đạo, cũng không dám cùng Tống tiên sinh nói như vậy. Mà mang kính mắt Hàn Quốc nữ nhân gặp Hoa hạ tiếp viên hàng không cư nhiên đột nhiên có hai cái đồng lõa, hơn nữa ngôn ngữ, thái độ còn như vậy cuồng vọng, kiêu ngạo, nhất thời tức giận đến sắc mặt đều hắng giọng lên, đại hống đại khiếu nói. Đó là hắn nhược trí. Chớ đem chúng ta cùng một cái nhược trí đặt chung một chỗ tương đối. Thế mà Trần Phi thái độ lại cư nhiên so với hắn trong tưởng tượng thế mạnh hơn, còn muốn kiêu ngạo, dĩ nhiên há mồm chính là nhược trí, hơn nữa đối tượng còn là tỉnh phòng vệ sinh cái loại này cán bộ lãnh đạo. Nhất thời ở đây mọi người sắc mặt đều một chút thay đổi, nhất là Hoàng Mở Thắng càng tức giận đến ngứa răng. Làm càn, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Buồn cười, chỉ bằng ngươi những lời này. Nếu để cho tỉnh phòng vệ sinh lãnh đạo đã biết,
đáng tin cho ngươi vào ngục giam. Hoàng Mở Thắng âm trầm gương mặt phẫn nộ quát, bởi vì hắn cảm giác đối phương những lời này, chính là hướng phía hắn. Hoàng Mở Thắng thúc thúc nói, thực sự là buồn cười. Phải, ta còn thật không biết tỉnh phòng vệ sinh lãnh đạo lúc nào có lớn như vậy quyền lực. Được rồi, báo nguy đi, những cảnh sát đến xử lý chuyện này, chúng ta xuống phi cơ. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, bắt hắn, làm mộng tưởng Hão Huyền còn không sai biệt lắm. Ngươi dám không tôn kính chúng ta người Hàn, vậy báo nguy, nhất định phải báo nguy. Gặp Trần Phi thái độ cư nhiên như thế cường thế, đeo mắt kiếng Hàn Quốc lòng của nữ nhân trong hơi cảm giác có chút không ổn. Thế mà chặt tiếp theo liền thấy Kỳ trên mặt lộ ra một tia kiêu căng, tài trí hơn người vẻ, ngạo mạn lên. Bởi vì nàng căn bản cũng không tin tưởng này Hoa Hạ cảnh sát sẽ dám đắc tội chúng ta loại thân phận này cao quý chính là người Hàn ngoại tân. Nhất định sẽ giúp theo bọn họ. Đi, vậy báo nguy đi. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo nguy. Ngươi có phải điên rồi hay không? Đã có thể sau đó một khắc Hoàng Mở Thắng lại đột nhiên đi tới kéo Trần Phi, sắc mặt không gì sánh được âm trầm cùng khó coi nói ngươi có biết hay không bọn họ là lần này kinh thành đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ Hàn y đại biểu. Hơn nữa nghiên cứu và thảo luận sẽ ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, nhưng ngươi vậy báo nguy, nếu là ảnh hưởng đến ngày mai nghiên cứu và thảo luận sẽ, ngươi có biết hay không sẽ đối với chúng ta trung y quốc tế bộ mặt tạo thành nhiều ảnh hưởng. Ngươi gánh chịu được khởi trách nhiệm này sao? Nghe vậy ở đây không ít người đều bỗng nhiên biến sắc, bởi vì coi như là đắc tội người ngoại quốc ngoại tân kỳ thực cũng khỏe, cùng lắm là bị đánh bằng roi, vậy cũng liền đi qua. Chỉ khi nào chuyện này liên lụy đến cái gọi là quốc tế địa vị, quốc tế mặt, quốc tế hình tượng, vấn đề nghiêm trọng trình độ đã có thể hết sức kinh người. Sợ rằng chính phủ cũng không biết dễ dàng tha thứ loại sự tình này mà phát sinh. Hoa Hạ luôn luôn rất coi trọng mặt mũi, vô luận đối phương chiếm không chiếm lý, để ý. Vô luận là xuất từ cái gì nguyên do. Mà đang nghe Hoàng Mở Thắng nhắc tới cái này cha, mang kính mắt Hàn Quốc nữ người nhất thời trước mắt sáng ngời, trên mặt không khỏi lần thứ hai lộ ra vẻ ngạo mạn, cao cao tại thượng, nhìn Trần Phi cười lạnh nói thanh niên nhân, về sau hay là trước muốn nghĩ rõ ràng năng lực của mình lại can thiệp vào. Chúng ta Tống bác sĩ là chúng ta Đại Hàn dân quốc tốt nhất Hàn y, kỳ thực tới hay không tham gia các người Hoa Hạ tổ chức trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ, đều không có vấn đề. Nếu không phải là các người Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội thịnh tình mời. Phải biết rằng lần này kinh thành đệ thất giới Trung Y nghiên cứu và thảo luận sẽ, đây chính là lực ảnh hưởng cực đại, quốc tế mặt cực cao Trung Y thịnh hội. Mà nếu là bọn họ Hàn Y trong lợi hại nhất Tống bác sĩ đột nhiên rời khỏi nói, đã định trước sẽ cho lần này nghiên cứu và thảo luận sẽ chỗ thua kém không ít, cũng sẽ khiến quốc tế trên ngờ vực vô căn cứ, nghị luận, ảnh hưởng thật không tốt. Đến lúc đó, loại này lông cũng còn không dài đủ Hoa Hạ tiểu tử phó được khởi trách nhiệm. Hắn vừa rồi thế nào sẽ không nhớ tới tốt như vậy chiêu. Mà hắn lời này vừa ra, cũng khiến mọi người tại đây tức giận không thôi. Bởi vì nàng lời này, thật giống như bọn họ Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội cầu bọn họ Hàn Quốc bác sĩ, bọn họ mới hạ mình hàng đắt, miễn miễn cường cường tới tham gia nghiên cứu và thảo luận sẽ. Nghe thế Trần Phi trong con người cũng không nhịn được xẹt qua một tia hàn mang. Sau đó chỉ thấy Kỳ thản nhiên nói đã như vậy nói, lần này Trung Y nghiên cứu và thảo luận sẽ, các ngươi mấy cái này. Thẳng thắn cũng đừng tham gia. Oanh! Nhất thời Hàn Quốc trên mặt nữ nhân thần sắc thoáng cái ngây người. Tiếp viên hàng không còn có Hoàng Mở Thắng cùng với ở đây đông đảo hành khách đều cũng sắc mặt thoáng cái ngây người, khó có thể tin. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, từ Trần Phi loại này hơn 20 tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử trong miệng. Cư nhiên có thể lớn lối như thế nói ra những lời này, lần này Trung Y nghiên cứu và thảo luận sẽ, các ngươi mấy cái này. Thẳng thắn cũng đừng tham gia. Hắn cho là mình thân phận gì địa vị gì, dựa vào cái gì có tư cách nói ra những lời này. Ngươi, mà Hoàng Mở Thắng theo sát mà sắc mặt thoáng cái thay đổi, lôi kéo Trần Phi y phục giận dữ nói ngươi hắn ma điên rồi sao. Ngươi cho là mình coi là vật gì vậy, dựa vào cái gì có tư cách nói ra những lời này. Ngươi có biết hay không Trung Y nghiên cứu và thảo luận sẽ là chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới quốc tế thịnh hội, nếu là làm Hàn Y tối cao thành tựu tưởng Tống bác sĩ đột nhiên rời khỏi, tất nhiên sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, thậm chí kích khởi toàn bộ Hàn Quốc thầy thuốc phản kháng cùng rời khỏi Nga, đến lúc đó, quốc tế thượng hội nhìn bọn ta như thế nào Hoa Hạ Trung Y. Đúng thanh danh của chúng ta bao lớn ảnh hưởng, ngươi biết không?
Nói đến đây hắn thậm chí đều lười lại cùng Trần Phi loại này óc có vấn đề người nói, vội vã thần sắc hốt hoảng hướng về đeo mắt kiếng nữ sĩ vội vàng nói vị nữ sĩ này, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là người điên, cũng không có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới nói ra những lời này. Ngài đừng nóng giận, ngài đừng nóng giận, Hàn Quốc nữ nhân đều so với hắn tuổi còn nhỏ, hắn lại cư nhiên dùng tới ngài loại này tôn xưng, đủ để có thể thấy được trong lòng hắn Hàn Quốc cha mẹ địa vị cao bao nhiêu. Cái gì đừng nóng giận, đây quả thực thực sự là hơi quá đáng, thật cho là chúng ta vĩ đại Hàn Y hiếm lạ tham gia các ngươi Hoa Hạ cái này phá nghiên cứu và thảo luận sẽ. Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh đem ngươi vừa rồi theo như lời nói lại lần nữa xem. Ngươi có tin ta hay không sẽ phiên dịch cho Tống tiên sinh nghe. Đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân kéo dài nghiêm mặt, hướng về phía Trần Phi ngạo mạn, uy hát yêu ta nói. Đừng, đừng, mới vừa rồi là ta không đúng. Nói sai, ta hiện tại hướng các ngươi xin lỗi, xin lỗi. Anh chàng đẹp trai, nhanh đừng nói nữa, nếu thật gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn cần thế nào xong việc a, nếu là những. Này người Hàn thật rời khỏi cái loại này quốc tế tính chất nghiên cứu và thảo luận sẽ nói, không biết hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng, chính phủ đều biết chấn nộ, nhanh đừng nói nữa, nhanh đừng nói nữa. Tiếp viên hàng không nghe vậy không khỏi sắc mặt đổi đổi, lại là hướng này người Hàn xin lỗi. Lại là lôi kéo Trần Phi vội vàng nói. Nàng là thật sợ phiền phức tình làm lớn chuyện, này người Hàn thật rời khỏi cái gì quốc tế trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ, vậy phiền phức lớn. Trần Phi thế nào đam được khởi trách nhiệm? Bản thân, ngay cả lưu đầu mùa đông nghe vậy thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi đổi, tuy nói lấy thân phận của hắn, nhưng thật ra cũng không thế nào đem những. Này Hàn Quốc cây gậy không coi vào đâu, nhưng nếu là sự tình thật nháo lớn như vậy, ảnh hưởng đến bọn họ quốc gia trung y ở quốc tế trên bộ mặt cùng hình tượng nói, cũng còn là làm hắn cảm giác được có chút vướng tay chân. Trong mắt của ta, mặt mũi đều là bản thân cho mình kiếm được, mà không phải cầu đến người khác cho. Cái gọi là Hàn y, nhiều nhất cũng chính là chỉ hiểu được một ít trung y gia lông quên nguồn quên gốc hạng người, nếu bọn họ chướng mắt chúng ta Hoa Hạ trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ, vậy dứt khoát vẫn có rất xa lăn rất xa. Chúng ta Hoa Hạ trung y, chướng mắt. Thế mà Trần Phi nhưng cũng không nghĩ có cái gì, thản nhiên nói. Ngươi cũng là trung y, Hoàng Mở Thắng đổi đổi sắc. Ta là trung y, Trần Phi gật đầu. Ngươi nói ngươi là trung y. Mang kính mắt Hàn Quốc nữ nhân hình như nghe được cái này trên đời này buồn cười lớn nhất, nhìn Trần Phi lộ ra vẻ mặt vẻ châm chọc, ngạo mạn cười lạnh nói chỉ ngươi loại này liên dược lý ngũ hành, âm dương đối trùng cũng còn lưng không hoàn toàn thanh niên nhân, còn dám vọng đàm mình là trung y. Có biết hay không chúng ta Tống bác sĩ tiếp xúc, học tập Hàn Y đã bao lâu? Vậy cũng đủ đã là hơn 50 năm, từ nhỏ bắt đầu, người có tư cách gì ở chúng ta Tống bác sĩ trước mặt đàm y thuật? Thực sự là cuồng vọng vô tri. Không sai, ta Hoàng Mở Thắng thuở nhỏ học tập trung y hơn 30 năm, đều còn xa xa so ra kém Tống bác sĩ chín châu mất sợi lông. Người loại này mao đầu tiểu tử coi là cái gì, cũng dám vọng đàm nghệ thuật, thực sự là mất mặt xấu hổ. Hoàng Mở Thắng cũng là vẻ mặt trào phúng cùng cười lạnh nói. Hắn thấy, Trần Phi loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, sợ rằng liên bệnh thương Hàn tạp bệnh luận cũng còn không lưng xuống tới, còn dám vọng đàm y thuật, tự xưng vi trung y, quả thực không biết lượng sức, mất mặt xấu hổ. Mà nhưng vào lúc này đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân lại hướng về phía hơn 60 tuổi Tống Kim Hổ Kỳ Lý Oa một đống lớn. Người sau nhất thời vẻ mặt chẳng đáng lên. Ngươi hiểu tiếng Anh sao? Sau đó chỉ thấy Kỳ đi tới Trần Phi trước mặt, trên cao nhìn xuống, lấy một loại không gì sánh được tài trí hơn người cùng ngạo mạn tư thái châm chọc nhìn Trần Phi, dùng khinh thường giọng nói ngươi là trung y. Xin lỗi, ở chúng ta Hàn Quốc, giống như ngươi lớn như vậy tuổi nhỏ người vậy đều rất khiêm tốn. Ta từ không cho là y thuật có thể một xúc tới, mà là cần tích lũy tháng ngày, kiên trì bền bỉ. Đừng há mồm nói mạnh miệng, ngươi xứng sao? Tốt, Tống bác sĩ nói thật tốt. Hoàng Mở hơn hẳn chăng cũng hiểu một điểm tiếng Anh, lập tức vẻ mặt thảo hảo vỗ tay lên, nghĩa tránh ngôn từ nói không sai. Vô luận là trung y hay là hàn y, đều là một phần cần tích lũy tháng ngày, kiên trì bền bỉ chức nghiệp. Mà không phải giống như một ít người như vậy chỉ hiểu được há mồm nói mạnh miệng, đàm y thuật. Người loại này trẻ em có tư cách cùng Tống bác sĩ đàm y thuật sao? Người có thể nhắm lại chó của ngươi miệng sao? Dù là Trần Phi hiện nay tâm cảnh đã cũng đủ tốt rồi, tính tình cũng tốt, lúc này nghe thế cũng vẫn là không nhịn được mắng. Tốt,
khá lắm thí, xem ra cái này Hàn Quốc cây gậy thật đúng là hắn tái sinh cha mẹ. Ngươi, Hoàng Mở Thắng gặp Trần Phi lại dám trước mặt mọi người nhục mạ hắn, nhưng hắn nhắm lại miệng chó, nhất thời tức giận đến chỉ vào Trần Phi đều nói không ra lời, vẻ mặt hắng giọng. Ngươi cái gì ngươi, não tàn, cho ta thành thật cút sang một bên, người hoa mặt đều bị ngươi loại này nhược trí cho ném sạch sẽ. Có thể tiếp đã có một cái tát thẳng tắp vẫy ở trên mặt hắn, chỉ thấy Lưu Đầu Mùa Đông tức giận không ngớt nói. Một tát này cũng không nhẹ, mọi người tại đây cũng không nhịn được ra mặt tử hung hăng run lên. Ngươi nói ta không hiểu y thuật. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đã lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tống Kim Hổ, trong miệng không gì sánh được lưu loát tiếng Anh ngay sau đó liền thốt ra, nói tuy rằng ta quả thực chỉ chạm đến một ít trung y gia lông, đã có thể loại người như ngươi, Hàn Y. Tựa hồ vậy cũng là chúng ta lão tổ tông chơi còn dư lại, ta là thật không cảm thấy ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta tự tin như vậy. Nói đến đây hắn càng tiến lên một bước, trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn đối phương lãnh đạm nói ngươi thật nghĩ đến ngươi y thuật so với ta cường. Cái loại này bá đạo, cường thế khí thế, nhất thời làm Tống Kim Hổ kìm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Thế mà bước này lui sau khi ra ngoài, hắn lại trên mặt thần sắc một chút thẹn quá thành giận lên, lần thứ hai tiến lên, lấy tay ở Trần Phi ngực đâm nói tốt một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử. Ngươi không biết ta Tống Kim Hổ là ai? Ta thế nhưng Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Thậm chí ngay cả LG tập đoàn đại biểu, ta đều từng không chỉ một lần cho hắn xem qua bệnh. Hơn nữa ta mỗi một lần làm cho xem bệnh tiền thù lao, ít nhất đều là 10 vạn đô la. Ngươi gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Chỉ ngươi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, có tư cách gì theo ta Tống Kim Hổ đàm y thuật? Hiển nhiên hắn đây là thẹn quá thành giận. Hắn Tống Kim Hổ thân phận gì địa vị gì? Đây chính là hiện nay Đại Hàn Dân Quốc lợi hại nhất Hàn Y. Y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được, chớ nói chi là coi như là LG, SK, tam tinh cái loại này đại tài đoàn, hắn đều không chỉ một lần cho bọn hắn trong đó đại nhân vật xem qua bệnh. Mỗi một lần xuất thủ trả thù lao tối thiểu đều là 10 vạn đô la đã ngoài. Làm sao từng bị một người trẻ tuổi như vậy ngay mặt răn dậy? Chớ nói chi là còn là một cái hoa hạ trung y. Tống tiên sinh, ngươi là nói Trần bác sĩ y thuật không bằng ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, Tống Kim Hổ chính là lời nói thanh vừa dứt, một đạo mang theo một chút nỗ lực không thuần thục già nua tiếng Anh thanh, liền từ phía sau bọn họ truyền đến. Chỉ thấy Tống Kim Hổ còn có đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân, thậm chí cái khác thông hành Hàn Quốc bác sĩ đều sắc mặt mạnh đổi, nhất tề quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão giả ở không ít người vòng vây dưới đi vào bên trong buồng phi cơ, sắc mặt có chút nhục nhã. Mà cái này tóc trắng xóa lão giả không là người khác, cư nhiên chính là Đỗ Lão. Rất hiển nhiên Tống Kim Hổ đám người trước hãy cùng Đỗ Lão từng có tiếp xúc, biết vị lão giả này là hoa hạ Giang Nam khu y thuật số 1 số 2 trung y. Có thể là bọn hắn lại không nghĩ rằng lại có thể tại đây đụng với, hơn nữa, nhìn Đỗ Lão thái độ. Tựa hồ còn là cùng vậy cũng ác hoa hạ thanh niên nhân một phe. Vì vậy nhất thời bọn họ những này người Hàn cũng không nhìn được trò chơi sắc mặt đại biến, thậm chí mang theo một tia tái nhợt. Đồng dạng là chất vấn, giễu cợt, có thể một cái từ Trần Phi trong miệng nói ra, một cái từ Đỗ Lão trong miệng nói ra, đại biểu ý nghĩa cũng khác nhau trời vực bất đồng. Nhất là người sau cái này vẻn vẹn chỉ là đơn giản một câu nói, tới khiến Tống Kim Hổ thậm chí có loại bị đánh mặt cảm giác nhục nhã. Hơn nữa rất vang dội. Xôn xao. Đó không phải là Bắc Sơn Trung Y phụ thuộc viện Đỗ Lão. Ta nghe nói hắn là chúng ta Giang Nam lợi hại nhất Trung Y, ngay cả kinh thành những chuyên gia kia, cũng không hắn lợi hại. Dĩ nhiên, người có biết hay không Đỗ Lão từng cho quốc gia lãnh đạo đều xem qua bệnh, có người nói vẫn còn Trung ương bảo kiện cục treo có chức vị, rất nhiều thân thể không thoải mái cán bộ kỳ cựu, đều tự mình hạ lưu trường Giang Nam, tới tìm hắn xem bệnh. Lẽ nào Đỗ Lão cũng muốn đi kinh thành tham gia cái kia cái gì trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ? Nhất thời không ít người đều kích động, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết hoặc nhận thức Đỗ Lão. Mà ở nhìn thấy một màn này, vô luận là tiếp viên hàng không Xanh Lan hay là Lưu Đầu Mùa Đông đều có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới Đỗ Lão cư nhiên sẽ giúp đỡ Trần Phi nói. Hơn nữa cái loại này xưng hô, Trần bác sĩ. Đây chính là tương hỗ trong lúc đó bình đẳng tình huống dưới, mới có giọng A. Chẳng lẽ, Đỗ thầy thuốc xin chào,
ngươi cũng là cưỡi lần này phi cơ chuyến đi kinh thành tham gia lần này trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ. Sau đó chỉ thấy Tống Kim Hổ sắc mặt có chút khó coi, hướng về phía Đỗ lão ôn tồn nói. Hiển nhiên, chớ nhìn hắn trước như vậy nghiêu bức, như vậy cuồng vọng, mà khi hắn đang đối mặt Đỗ lão loại này số một số hai trung y ngôi sao sáng lúc, cũng vẫn là không có dám cản rỡ, dù sao. Thế mà Đỗ lão nhưng căn bản lý, để ý đều không để ý đến hắn, trực tiếp xoay người hướng về Trần Phi vừa cười vừa nói Trần bác sĩ, thực sự là đã lâu không gặp. Ngươi lần trước thương không sao chứ? Đã toàn bộ tốt rồi, ngươi xem. Trần Phi cười đem bản thân áo ngăn một ít, lộ ra hoàn hảo như lúc ban đầu cổ. Cư nhiên khôi phục tốt như vậy. Không hổ là Trần bác sĩ, y thuật thật là làm cho ta theo không kịp a. Thấy thế Đỗ lão nhịn không được thật sâu cảm thán một chút, dù sao hắn đương sơ thế nhưng tận mắt nhìn thấy, bị đấu súng, đạn bắn trúng, thương nặng như vậy, hơn nữa còn là cái cổ cái loại này không gì sánh được mẫn cảm, then chốt khu vực, nhưng này hiện tại mới bao lâu thời gian, thì đã triệt để như vậy, khôi phục tốt rồi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật không hổ là Trần Phi Trần bác sĩ a. Mà ở nhìn thấy Đỗ lão lời như vậy, Tống Kim Hổ không khỏi sắc mặt mạnh biến đổi, trở nên cực vi khó coi. Thật giống như trên mặt lại bị người hung hăng quạt một bạt tai vậy. Dù sao trước hắn vừa mới như vậy miệt thị, nhìn không thấy Trần Phi, nói hắn không hiểu y thuật, nhưng bây giờ. Trần tiên sinh, ta gặp các ngươi vừa rồi, có đúng hay không chuyện gì xảy ra hiểu lầm, mà nhưng vào lúc này, Đỗ lão lại hướng về Trần Phi hỏi. Hiểu lầm, vậy cũng không tính là hiểu lầm đi, những, này Hàn Quốc cây gậy một lên phi cơ đến, tự cãi lộn, hình như ở nhà mình vậy. Vị này tiếp viên hàng không hảo tâm đi nhắc nhở bọn họ nơi này là công chúng trường hợp, chú ý tố chất, có thể mấy cái này Hàn Quốc cây gậy lại bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta chửi bới, không tôn kính bọn họ người Hàn, còn muốn báo nguy, còn muốn dùng cự tuyệt tham gia chúng ta Hoa Hạ tổ chức đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ làm uy hát yêu ta. Mặt khác, vị này Tống bác sĩ tựa hồ đối với hắn y thuật của mình rất có tự tin, cho là ta không bằng hắn. Trần Phi cùng Đỗ lão cũng coi là quen biết đã lâu, tự nhiên lười quanh co, trực tiếp nói. Sau đó, lại thấy Kỳ lắc đầu, vẻ mặt chẳng đáng cùng chào phúng người biết ta vậy là lười quản những chuyện hư hỏng này, chỉ là, những. Này Hàn Quốc cây gậy quả thực quá ác tâm người, vì vậy ta mới cố mà làm, cùng hắn tính toán tính toán. Trang bức ai không biết, nhất là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nếu muốn trang cái ép cách 10 phần bi, thế vẫn là từng phút, tùy tùy tiện tiện. Tiện tay bóp đến. Tựu như cùng hắn hiện tại loại thái độ này, giọng nói, thì dường như Tống Kim Hổ trong mắt hắn là một nhỏ đến không có khả năng nhỏ nữa tiểu nhân vật vậy. Tuy rằng sự thực cũng là quả thực như vậy. Mà ở nhìn thấy một màn này, này Hàn Quốc cây gậy quả nhiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Hãy cùng nuốt sống như con ruồi khó chịu. Ngươi, nhất thời Tống Kim Hổ giận dữ nói. Có thể hắn nói cũng còn không ra khỏi miệng. Chỉ thấy hắn Đỗ lão giọng nói băng lạnh lùng đem cắt đứt. Sau đó chỉ thấy Kỳ há mồm nói ra nhất kiện khiến Tống Kim Hổ thập phần khó chịu sự thực, đó chính là Tống bác sĩ, nếu ta nhớ không lầm, hai ngày trước ngươi từng đến Bắc Sơn tìm ta tỉ thí y thuật. Chúng ta tổng cộng khách 6 năm chàng, hai người thắng 3 phụ, coi là thua, có thể có việc này. Cái gì? Tống bác sĩ từng lén tìm ngươi tỉ thí y thuật, còn thua? Điều đó không có khả năng. Chúng ta Tống bác sĩ có thể là chúng ta Đại Hàn dân quốc tốt nhất Hàn y, làm sao có thể thất bại. Nhất thời này người Hàn nổ tung nồi, bởi vì bọn họ căn bản hoàn toàn không biết chuyện này. Phải biết rằng Hàn Quốc cây gậy lòng tự trọng đây chính là thế giới công nhận, tối không tiếp thụ được chính là một cái thua tự. Chớ nói chi là Tống Kim Hổ hay là bọn hắn Đại Hàn dân quốc hiện nay y thuật đệ nhất người, còn chiếm được quốc gia y thuật tối cao thành tựu tưởng. Người như thế nếu là ở trong tay đối phương mặt bị thua, đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Hàn y vô năng. Tốt nhất Hàn y đều thua cho bọn hắn trung y, nhưng lại không phải là Hoa Hạ lợi hại nhất trung y, cái này để cho bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu. Kiêu căng lòng tự trọng như là thoáng cái bị trọng đại đả kích. Mà Tống Kim Hổ nghe vậy sắc mặt cũng thoáng cái thay đổi, trong nháy mắt rất khó xem. Bởi vì hắn quả thực tư để hạ tự cho là mình rất nghiêu ép, y thuật vô song. Nghĩ trung y bên trong không có khả năng có người so với hắn y thuật cao minh hơn, vì vậy từng lén lút một người tìm Đỗ lão tỉ thí quá một hồi, có thể kết quả lại làm hắn bị đả kích, khó có thể tiếp thu. Bởi vì hắn Tống Kim Hổ, đường đường Đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn y,
quốc gia y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được cư nhiên thua. Bại bởi một cái hoa hạ trung y, như vậy cũng tốt giống như có một cái tát hung hăng phiến ở tự cao tự đại, tự cho là đúng trên mặt của hắn, làm hắn hãy cùng nuốt con ruồi vậy khó chịu. Hơn nữa tối trọng yếu là chuyện này hắn căn bản không dám cho đồng bạn của mình nhắc tới. Hắn Tống Kim Hổ thế nhưng Đại Hàn Dân Quốc đệ nhất Hàn Y, đại biểu là Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y giới mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn lại thua, nhưng lại không phải là thua ở lợi hại nhất hoa hạ trung y tay, đối phương vẻn vẹn chỉ là một hơi có danh tiếng cùng uy vọng lão già kia. Nếu là truyền đi, Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y giới sẽ làm sao đối đãi hắn Tống Kim Hổ. Đây quả thực là đang cho bọn hắn Đại Hàn Dân Quốc, cho bọn hắn Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y giới mất mặt. Chịu tội trọng đại. Nghĩ đến đây, hắn Tống Kim Hổ nhìn không được thẹn quá thành giận, há mồm chính là phản bác đó bất quá là bởi vì ngươi chữa trị bệnh nhân bệnh tình vừa vặn so với bệnh nhân của ta giản đơn. Vì vậy ngươi mới có thể vận khí tốt, thắng ba chàng, đây không tính là. Ta còn không có thua. Để bảo hộ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y giới bộ mặt, cùng với chuyện này truyền đi hắn sẽ không bị chửi bới quá lợi hại, hắn Tống Kim Hổ coi như là bất cứ giá nào. Há mồm chính là mặt dày mày dạn không tính là. Ô ô ô, nguyên lai đây chính là cái gọi là Đại Hàn Dân Quốc đệ nhất Hàn Y Tống Kim Hổ tiên sinh a. Thật là có thể, cái này ra mặt dày cùng thành tường cũng lừa gạt đều có được liều mạng a. Các ngươi Hàn Quốc bác sĩ đều như vậy sao? Không thua nổi, thế mà một nghe nói như thế Đỗ lão cũng còn không tức giận, Trần Phi bên kia cũng đã chào phúng mở. Nguyên lai đây chính là cái gọi là vũ trụ vô địch Đại Hàn Dân Quốc đệ nhất Hàn Y. Năng lực không nhiều ít. Da mặt đều là dày rất lợi hại. Ngươi, câm miệng, cái này có phần của ngươi nói chuyện mà. Một cái sợ rằng liên y thuật cũng không biết là cái gì thanh niên nhân, lại dám vẫn còn ta Tống Kim Hổ trước mặt đàm y thuật, thực sự là cuồng vọng vô tri. Tống Kim Hổ nghe được Trần Phi trào phúng nhất thời thẹn quá thành giận, không chút suy nghĩ tự đại uống. Hắn Tống Kim Hổ thân phận gì địa vị gì, đây chính là hiện nay Đại Hàn Dân Quốc lợi hại nhất Hàn Y. Y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được, chớ nói chi là coi như là LG, SK, tam tinh cái loại này đại tài đoàn, hắn đều không chỉ một lần cho bọn hắn trong đó đại nhân vật xem qua bệnh. Mỗi một lần xuất thủ trả thù lao tối thiểu đều là 10 vạn đô la đã ngoài. Làm sao từng bị một người trẻ tuổi như vậy ngay mặt răn dậy? Câm miệng, ta nghĩ câm miệng chắc là ngươi đi, không biết lượng sức gì đó, có thể tiếp một đạo tức giận già nua tiếng vang lên. Chỉ thấy Đỗ lão thoáng cái đi tới Tống Kim Hổ trước mặt lạnh lùng nói Tống bác sĩ, Tống Kim Hổ, ngươi có biết hay không ở trong miệng ngươi cái gọi là sợ rằng y thuật cũng không biết là cái gì thanh niên nhân, y thuật của hắn so với ta đều cao hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tựu như ngươi vậy một cái bại tướng dưới tay, cũng không biết xấu hổ ở Trần bác sĩ trước mặt thuyết tam đạo tứ, không ngại mất mặt. Oanh! Cái gì? Lưu đầu mùa đông, tiếp phiên hàng không đám người ngây người. Hoàng mở thắng. Bên trong buồng phi cơ đông đảo hành khách cũng ngây người. Một tiền lớn Hàn Quốc cây gậy, đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân, thậm chí Tống Kim Hổ càng ngây người. Hiển nhiên bọn họ là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường Bắc Sơn thị Đỗ lão, xã hội công nhận tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y. Trung ương bảo kiện cục trên danh nghĩa chuyên gia, trung y hiệp hội danh dự đại biểu, lúc này, cư nhiên, dĩ nhiên chính mồm nói ra như vậy chấn động nhân tâm buổi nói chuyện. Hắn lại còn nói y thuật của hắn, còn so ra kém chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử 1/10, 1%. Cái này, là bọn hắn đang nằm mơ. Phải biết rằng tiểu tử kia thoạt nhìn đính thiên cũng liền hơn 20 tuổi, thậm chí ngay cả từ trong trường học tất không tốt nghiệp cũng không biết, bởi vì bác sĩ cần đọc 5 năm, hơn nữa đây vẫn chỉ là khoa chính quy mà thôi. Bản to lớn bác liên đọc cần 8 năm. Vì vậy cứ như vậy sợ rằng liên xã hội đều còn không có chân chính đặt chân mao đầu tiểu tử, làm sao có thể y thuật so với tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y Đỗ lão đều còn lợi hại hơn. Đây là đang khôi hài sao, làm cho khó có thể tin. Có thể, nhưng này nói rồi lại là từ Đỗ lão trong miệng tự mình nói ra. Ngươi, mà ở Tống Kim Hổ đám người ở nhìn thấy một màn này, nghe thế loại nói, không cách nào khống chế vô ý thức sắc mặt thay đổi. Bởi vì trước mặc kệ lời như vậy đích thực thực tính đến tột cùng thế nào, chỉ khi nào làm lời như vậy từ Đỗ lão loại này có thân phận, có địa vị trung y ngôi sao sáng trong miệng tự mình nói ra, tính chất đã có thể hoàn toàn khác nhau. Ít nhất, mới vừa rồi còn như vậy xem thường Trần Phi Tống Kim Hổ hiện tại một chút là được hoạt kê vở hài kịch,
thành một cái không hề tố chất đáng nói thô lỗ dã man người. Dù sao hắn Tống Kim Hổ ở Đỗ Lão trong tay đều bị bại một lần, có thể ở Đỗ Lão trong miệng Trần Phi Y thuật so với hắn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Tống Kim Hổ vừa rồi tựa như cái vừa học kiếm người, lại ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại, trào phúng Tây Môn Suy Tuyết cái loại này kiếm đạo tông sư, không hiểu kiếm. Đây quả thực là trước mặt mọi người một cái tát nhận một cái tát hướng về phía Tống Kim Hổ vẫy lỗ tai. Nhất thời, Tống Kim khí thế sắc mặt tái xanh, cả người run, há mồm muốn biện giải lại hết lần này tới lần khác phát hiện căn bản không có biện pháp biện giải. Đến mức ngay từ đầu còn chỉ cao khí ngang đeo mắt kiếm Hàn Quốc nữ nhân hiện tại càng sợ đến mặt cười tái nhợt, sớm co lên đầu, nửa câu lời cũng không dám xen mồm. Bắt nạt kẻ yếu, tựa hồ ai cũng sẽ a. Tốt, tốt. Tốt, coi như các ngươi có bản lĩnh, chỉ biết chửi bới, nhằm vào đối với chúng ta người Hàn, không tuân theo nặng chúng ta Hàn y. Hành, chúng ta người Hàn lòng dạ rộng, không cùng các ngươi người như thế vậy tính toán. Sau đó, Tống Kim Hổ gặp đợi tiếp nữa cũng là tự rước lấy nhục, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò nói một câu, xoay người liền muốn đi. Còn muốn chạy, có thể a, bất quá lòng dạ rộng lớn người Hàn Tống Kim Hổ tiên sinh, các ngươi tựa hồ đã quên một việc mà. Thế mà đúng lúc này Trần Phi lại cư nhiên há mồm đem ngăn lại. Ngươi có ý tứ, ngươi có phải là thật hay không muốn chúng ta Hàn Quốc bác sĩ đều cự tuyệt tham gia lần này trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ gây nên quốc tế tranh cãi. Mà Tống Kim Hổ ở nhìn thấy mình cũng dẫn đầu cúi đầu, Trần Phi cư nhiên đều còn không chịu bỏ qua, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất thời âm mai mặt cả giận nói. Tống Kim Hổ. Nếu là người các Hàn Quốc bác sĩ không muốn tham gia lần này trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ, đại khả lấy trực tiếp chạy trở về quốc gia các ngươi. Ta cũng không cảm thấy người cái này bại tướng dưới tay có tư cách gì cùng ta trung y tốt nghiên cứu và thảo luận. Nhất thời Đỗ Lão cười lạnh nói. Ngươi, nghe vậy nhất thời Tống Kim Hổ giận dữ, thật giống như trên mặt bị trăm vạn cân nặng chùy hung hăng đập một cái lại một dưới, hỏa lạt lạt cay đau. Hoàn toàn hơn dặm đều là nhục nhã. Đỗ Lão nói không sai. Nói thật, ta thật không biết các ngươi Hàn y một bộ có cái gì tốt đáng giá tự ngạo, bất quá là chúng ta Hoa Hạ lão tổ tông năm đó chơi còn dư lại xiếc, cũng không tiết dùng nữa, nhưng không biết bị các ngươi những. Này không óc tên bảo bối cùng cái gì dường như, quên đi, ta cũng lười cho các ngươi loại này sống ở người trong mộng nhiều tốn nước miếng, còn muốn chạy. Có thể, ngươi còn có cái kia đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân hướng vị này tiếp viên hàng không xin lỗi. Thừa nhận các ngươi mới vừa càn quấy, sau đó các ngươi có thể đi, bằng không các ngươi những cây gậy này còn là theo ta xuống phi cơ, đi bót cảnh sát nói đi. Vừa vặn ta một ngày nhiều, có khi là không rảnh cùng các ngươi chơi. Trần Phi lãnh mở miệng cười nói. Hắn lời này còn thật không vậy tùy tiện nói. Hắn hiện tại có khi là thời gian, kinh thành bên kia cũng không phải phải trước tiên hành lý đi, vì vậy hắn thật không ngại quất bớt thời giờ, cùng những... Này dám tại bọn hắn người Hoa địa bàn dương oai người Hàn hảo hảo vui đùa một chút. Đùa bỡn uy phong đã nghĩ phủi mông một cái rời đi. Xin nhờ, người nghĩ đến các ngươi là ai? Coi như là các ngươi Hàn Quốc cái gọi Tổng thống, cũng không tư cách này. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhất thời Tống Kim Hổ còn có một chúng người Hàn đều thiếu chút nữa tức bể phổi, không nghĩ tới cái này Hoa Hạ tiểu tạp chủng cư nhiên như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, đâm đâm bức người. Bọn họ chuyến đi này có thể là người ngoại quốc, thế nhưng Hàn Quốc ngoại tân, chớ nói chi là bọn họ còn là lúc này đây đại biểu Hàn y đến đây Hoa Hạ tham gia đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ đại biểu, hơn nữa bọn họ Tống Kim Hổ Tống thầy thuốc hay là bọn họ đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn y. Nhưng bây giờ tiểu tạp chủng này lại còn nói muốn để cho bọn họ xin lỗi. Ta nói ngươi ma cẩu thối thí, một chuyến sở hữu Hàn Quốc cây gậy đều mặt âm trầm, chấn giận lên. Hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà mang theo kính mắt Hàn Quốc nữ nhân càng vẻ mặt phẫn nộ, hét dầm lên xin lỗi. Ngươi nhường ta cho cái này Hoa Hạ lẳng lơ xin lỗi. Điều đó không có khả năng, hắn coi là vật gì vậy, chúng ta thế nhưng người Hàn, chúng ta thế nhưng tôn kính người Hàn ngoại tân. Ngươi đây là thái độ gì, ta muốn đi gặp các ngươi chính phủ, hướng các ngươi thượng cấp, cao tầng khiếu nại. Cái này sắc mặt quả thực khiến mọi người tại đây thoáng cái đều phẫn nộ. Phi, cái gì đồ chơi? Xôn xao. Mà cái này cây gậy quả thực quá kiêu ngạo. Cái gì đồ chơi? Phi, vật gì vậy? Thí lớn một chút địa phương quốc gia người cũng dám ở chúng ta Hoa Hạ như thế dương oai.
ngoại tân, ta ngoại mẹ ngươi mẹ cái chân. Cái này thối lẳng lơ thực sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dài xấu như vậy, thật cho là mình coi là vật gì vậy. Nhất thời hiện đang lúc mọi người lại xôn xao. Không thể không nói, cái này đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân thái độ thật sự là quá kiêu ngạo, đều đã đến loại tình trạng này, lại còn dám mắng người. Còn lớn lối như vậy cái gì người Hàn, cái gì ngoại tân. Ta ngoại mẹ ngươi mẹ cái chân, nhược chí Hàn Quốc cây gậy. Nhất thời bên trong buồng phi cơ hơi có một ít tâm huyết người Hoa đều đúng đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân trợn mắt nhìn nhau, còn lấy nhan sắc. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng vĩ đại người Hàn, là ngoại tân. Các ngươi không có khả năng như vậy không tôn kính ta, không có khả năng làm gì ta. Đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân rụt một cái đầu, còn là sắc lệ nội cha nói. Ngoại tân đúng không? Nghe vậy lưu đầu mùa đông nhất thời phẫn nộ cười lạnh cười. Sau đó không để lại vết tích ngón tay đột nhiên vừa nhấc, đầu ngón tay xử nhất bóp một ngón tay, nhất thời một luồng kình phong chợt bắn ra, đánh vào đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân bên hông. Chỉ là động tác của hắn cực kỳ bí mật, bên trong buồng phi cơ tất cả mọi người dĩ nhiên không có chút nào phát hiện. Ngoại trừ Trần Phi. Không sai, ta thế nhưng ngoại, a, à, mà đeo mắt kiếng ngoại quốc nữ nhân nghe vậy chính phản xạ có điều kiện vô ý thức đáp lại, lại đột nhiên thoáng cái không biết vì sao dưới chân vừa chợt. Thân thể cân đối bất ổn, theo một trận kêu thảm thiết, lại đặt mông cắm ở trên mặt đất, rơi tráng váng đầu hoa mắt. Hơn nữa tối trọng yếu là, tất cả mọi người theo sát mà nghe thấy được một món ngon tuyệt vời. Xôn xao? Không phải đâu, cái này Hàn Quốc cây gậy sợ tiểu. Thật là thúi tốt sao a? Nguyên lai đây chính là cái gọi là người Hàn tố chất. Tùy chỗ đại tiểu tiện. Ta đã đem vừa rồi một màn kia ghi xuống. Đợi phát in. Nhất thời một đống mọi người nhạc phôi, không nghĩ tới cái này mới vừa rồi còn như vậy chỉ cao khí ngang, tài trí hơn người, tự cho là rất nhiều bức Hàn Quốc cây gậy đeo mắt kiếng nữ nhân, hiện tại lại cư nhiên đột nhiên mạc danh kỳ diệu làm cho như thế vừa ra, sợ tiểu. Không hổ là có bị bệnh không? Tất cả mọi người che mũi vẻ mặt giễu cợt nhìn này Hàn Quốc cây gậy, nhãn thần phải nhiều đâm người có bao nhiêu đâm người. Làm chân, người đang làm gì? Nhất thời Tống Kim Hổ còn có một đàn người Hàn tức bể phổi, che mũi tức giận nói. Đây quả thực là mất mặt vứt xuống nước ngoài đi. Nếu là truyền đi, bị người phát đến online, phát đến in, phát đến Facebook, vậy bọn họ Đại Hàn Dân Quốc mặt để nơi nào? Bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn y giới mặt mũi, đã qua chưa để xuống. Thực sự là quá buồn cười, hầu như sở hữu Hàn Quốc cây gậy đều nổi giận đùng đùng chừng mắt đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân. Cái này có thể quan hệ đến bọn họ Đại Hàn Dân Quốc tôn nghiêm. Ta không biết a, mà đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân muốn bò, không bò dậy nổi, sâu màu xám cho mặc đồ chức nghiệp bao mông làn váy sừng cũng bị làm ướt một tảng lớn, khiến hắn xấu hổ không chịu nổi, thiếu chút nữa khóc lên. Hắn cũng không biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên tựu. Được rồi, các ngươi hay là đi mau đi. Có đúng hay không ta nếu không tha các người đi, mấy người các ngươi cũng phải tất cả đều cùng hắn vậy. Thấy tình cảnh này Trần Phi bất đắc dĩ, mịt mờ nhìn lướt qua lưu đầu mùa đông, phất tay hướng này Hàn Quốc cây gậy nói. Đều đến loại trình độ này, đối phương miệng có nói xin lỗi hay không kỳ thực cũng không sao cả. Dù thế nào bọn người kia mặt đều không sai biệt lắm mất hết, ha ha. Ngươi, các ngươi khỏe, tốt, thực sự là khinh người quá đáng. Tống Kim Hổ chỉ vào Trần Phi mắng, lấy thân phận địa vị của hắn, kỳ thực cũng hơi chút biết chút ít về hoa hạ này chính mình siêu phàm vũ lực người được nghe đồn, hắn hiện tại tự hoài nghi Trần Phi là cái loại này cái gọi hoa hạ cổ vũ giả, sau đó tại bọn hắn vĩ đại người Hàn trên người đồng bạn động tay động chân, nhất định là như vậy. Thế mà hắn tuy rằng đã đoán đúng một điểm, nhưng lại chưa đoán đúng toàn bộ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đúng là trong truyền thuyết hoa hạ chính mình siêu phàm vũ lực nhóm người kia. Thậm chí còn so với cổ vũ giả cao hơn một cái bậc thang, chính là trong truyền thuyết người tu chân, có đúng không đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân xuất thủ cũng hắn, mà là. Trần Phi không để lại vết tích lại lần nữa trộm liếc một cái trên mặt nghiêm trang, trong mắt nhưng ở nín cười ý lưu đầu mùa đông. Sau đó hắn lắc đầu, lạnh lùng nói khinh người quá đáng. Ta nghĩ người trí nhớ cũng không đến mức kém như vậy lực đi. Đừng quên vừa rồi đến tột cùng là lớn lối như vậy. Làm rõ ràng đây chính là chúng ta người Hoa địa bàn, thật nghĩ đến các ngươi loại này Hàn Quốc cây gậy có thể tùy tiện dương oai, sau đó phủi mông một cái rời đi. Ngươi,
Tống Kim Hổ lại lần nữa thẹn quá thành giận, uy hát yêu ta đe dọa cái này tựu là người Hoa các ngươi đạo đãi khách. Ta cho ngươi biết, ta sẽ ở nghiên cứu và thảo luận trong buổi họp hướng các quốc gia đại biểu, khách trình bày chúng ta người Hàn ở chỗ này bị không tôn kính đãi ngộ. Còn có, ngươi có biết hay không ta và các ngươi Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão là bản thân. Ta còn nhận thức các ngươi Hoa Hạ Bộ Vệ Sinh Mã Anh Điền Cục Trường. Hắn biết người Hoa xưa nay chú trọng mặt mũi, cũng chú trọng quốc tế ảnh hưởng, chớ nói chi là trong miệng hắn Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân, cùng với Hoa Hạ Bộ Vệ Sinh Cục trưởng Mã Anh Điền, càng không biết thân phận, địa vị hạng đại nhân tôn quý vật, lại là Trần Phi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử dám mạo hiểm phạm. Muốn chết không ra. Lý Đông Thân, dù là Đỗ Lão nghe được hai cái danh tự này trong một cái, cũng không nhịn được trên mặt thần sắc hơi đổi đổi, lộ ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này Lý Đông Thân ở trong mắt hắn phân lượng không nhẹ. Có thể rất hiển nhiên, so với thân phận bối cảnh. So với chỗ dựa vững chắc, không thể không nói hắn Tống Kim Hổ một chiêu này là thật thực sự dùng sai lầm rồi đối tượng. Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân, Bộ Vệ sinh Cục trưởng Mã Anh Điền, Tống Kim Hổ tiên sinh, tựa hồ ngươi loại giọng nói này lời như vậy là đang uy hát yêu ta lạc. Tốt lắm, không thành vấn đề a. Ngươi có thể thử xem cho ngươi hai cái chỗ dựa vững chắc đánh gọi điện thoại, xem bọn hắn lưỡng có thể không cho ngươi chỗ dựa. Bất quá, trước đó các ngươi sợ rằng được trước theo ta xuống phi cơ, chúng ta đi bót cảnh sát nói đi. Đối phương loại này tự cho là đúng thái độ, hiển nhiên đã triệt để chọc giận chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt lạnh cười cầm lên điện thoại di động. Dừng tay, vân vân chờ đã, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Hoàng Mở Thắng thật vất vả đợi được cơ hội, ngay tức khắc đứng tiến lên đây ngôn từ ra lệnh. Hắn thấy, Trần Phi cái này hoàn toàn chính là sinh sự từ việc không đâu, không có nghe gặp đối phương Tống bác sĩ đều nói hắn nhận thức Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân, cùng với Bộ Vệ sinh Cục trưởng Mã Anh Điền. Đó là hạng thân phận bất phàm, địa vị cao thượng đại nhân vật. Còn không biết thức thời. Câm miệng, người còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Trần Phi lại gọn gàng dứt khoát bá đạo cắt đứt lời của hắn. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng Đỗ Lão đứng ở ngươi bên này tự cho là mình rất nghiêu ép, ngươi có biết hay không Lý Đông Thân Lý Lão là ai? Đây chính là Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng, liền Đỗ Lão đều vẻn vẹn chỉ là vinh dự đại biểu mà thôi, so với Lý Lão ải một đầu. Vì vậy ngươi chỗ dựa vững chắc vô dụng. Hoàng Mở Thắng gặp Trần Phi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử lại dám không để cho hắn mặt mũi. Nhất thời hổn hển lên, nói cũng không vào quá óc thốt ra. Mà hắn lời kia vừa thốt ra, Đỗ trên khuôn mặt già nua thần sắc lập tức đổi đổi. Ngay cả Hoàng Mở Thắng bản thân theo sát phía sau cũng ý thức được bản thân đang nói cái gì, không khỏi thần sắc hoảng hốt vội nói không, không phải là Đỗ Lão, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải là ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Thứ mất mặt xấu hổ. Xem ra những, này Hàn Quốc cây gậy thật đúng là cha mẹ của ngươi. Nhất thời có người nhìn không được, lưu đầu mùa đông lạnh lùng mở miệng nói. Hanh, nguyên lai đây chính là người Hoa các ngươi đạo đãi khách, thực sự là quá làm cho chúng ta người Hàn thất vọng rồi. Đỗ thầy thuốc, cảm ơn các ngươi ngày hôm nay như vậy thịnh tình chiêu đãi, cáo từ. Mà nhưng vào lúc này Tống Kim Hổ là ở tự rước lấy nhục không đi xuống, sắc mặt âm tình biến ảo bất định, sau cùng rất nhanh chuyển thành hoàn toàn âm lãnh tức giận, tàn bạo cắn răng nhìn lướt qua Trần Phi. Lại hướng về Đỗ Lão gần từng chữ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kỳ tức giận đặt bút viết đi suốt ra cabin. Hiển nhiên loại này không gì sánh được mất mặt dưới tình huống, hắn là chân thực cũng nữa đợi không nổi nữa. Thấy tình cảnh này này Hàn Quốc cây gậy lập tức hoảng hoảng trương trương đi theo. Mà ở thấy tình cảnh này, Hoàng Mở Thắng sắc mặt thay đổi vài cái, cuối cùng vẫn vẻ mặt quyến rũ, lấy lòng đuổi theo. Một là bởi vì này Hàn Quốc cây gậy quả thực chính là của hắn tái sinh cha mẹ, hai là bởi vì hiển nhiên hắn rành mạch từng câu, cái này bên trong buồng phi cơ, hắn chỉ sợ cũng là đợi không nổi nữa. Hanh, mà ở nhìn thấy này Hàn Quốc cây gậy rời đi bóng lưng, cùng với Hoàng Mở Thắng vẻ mặt quyến rũ, lấy lòng đuổi theo hình dạng, Trần Phi, Đỗ Lão, lưu đầu mùa đông đám người cũng không nhịn được hơi nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng đáng. Cũng là bởi vì loại này không biết mình cha mẹ là người nào hơn, những người ngoại quốc kia mới có thể tại bọn hắn Hoa Hạ càng ngày càng kiêu ngạo. Quả thực chính là mất mặt xấu hổ.
Bất quá chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu rất hiển nhiên cũng lười cùng cái loại này không dài óc não tàn vậy tính toán, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, tự lại lần nữa ánh mắt chuyển hướng vẫn còn bị vây trong cây Iota sợ tiếp viên hàng không Kỳ Lan đám người. Lúc đầu có chút mặt âm trầm trên lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt nói này thảo nhân ghét tên đi, bất quá. Xem ra được làm phiền các ngươi lại thu thập một chút. Vừa nói, Trần Phi nghiêng đầu nhìn lướt qua chỗ ngồi trung gian lối đi nhỏ còn có chút rõ ràng cùng sao thúi giọt nước. Mà ở nghe nói như thế hắn lưu đầu mùa đông ẩn núp xấu hổ sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng. Bởi vì lại nói tiếp, đây chính là hắn một tay làm ra. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Kỳ con ngươi hơi lóe lên. Lưng ở sau người hai tay không quá thành thạo ngắt mấy cái ấn quyết, nhất thời một luồng mắt thường không thấy được thần kỳ lực lượng bao phủ tại nơi giọt nước trên. Mặc dù không có lập tức đem Kỳ tiêu trừ, có thể sao mùi thúi nhưng dần dần tiêu thất. Thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi hơi câu miệng cười cười. Nga, tốt, tốt, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi, giúp ta nói chuyện, cảm tạ. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt hiền lành dáng tươi cười. Tên kia vi xanh lan tiếp viên hàng không phương tâm không tự kìm hãm được hung hăng chiến giật mình, mặt xấu hổ hồng hồng hướng về Trần Phi còn có Đỗ lão chờ người nói xin lỗi, lại nhìn không được đôi mắt đẹp sóng so với lưu chuyển vậy thật sâu nhìn Trần Phi liếc mắt, như là ở truyền lại nào đó cảm thấy khó xử tin tức, sau đó cúi đầu tiểu bào ly khai. Hiển nhiên hắn chưa nhớ, Trần Phi chính là hắn trước ném tờ giấy nhỏ vị kia đại soái ca. Thực sự là quá khốc quá đẹp trai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.